chương 961, chờ chút, tiểu huynh đệ, chúng ta không là người xấu. Đằng Sơn Hải lôi đình xuất thủ, ngoài sở hữu người đoán trước. 13 thái hư không nghĩ tới mới vừa đối mặt, mới mấy câu công phu, cái này chiến bộ thủ tọa vậy mà thả lấy thủ hạ người không cần, cam tâm mạo hiểm, liền vì đoạt một cái thời gian kém. Cái này khiến bọn hắn không thể không đối Bạch Liêm cái này trảm đạo cảnh giới thánh cung sứ giả, đổi mới lại một đợt ấn tượng. Bạch Liêm. Cái này tên, sao nghe có chút quen tai ngay tại bọn hắn đều coi là chiến bộ thủ tọa đem việc này làm tuyệt, chỉ là trảm đạo, lay động không được nơi đây cục diện thời điểm, ra ngoài ý định chuyện xuất hiện. Đằng Sơn Hải mới khó khăn lắm vượt qua Bạch Liêm. Bạch Liêm quay đầu quay người, tại đối phương chưa tới gần màu vàng kiếm hải lúc, không nói lời gì đưa tay ra. Trong đỉnh thế giới, hắn bình tĩnh vô cùng đọc nhấn rõ từng chữ. Một cổ rộng lớn lực lượng từ khí hải mà ra, hóa thành lĩnh vực, nhốt chặt giữa sân 13 thái hư, cùng buông tập mà đi đằng Sơn Hải. Giới vực. 13 thái hư kinh điệu cái cầm một cái trảm đạo đối một cái thái hư vẫn là lấy chiến đấu sở trường thái hư xuất thủ đây là đang tìm chết a à. đằng sơn hải rõ ràng liền một bộ ta không muốn thương tổn ngươi bộ dáng nhưng cái này thánh cung sứ giả khó tránh khỏi có chút quá mức lên mũi lên mặt nhưng mà càng để cho người ngoài ý muốn chuyện xuất hiện bạch liêm không chỉ có giới vực phong tỏa đằng sơn hải hành động tại tiên cơ qua đi hắn một chút hoành đi thân phụ thương thần giáp đằng sơn hải trên thân mảnh liệt giấy lên hừng hực bạch viêm nhào nhào cái này kinh đạm tiếng vang, quả thực cho 13 thái hư thấy kinh hải. Tẩn chiếu bạch viêm. Bọn hắn rốt cục kịp phản ứng, đằng Sơn Hải vì sao không dám ra tay với bạch liêm, vì sao muốn đoạt thời gian này kém, quả thực là đỉnh lấy không muốn thừa nhận bạch liêm thân phận một chuyện, vậy muốn đánh gãy cái kia cổ kiếm tu đột phá mà ra tay. Thánh cung, tẩn chiếu nhất mạch. Cái này ai chọc nổi. Kịp phản ứng điểm này về sau, 13 thái hư không còn ra tay trợ giúp đằng Sơn Hải ý nghĩ. Hiện nay tình huống này. Bàn quan A, thuận tiện cầu nguyện một cái, không cần dẫn lửa thiêu thân liền có thể. Phương xa, bị giới vực nhốt chặt, lại bị bạch viêm đốt thấu khí hải, đốt thủng tinh thần ý chí đằng sơn hải, đã lộ ra thống khổ, nhưng càng nhiều là kinh sợ. Hắn tức giận vô cùng quay người, thốt nhiên lớn quát lên, "Bạch Liêm, ngươi có biết ngươi tại làm cái gì? Nhiều kiếm tiên kế hoạch tác chiến nếu như bị phá hư, ngươi phải bị hàng đầu trách nhiệm." Một tiếng này nổi giận quát lớn, tại giới vực trong điểm thế giới bên trong vang vọng tứ phương, dọa đến 13 thái hư tâm như ve mùa đông ý thức được đằng sơn hải muốn mạnh mẽ xuất thủ thật có chính hắn lý do phối hợp như kiếm tiên hành động nhưng bạch liêm chưa từng bị hù sợ hắn dù sao từ nhỏ bị sư tôn một lẫm cho bị dọa lớn lập tức cười lạnh một tiếng bạch liêm bình tĩnh như thường nói đằng sơn hải ngươi còn biết được ta tên gọi bạch liêm dừng một chút hắn hai con ngươi thu vào cao vị giả khí thế thốt nhiên quá đáng phi thân lên ở trên cao nhìn xuống tuyên án nói ngươi đã biết ta tên bạch liêm liền ứng hiểu được ta chính là thánh cung tẩn chiếu nhất mạch quản lý người chính là thánh cung ngũ đại quyền hành một trong, cùng ngươi thánh thần điện đường tổng bộ điện chủ đạo khung thương, ở vào cùng cấp. Mà ngươi chiến bộ, chỉ là lục bộ một trong, đứng hàng đạo khung thương quản hạt bên trong, lấy chiến bộ thủ tọa thân phạm thánh cung quyền hành một trong. Hành vi đi quá giới hạn, phạm thượng đây là tội một. Thân phụ chấp pháp quan trọng trách, không nhìn thí luyện giả sinh tử, lấy cái gì rắm chó không kêu lấy cớ hành động làm lý do, muốn làm cho ta thánh cung tương lai người kế tục tại trong nước sôi lửa bỏng. Nặng nhẹ không điểm, lẫn lộn đầu đuôi, đây là tội 2. Biết rõ thánh cung thí luyện sắp đến, tại vương thành thí luyện trong lúc đó, hết thể hành động lấy thánh cung quy tắc làm chủ, còn lại quy tắc làm phụ, ngươi lại không nhìn quy tắc, đem tự thân lợi ích đặt ở trước nhất. Mắt không trên dưới, làm việc vô độ, đây là tội 3. Bạch Liêm cảm xúc không nhắc tới, ngôn ngữ không dao động không lan. Hàng số ba tội hoàn tất, hắn xùy cười một tiếng, nói, Bạch Mổ không cần động thủ, bằng ngươi cái này ba tội, ta đi lên tham gia một bản, ngươi tiện lợi đọa biển chết, biết cùng không biết. Lời này dừng lại, 13 thái hư đã mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thật là đáng sợ. Đây chính là thánh cung ngũ đại quyền hành uy áp sao? Chưa khai chiến, chiến bộ thủ tọa Đằng Sơn Hải đã lĩnh ba tội, cái này đặt ở thưởng phạt phân minh thánh thần điện đường bên trong, cũng là không làm tròn trách nhiệm trọng trách a. Đằng Sơn Hải kinh ngạc nghe xong lời nói này, chỉ cảm thấy mình quả thực là thua thiệt sinh há miệng, lúc này như câm biết ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Mẹ hắn ta còn cái gì cũng không làm, liền phải chết. Ta đằng sơn hải kém chút không có mất đi nói chuyện năng lực ngươi tỉnh táo bạch liêm không cho đối phương cơ hội húc đầu ngắt lời nói đằng sơn hải cứng đờ mong muốn phản bác lại bị toàn thân bạch viêm thiêu đến đau nhất lập tức nói ta tỉnh táo ngươi trước đem bạch viêm thu bạch liêm lạnh hừ một tiếng giơ tay lên đem tẩn chiếu bạch viêm thu hồi đằng sơn hải nhìn hướng phía sau vậy cái này giới vực bạch liêm lại ha ha cười nhạt vậy thu trong đỉnh thế giới vương tọa trở lên cường giả xuất thủ hoặc là lên không trung hoặc là mở giới vực cái này quy tắc chính là sơ đại thánh cung quyền hành cùng thánh thần điện đường tổng điện điện chủ cộng đồng chế định hắn bạch liêm cũng không hội tùy ý xuất thủ thương tới vô tội thậm chí cho người ta rơi xuống đầu đề câu chuyện đằng sơn hải có chút hô thở ra một hơi giống như là triệt để bình tĩnh lại sau đó hắn nhìn chắp tay ngang lưng mà đứng bạch liêm một chút thấy được đối phương cái kia ở trên cao nhìn xuống thẩm vấn ánh mắt hơi cúi đầu xuống rất tốt không có phòng bị bành nghĩ như vậy đằng sơn hải chân vừa đạp không gian mượn nhờ phản xung chi lực thân hình lại hướng màu vàng kiếm hải phương hướng phóng đi tại cái này vân lôn dãy núi hắn hẳn là nghe ai đáy lòng sớm đã có phổ cô âm vách núi nơi này chiến đấu liền thiên cơ thế giới nội bộ thế giới đều bước đi ra tất nhiên là có trọng địch trong khoảng thời gian ngắn đằng sơn hải tự giác không cách nào cũng không có cái năng lực kia đi cùng bạch liêm giải thích hết thảy huống chi bạch liêm có nghe hay không đều là nói chuyện như vậy hay là để đó nhiêu yêu yêu cho mình hạ thủ hộ hậu phương quân lệnh không quản, vẫn là muốn nghe từ lệ thuộc một bên khác thánh cung quyền hành một trong khẩu xuất cùng ngôn. Đáp án, không cần nói cũng biết. Nảy sinh biến cố, ầm vang tiếng nổ đùng đoàn, kinh đến 13 thái hư, vậy ngoài Bạch Liêm dự kiến. Còn dám tới. Ngươi, tại, tìm, chết. Bạch Liêm nghiến răng nghiến lợi, hoàn toàn không nghĩ tới đằng Sơn Hải thực có can đảm lại lần nữa hành động. Mà lấy đối phương thái hư tốc độ, đoạt tại mình phản ứng trước đó xuất thủ, giới vực chính là tái sinh, vậy tất nhiên là khốn không được đối phương. Bạch Liêm không có như vậy dừng tay. Với hắn mà nói, bảo hộ cái kia còn tại đột phá thí luyện giả, đồng dạng là một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình. Tẩn chiếu vô môn. Hai tay vừa bấm ấn quyết, Bạch Liêm mạnh mẽ từ cái kia bị đồng hóa đến sắp tìm không thấy hành tung hỏa hệ đại đạo bên trong rút cấp ra năng lượng, phơi bày trở thành tẩn chiếu Bạch Viêm. Chỉ một sát, tay hắn hướng bên cạnh vung mở, khí hải vung ra linh nguyên, ứng hòa hỏa chi đại đạo. Long một thanh âm vang lên, phạm vi trăm trượng nơi, trống rỗng bay vụt một đạo cao tới vạn trượng tẩn chiếu biển lửa tường, tường kia không có khe hở, đem đằng sơn hải khốn vào trong đó, khó mà vượt qua. Bạch Liêm Đằng sơn hải nắm thật chặt nắm đấm, đè xuống ứng chiến dục vọng, vậy nhịn được quay đầu. Hắn có thể không nhìn bên kia thượng cấp mệnh lệnh, dù sao mình không về đối phương chỗ quản, thật là muốn đối với đối phương xuất thủ, đó chính là thật vượt qua đây là trọng tội. Phá Đỉnh lấy tẩn chiếu biển lửa tường, đằng Sơn Hải đầu một sắc, hung hãn không sợ chết vọt tới hắn muốn đột xuất đi. Chỉ cần thoáng quấy nhiễu được cái kia cổ kiếm tu, để hắn đột phá thất bại. Còn lại cái gì đều không cần làm, hắn đằng Sơn Hải nhiều nhất quay đầu lại nói một tiếng xin lỗi, sự tình liền hội không giải quyết được gì, dù sao chiến bộ thủ tọa, quyền lực đồng dạng to đến cực kỳ. Nhưng Bạch Liêm sẽ không để cho hắn như ý. Thấy đằng Sơn Hải định lấy biển lửa tường, vẫn là muốn đột tiếng màu vàng kiếm hải, hắn xùy cười một tiếng, cũng chưởng vì quyền, mãnh liệt dưới mặt đất vung. Ngưng chiếu ngưng đang bạo phá cái kia tỏa ra biển lửa đột nhiên trở thành dược dịch mà thiên địa không gian chính là đang đỉnh biển lửa cô động hóa thành cuối cùng một viên hỏa diễm lưu đan hội tụ ở đằng sơn hải đột tiến trước trên đường tại tẩn chiếu ngưng đang thuộc gia trì dưới viên này hỏa diễm lưu đan đột nhiên ngưng đang thất bại oanh một tiếng chấn thiên oanh minh vang vọng đằng sơn hải đột tiến không kịp thu thập trực tiếp bị cái này bạo phá nổ lên thiên khung mà bạch liêm đối tẩn chiếu nhất mạch lực lượng khống chế cực kỳ thành thạo cái kia bạo phá lực trùng kích, mười thành mười đánh vào người khoác thương thần giáp đằng Sơn Hải trên thân, lại chưa từng lưu lại nửa điểm dư uy, ảnh hưởng đến cố thanh nhị đột phá. Từ thiên không phía trên miễn cưỡng ổn hạ thân hình đằng Sơn Hải, lúc này đã hoàn toàn áp chế không nổi mình trong lòng phẫn nộ. Hắn là chiến bộ thủ tọa. Không phải những bộ thủ tọa. Bạch Liêm, ngươi thật cho là bản tọa không dám ra tay với ngươi. Ngươi thật cho là, ngươi đánh cho qua ta. Đằng Sơn Hải từ thiên khung phía trên lao xuống, trợn mắt nhìn. Lần này, Bạch Liêm chưa mở miệng. Phía sau hắn, bỗng nhiên nói thì nhoáng một cái, hiển lộ ra một đạo khắc bóng dáng đến. Hắn là đánh bất quá ngươi. Ta đâu? Ta để ngươi đằng sơn hải một cái tay, ngươi đánh cho qua ta sao? Toàn thân áo đen không lông mày nam tử theo âm thanh rơi vào Bạch Liêm bên cạnh thân, hắn tay trái treo ở sau thắt lưng, tay phải hơi nâng, trong lòng bàn tay có một đóa ngọn lửa màu đen tại sáng rực mà đốt. Theo thân hình dần dần ngưng thực, sở hữu người con ngươi lớn trung động bởi vì cái này mới xuất hiện khách không mời mà đến, không phải một người mà đến, phía sau hắn, còn có cao tới vạn trượng hư ảo cửu long chi ảnh, to lớn như thành, xê dịch múa trảo. Bang! Vẹn vẹn ngước mắt nhìn thấy cái này cửu long hư ảnh một chút, 13 thái hư trong đầu nổ vang kinh lôi, còn sót lại trống rỗng, hai mắt thậm chí chảy xuống huyết lệ. Thánh tượng! Đằng Sơn Hải đồng dạng thấy được cái này thánh tượng. So với 13 thái hư, hắn quá có đối mặt cái này thánh tượng đã trải qua. Lần trước như thế thấy cái này cửu long hư ảnh thời điểm, hắn liền tiêu thần thương đều bị hao, mà một lần kia, đối thủ của hắn, vẻn vẹn chỉ là cảnh giới tông sư từ tiểu thụ. Cửu Long phần tổ. Đằng Sơn Hải Giang Nan đọc nhấn rõ từng chữ, hai đầu gối rung lên, kém chút không có tại chỗ quỳ xuống. Thái Hư gánh vác lấy thánh tượng, nhưng xa so với tông sư phải cường đại hơn nhiều, đây quả thực là hỗn độn ngũ đại thần khí bản thể tại cùng nó làm bằng gỗ đồ chơi tại làm so sánh. Huống chi, không có gì ngoài thánh tượng Cửu Long phần tổ, cái này đột ngột xuất hiện gia hỏa, còn có một loại đủ để uy hiếp được tự thân lực lượng. Đằng Sơn Hải ánh mắt dừng lại ở người kia trong lòng bàn tay ngọn lửa màu đen, nhận ra ngọn lửa này lai lịch. Yên thần hỏa. Chính đại tổ thụ một trong, thương khung thần thụ phía trên mới có thể sinh ra thiên hỏa, mà người này nắm giữ, liền là hỏa chủng bản thân, không có bất kỳ cái gì trải qua suy yếu lực lượng. Không lông mày, yên thần hỏa, cửu long đốt tổ. Ngươi là một lẫm. Đằng Sơn Hải rốt cục đem ánh mắt dời đến cái kia một trương che lấp mặt ốm dài bên cạnh bên trên, cố nén thánh tượng oai mang đến khó chịu, gian nan đọc nhấn rõ từng chữ, ngươi, sao sẽ ở này? Trên lý luận giảng, một lẫm kỳ thật cùng đằng Sơn Hải cùng thế hệ, Bạch Liêm mới là hai người hậu bối. Nhưng bối phận chỉ thích hợp tại tẩn chiếu nhất mạch bên trong thoáng tính toán, tại thánh thần đại lục, ai chẳng biết hiểu một lẫm có thể được cho thế hệ trước cường giả trí cao. Thánh cung không lông mày, cũng không so thánh nô vô tụ. Một lẫm cũng không phải thanh xuân phản nghịch kỳ một có ý tưởng liền hội mưu phản thánh cung vô tri ngu xuẩn hắn trọn vẹn theo tẩn chiếu bán thánh long dung chi mấy chục năm tại thánh cung hoàn thành hết thảy thiên tài hẳn là hoàn thành tu hành vì đột phá bán thánh làm xong vạn toàn chuẩn bị dạng này một cái không giây phút nào đều đang nghe theo bán thánh dạy bảo người phương diện chiến lực sao thất bại tại đương thời bất kỳ một cái nào thái hư huống chi hắn đằng sơn hải cũng không dám tự nhận là đương thời mạnh nhất thái hư một lẫm trọn vẹn gánh vác thánh tượng hơn mười hơi thở thời gian sẽ tại trận sở hữu người trấn áp đến mức hoàn toàn khuất phục về sau hắn mới từ cho đóng lại thánh tượng ta không còn ra Ngươi Đằng Sơn Hải có phải hay không muốn liền muốn đem đồ nhi ta trảm tại nơi đây? Mục Lẫm không biết ơn cảm giác ba động nói ra. Đằng Sơn Hải lúc này đã biết được đại thế đã mất, bất lực xoay chuyển trời đất. Không dám. Hắn thở dài một tiếng. Bạch Liêm ở hậu phương trợn trắng mắt, thấp giọng nói, sư tôn, hắn giết không được ta. Mục Lẫm lạnh hừ một tiếng, quay đầu lại, đều là loại vương tọa, thái hư dưới sự kinh thường cũng có thể bị đạo cảnh giết chết, huống chi ngươi chỉ là trảm đạo. Bạch Liêm sắc mặt một hồng, không còn dám nhiều lời đằng sơn hải không có thời gian nghe cái này hai sư đồ nói nhảm đã một lẫm đều xuất hiện hắn mặc dù không rõ ràng tình huống nhưng cũng hiểu biết chỉ có toàn bộ đỡ ra mới có thể để cho cái kia cổ kiếm tu không ảnh hưởng đến chiến cuộc nhưng định ngôn ngữ một lẫm hơi khoát tay chặn lại không cần nhiều lời thiên cơ thế giới nội bộ thế giới chi lực sẽ không bị tiểu tử kia đột phá ảnh hưởng một khi tình huống có biến ta có thể xuất thủ đem song phương lực lượng ngăn cách bạch liêm đáy mắt có nhỏ không thể thấy kinh ngạc hiện lên không rõ ràng cho lắm Sư tôn đây là thế nào, hắn muốn giúp thánh thần điện đường. Đằng Sơn Hải nghe được vừa mừng vừa sợ. Kinh là với tư cách đối thiên cơ thuật một chữ cũng không biết chiến đấu hình hỏa pháp sư một lẫm, lại còn có thủ đoạn đặc thù, có thể ảnh hưởng đến thiên cơ đạo tắc. Vui là một lẫm đã dám chắc chắn, cái kia hết thảy liền có bảo hộ, hắn không cần lại sợ kiếm khách kia đột phá, ảnh hưởng tới nhiều yêu yêu bố cục. Song Phương đột nhiên yên tĩnh trở lại. Trong không khí, lại khôi phục lại chỉ còn lại có kiếm minh ông ông âm thanh. Một đoạn như vậy khúc nhạc dạo ngắn qua đi, cố thanh nhị đột phá lộ ra nhưng đã tới kết thúc rồi. Một lẫm đối thánh tượng lực khống chế vô cùng mạnh, không có ảnh hưởng chút nào đến cái này một cái thí luyện giả đột phá tiến trình. Cũng không lâu lắm, cô âm vách núi bên trên màu vàng kiếm hải lực lượng hướng tới ổn định, tại toàn trường sở hữu người nhìn chăm chú bên trong, trong lúc này chỗ lơ lửng bóng dáng hơi chao đảo một cái, tự hồ từ đốn ngộ trong trạng thái khôi phục lại. Ha 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 ha! Dẫn đầu vang lên, vẫn như cũ là cuồng vọng cười to, ngay sau đó, còn có vài tiếng tràn ngập vui sướng phát tiết. Cố Thanh Tam, ngươi xong, lần này nhìn ta không đánh cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cố Thanh Nhất, chờ xem, chỉ cần ngươi dám trở về, ta nhất định khiến ngươi nếm thử vạn kiếm thuật tư vị. Còn có ngươi, ôm. Khụ khụ. Cố Thanh Nhị tắm rửa tại màu vàng bên trong, còn không kịp mở hai mắt ra cũng đã khẩu xuất cuồng ngôn. Lời nói đến cuối cùng, hắn đột nhiên trùng điệp ho khan hai tiếng, dừng lại tùy tiện cảm thụ được trong đầu đại lượng từ kiếm chi đại đạo bên trong hấp thu mà đến đại lượng tri thức, Cố Thanh Nhị đã minh ngộ, tự thân khám phá cái kia nhất trọng bình cảnh. Duỗi tay ra. Hư hư hưu. Cái kia 129.600 kim kiếm bên trong, duy tồn thực thể chính chua linh kiếm, chuẩn xác bay trở về trên lưng kiếm luân. Làm xong đây hết thảy, Cố Thanh Nhị mới mở ra hai mắt, mắt trong kiếm ý bắn ra bốn phía, để nhảy khắp nơi, đem cô âm vách núi bên trên mặt đất, không gian, xé mở từng đạo nghiêm nghị vết kiếm. Sau đó, khi ánh mắt quay về có tiêu điểm thời điểm. A liệt, cố thanh nhị, cương tại chỗ. trong ấn tượng, ngắn mũi đột phá thời gian trước, cô âm vách núi bên trên vốn không có một ai. nhưng mở mắt ra về sau, cách đó không xa liền nhiều trọn vẹn hơn 10 đạo bóng dáng. một cái kia cái khí thế không tầm thường gia hỏa, đang dùng một loại dò xét thằng hề trêu tức ánh mắt, đang quan sát mình. cái này một mặt dấu chấm hỏi, không chỉ là đối diện mười mấy người có được, cố thanh nhị cũng giống như thế. hắn không hiểu ra sao nhìn chầm chầm đối diện trọn vẹn chìm dừng hồi lâu, rốt cục, sắc mặt từ mừng rỡ trướng hồng, biến thành ngượng vô cùng tràn đầy huyết sắc. Có người tới. Vì sao A ta hoàn toàn không có cảm ứng được? Bọn gia hỏa này, lúc nào đến, hẳn là tại ta nói xong câu nói sau cùng mới xuất hiện đi. Tuyệt đối không khả năng là từ đầu đến cuối, liền một mực tại nơi này đi. Tiểu gia hỏa. Đằng Sơn Hải còn chưa từng mở miệng, một lẫm đã tiến lên trước một bước, cố gắng chen làm ra một bộ ôn hòa gương mặt, thân thiết hỏi, đột phá, nhưng từng có ngoài ý muốn hắn cái kia cao xương gò má, sâu hốc mắt, không lông mày che lấp mặt, lại thế nào muốn gạt ra biểu lộ, cũng chỉ hội giống như là tử thi đột nhiên sinh động bình thường, dọa người vô cùng. Bên hông Bạch Liêm đột nhiên khẽ run rẩy, bị sư tôn bộ này gương mặt giật nảy mình. Hắn một cái kịp phản ứng, sư tôn muốn sử dụng cái chiêu số gì? Không ngừng Bạch Liêm, hiện trường sở hữu người đều bị một lẫm cố gắng qua đi dung mạo cho kinh đến, nhưng từ bọn hắn góc độ nhìn, một lẫm lo lắng một cái tiểu bối là không có vấn đề gì. Nhưng những người này biểu lộ, phản ứng các loại rơi xuống cố thanh nhị trong mắt, liền đều lộ ra thập phần kinh dị. Cái kia không lông mày áo đen da hỏa, một mặt không có hảo ý hỏi thăm mình đột phá tiến trình. Có ý tứ gì? Ta đột phá, có liên quan gì tới ngươi? Cố thanh nhị lại đánh giá đối diện cái kia một trương tràn ngập mù mịt mặt, dọa đến kém chút thoát đi nơi đây. Nhưng hắn nghĩ tới mình đã tại kiếm đạo phương diện có đột phá, trước mặt đám người này, nhìn xem tu vi không tầm thường, lại từng cái kỳ dị trang phục, không giống người tốt, chính là có thể đem ra thí nghiệm thủ đoạn mới tốt đối tượng. Cố Thanh Nhị gặp qua chấp pháp quan. Chấp pháp quan nhóm đều là thân mang áo bào đen, còn có bọc lớn mũ, từng cái hình tượng vô cùng tươi sáng, chính nghĩa. Mà dưới mắt đứng ở trước mặt hắn, có đạo bào giả vờ chính đáng lão đầu, mặc áo gai quái đảng lão thái, mặt mũi tràn đầy dữ tận cơ bắp lớn, hất lên khôi giáp độc nhãn nam, xác chết vùng dậy bình thường không lông mày quái. Cái này từng cái hình tượng, có thể là người tốt. Nghĩ đến đây là bầy người nhập cư trái phép, lại còn có thể chứng kiến mình vừa rồi không thể gặp người phát tiết, Cố Thanh Nghị vừa thẹn vừa giận, hắn hai tay dương lên, kiếm luân bên trên chính kiếm bay ra. Đằng Sơn Hải trong lòng một nắm chặt, ý thức được là một lẫm tôn dung hù dọa đối diện thanh niên, vội vàng lên tiếng, chậm đã. Nhưng lúc này, một lẫm kẹt tại hắn đằng trước, đồng dạng đưa tay ra, đoạt qua tiếng nói, chờ chút, tiểu huynh đệ, chúng ta không là người xấu, ngươi không nhưng ra tay với chúng ta. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 962, Mạnh miệng đến chết. Đằng Sơn Hải hắn kinh ngạc vô cùng quay đầu để mắt tới một lẫm. Ngươi cũng đừng nói. Ngươi là cố ý a? À? Quả nhiên, tại một lẫm lên tiếng qua đi, lúc đầu còn đang do dự lấy muốn xuất thủ vẫn là muốn chạy trốn cố thanh nhị, không chút do dự lựa chọn cái trước. Kiếm lên. Hắn một tiếng quát mắng, cô âm vách núi bên trên lúc đầu nhạc hạ 129.600 kim kiếm, lại lần nữa đạt được dẫn điềm báo, quay về ngưng thực. Mẹ hắn. Đằng Sơn Hải trùng điệp một quyền đánh tại không khí bên trên, tức giận đến lá gan đau hắn cũng không có thế đối một lẫm gào thét, lại không cách nào dùng ngôn ngữ để cái kia tiểu kiếm khách tỉnh táo, càng nghĩ, chỉ còn một đầu cuối cùng đường có thể đi. Dừng lại cho ta. Rít lên một tiếng, đằng Sơn Hải bắn ra. Một lẫm đã sớm chuẩn bị, vô ý thức khẽ vương tay, lòng bàn tay giấy lên màu đen yên thần hỏa, muốn ngăn cản đằng Sơn Hải xuất thủ đã thương người. Nhưng một giây sau, hắn liếc về cố thanh nhị thần sắc khẩn trương, thế là lập tức từ bỏ hành động, mỉm cười đưa tình nhìn chầm chầm cái kia khôi giáp nam bôn tập đi xa. Một bên khác, cố thanh nhị tại cái kia khô giáp độc nhãn nam vọt tới đồng thời đã cảm nhận được lớn lao nguy cơ căng thẳng phản ứng dưới hắn trực tiếp điều thăng lên vách đá một trăm hai mươi chín nghìn sáu trăm kim kiếm sau như mưa kiếm đột nhiên trấn hạ muốn giết ta a à. cố thanh nhị cười lạnh toàn thân khí thế nổ tung hắn lấy vừa rồi đột phá cảm ngộ làm cho cái kia vô số kim kiếm trong nháy mắt đồng hóa quanh mình thiên địa hết thảy đại đạo thiên cơ nguyên tố hóa thành lăng tại đám người chi đỉnh màu vàng mũ miệng sau đó trấn áp hướng xuống tuyệt đối đế chế. Quanh một thanh âm vang lên, cô âm vách núi trên không ở giữa bỗng nhiên nổ tung, màu đen không gian toái lưu nuốt sống hết thảy. Toàn trường cho dù mười mấy vị thái hư, đang nhìn xem cái kia màu vàng mũ miệng thứ nhất trong nháy mắt, vẫn như củ nhịn không được cúi đầu xuống, thân thể run rẩy. Đằng Sơn Hải cũng giống như thế. Với tư cách đứng mũi chịu sào người, hắn thậm chí đánh ra trước thân hình, đều thẳng tắp bị cái kia màu vàng mũ miệng trấn đến trên mặt đất, ép tới tạm thời không cách nào động đậy. Đáng chết, hắn rõ ràng chỉ là một tên tiểu bối, hắn cũng không phải từ tiểu thụ hắn có thể nào trấn được ta bị cái kia cực điểm trấn áp chi lực màu vàng mũ miệng đè sấp xuống đất đằng sơn hải xấu hổ đồng thời tự biết đại thế đã mất còn muốn đứng dậy khống chế lại đối phương hắn là có năng lực nhưng về thời gian đã chậm xung quanh trong trời đất đằng sơn hải đã có thế rõ ràng nhìn thấy thiên cơ thế giới nội bộ thế giới đạo tắc tại cố thanh nhị vạn kiếm thuật tuyệt đối đế chế một trấn hoai hạ tầm vang vỡ vụn thiên cơ thế giới nội bộ thế giới cùng một nơi cùng một cái thời gian điểm, hai cái khác biệt cố sự tại sai lúc trình diễn. Bên ngoài phát sinh cái gì, bị cuốn vào thiên cơ thế giới nội bộ thế giới từ tiểu thụ đám người, hoàn toàn không biết. Cho dù là tư đồ dung nhân, với tư cách thiên cơ thế giới nội bộ thế giới duy nhất trưởng khống giả, tại lúc này, vậy bởi vì đạt được nhiều yêu yêu mệnh lệnh, không thể không hết sức chăm chú nhìn mình chầm chăm tiếp xuống mục tiêu. Có Diêm Vương Hoàng Tuyền ở đây, hắn căn bản là không có cách phân tâm đi bận tâm bên ngoài phát sinh cái gì. Bởi vì hắn giờ phút này nhiệm vụ, là đem bị Diêm Vương bắt được Hồng Y thủ dạ cho cứu trở về. Mà liền tại hắn bôn tập hướng Diêm Vương thành viên Âm phủ lai khách, Bách Quỷ dạ hành, cùng bị hai người cưỡng ép thủ dạ trên đường đồng thời, Nhiêu Yêu yêu rút kiếm xong về Diêm Vương hoàng tuyền. Hậu Phương Ung đại chủ y nhất thân theo vào, mục tiêu không phải thủ dạ, vẫn như cũ là hoàng tuyền ở đây chỉ có như thế một cái người, có vi hiếp được hắn cùng Nhiêu Yêu yêu năng lực. Còn thừa chấp pháp quan, vô lượng đạo cảnh, Trảm đạo, Thái hư, tất cả đều bày xong trận thế. Không cần Nhiêu Yêu yêu chỉ huy, Bọn hắn phân loại đến các vị, nhanh chóng tạo thành 72 đoạn long nguyên trận, phòng ngừa hoàng tuyền đám người chạy trốn. Đại chiến vừa chạm vào cùng phát. Từ tiểu thụ hóa thân hoàng tuyền, căn bản bất lực đi ngăn cản tư đồ dung nhân đám người đối thủ giả dạ thân phận xác minh. Hắn vô ý thức nghĩ đến nếu như hiện tại thời gian dừng lại, thật là tốt biết bao, mình liền không đến mức phân thân thiếu phương pháp, bất lực xoay chuyển trời đất. Nghĩ đến liền làm. Từ tiểu thụ gặp không sợ hãi điểm ra một chỉ, đến tại hư không bên trên. Thời gian dừng lại hai chữ còn chưa ra, từ tiểu thụ đột cảm giác năng lực bản thân thiếu thốn. Hắn cũng chưa từng thấy qua hoàng tuyền thi triển ra thời gian dừng lại một thức, cũng chưa từng cầm tới qua hoàng tuyền máu, tự nhiên không cách nào dùng kẻ bắt chước rút ra hoàng tuyền trong máu đối với thời gian dừng lại cảm ngộ. Cho nên một chiêu này thi triển đến một nửa, từ tiểu thụ liền biết được, mình tuyệt đối không dùng được thời gian dừng lại. Thế là lời nói đến cuối cùng, lâm thời đổi giọng. Thời gian chậm chạp. Một chiêu dễ, ăn lượt thiên. Cho dù hiện trường cái này giả hoàn toàn chỉ hội một chiêu thời gian chậm chạp, nhưng đặt ở cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, vậy đủ. Một tiếng qua đi, thời gian đại đạo chi phối hết thảy, chậm chạp năng lực bao gồm thiên cơ thế giới nội bộ thế giới sở hữu người. Nhiều yêu yêu rút kiếm mà đến bóng dáng trở nên chậm chạp. Cung đại chủ y nghe răng trận mắt biểu lộ đột ngột vặn vẹo. Ngay cả ý đồ chạy cứu thủ giả dạ tư đồ dung nhân, dù là có thế chi phối thiên cơ thế giới nội bộ thế giới đạo tắc, lúc này móc ra trận lệnh, mong muốn khám phá quy tắc chi lực đối sở hữu người ảnh hưởng hành động, cũng biến thành dị thường chậm chạp, lại rõ ràng. Hừ. Từ tiểu thụ lạnh hừ một tiếng, như cửu thiên lôi đình. Hắn xem đột tiến đến trên mặt như yêu yêu mà không thấy, từ đầu đến cuối góp nhặt lấy một thân có thế nuốt sơn hà cùng bạo khí thế, không có chút nào nửa điểm lỗ hổng thỏa thích trút xuống tại phương xa tư đồ dung nhân trên thân. Ngô. Tư đồ dung nhân đột nhiên có cảm giác, kêu lên một tiếng đau đớn, gian nan quay đầu. Khi hắn hai mắt đối đầu cái kia cho dù là thân ở tuyệt cảnh vậy vẫn như cũ muốn lạnh nhạt ngồi ngay ngắn không gian phía trên hoàn tuyền mặt nạ vàng kim hạ hai mắt lúc chỉ cảm thấy linh hồn nhận cự lực quanh tập đầu óc nổ ra vang lên mạch suy nghĩ tan vỡ đến chỉ còn trống rỗng nên chết ta không nên quay đầu nhìn hắn tư đồ dung nhân suy nghĩ dị thường chậm chạp trên người hắn ngọc bội vỡ nát một khối trong suốt mảnh vỡ băng một tiếng sau chậm nhanh nước bắn trong suốt mà mỹ lệ bộ mặt cơ bắp thì giống như là trải qua bị tức sóng trùng kích đồng dạng cực chậm vô cùng vòng vòng ra bên ngoài dập dần, vặn vẹo mà quá dị. Ít hầu chỗ một trống. Tư đồ dung nhân không tự giác răng môi một hấp. Một giây sau, hắn sáng khiết trên hàm răng liền có đỏ thẩm vết máu, tại ra bên ngoài chậm nhanh phun tung tóe. Phốc. suy Yêu dị huyết hồng, vô cùng chậm rãi nhiễm phương thế giới này nhan sắc, để người ý thức được, đại chiến đã lên, tiễn đã lên dây cung, lại không cách nào thay đổi. Không có thời gian. Hừ lạnh qua đi từ tiểu thụ, hoàn toàn không nghĩ tới mình cái này một thân nhưng nghiền nát trảm đạo ý chí khí thôn sơn hà chi khí thế lại liền một cái nho nhỏ tư đồ dung nhân đều không oanh choáng chỉ vỡ nát trên người đối phương một khối ngọc bội mà lúc này đây hắn đã nhanh muốn bất lực tiếp tục duy trì thời gian chậm chạp đồng thời ra tay cứu viện thủ dạ bởi vì nhiêu yêu yêu cho dù chậm nữa mũi kiếm cũng đã đột đến trên mặt lui từ tiểu thụ sinh lòng ý tưởng như vậy thời gian chậm chạp phía dưới hắn kỳ thật đều có thể lấy từ không gian trên ghế ngồi đứng lên đến lui về sau một bước. Dù là vẻn vẹn chỉ là cách xa một bước, nhưng đối với nhiều yêu yêu đám người mà nói, tại không ngang nhau thời gian phía dưới, nàng muốn tiếp tục hướng phía trước tiến lên mũi kiếm một tấc, cũng là vô cùng gian nan. Nhưng từ tiểu thủ biết, mình có thể lui, khí thông sơn hà khí thế, không thể lui. Thật muốn triệt thoái phía sau một bước, dù là vẻn vẹn một bước. Không chỉ có mình vừa rồi góp nhặt mà ra không ai bị nổi bá khí, hội tại chỗ tiêu tán, làm cho hoàng tuyền đã không biểu tượng uy áp, lại không có nội tại thực lực. Ngay cả nhiêu yêu yêu, cũng có thể tùy tiện biết được, chính mình cái này hoàn toàn thân phận là giả, không dám lay nó mũi nhọn. Như vậy tiếp xuống, cái sọt càng phá, nguy hại càng hiểm. Đúng lúc này, Lệ Tịch Nhi tự hồ nhìn ra từ tiểu thụ khó xử. Với tư cách giữa sân duy hai chưa từng bị thời gian chậm chạp chi lực ảnh hưởng người, nàng không chút do dự động thân. Chấp pháp quan có giúp đỡ. Từ tiểu thụ cũng không phải lẻ loi một mình đang chiến đấu. Thời gian ngắn ngủi bên trong, Lệ Tịch Nhi trực tiếp điểm đốt khí hải đem năng lực bản thân thôi phát đến cực hạn. Nàng trong mắt thần ma đồng giống như là khảm lên thời gian gia tốc bánh răng, tại thời khắc này bạo chuyển, nhân phát ra bàn bạc vô cùng đen trắng sương mù. Ma cực. Lệ Tịch Nhi môi đỏ mở ra, mắt phải ma đồng chi lực, không chút khách khí chiếu lên bôn tập đi xa nhiêu yêu yêu. Thiên địa tự hồ tại thời khắc này nhiều ảm đạm nhan sắc, sở hữu người mắt thường không cách nào quan sát đạt được, nhưng linh niệm chỗ xem xét thế giới dưới đáy, nhiều một đóa thịnh thế nở rộ màu đen bỉ ngạn hoa. Mà hoa tuệ tu cờ điểm trung tâm, chính là rút kiếm đâm về hoàng tuyền nhiêu yêu yêu ách ngô nhiêu yêu yêu thống khổ một tiếng đáy mắt hiện lên màu đen ma khí trong lòng hoảng hốt nàng chưa hề muốn qua mình sẽ bị một cái nho nhỏ vương tọa lực lượng cho ảnh hưởng đến đặc biệt là loại này ma hóa lực lượng dù sao tu tập hồng trần kiếm lúc nàng kinh lịch giai đoạn thứ nhất chính là hồng trần luyện tâm phổ thông ma hóa chi lực căn bản không ảnh hưởng được nàng nhưng thần ma đồng vĩnh vật phi phàm huống chi đây là lệ tịch nhi cực hạn thôi phát lực lượng Nhiêu yêu yêu đáy mắt chớp tắt ma khí tiếp theo sát hóa thân hoàn tuyền từ tiểu thụ có thế rõ ràng cảm nhận được trước mặt cách mình vô cùng gần như yêu yêu khí tức thay đổi nàng trong nháy mắt trên mặt hoán đổi vô số loại thần sắc có điềm đạm đáng yêu buồn bã nữ chi tư có yêu dị mị hoặc dục nữ vẻ có đoan trang thánh khiết tiên tử khí chất thất tình lục dục hóa thành vô số mâu thuẫn kết hợp thái trên người nhiêu yêu yêu thỏa thích bày ra bành bất quá chớp mắt nhiêu yêu yêu trên thân nổ tung vô tận màu đen ma khí liền kiếm đều kém chút cầm không được, động tác gian nan nâng lên đầu, thân hình ngã xuống. đây là thần ma đồng lực lượng. ung đại chủ y theo sát tại nhiêu yêu yêu sau lưng, đứng mũi chịu sào cảm nhận được nhiêu yêu yêu bởi vì kinh lịch qua hồng trần luyện tâm, không dễ nhập ma, nhưng nhập ma về sau càng thêm khó giải, càng thêm mất khống chế tình huống. hắn tại thời gian chậm chạp chi lực gia trì dưới, sửng sốt tách ra qua đầu mình, sau đó trợn mắt để mắt tới hậu phương tóc bạc lệ tịch nhi, lệ gia đồng thuật quả nhiên không thể kinh thường sở hữu người đều đang ngó chừng diêm vương hoàng tuyền thời điểm lại bị tiểu cô nương này từ phía sau lưng ám toán đến nàng này đoạn không thể lưu trong lòng hiện lên ý tưởng như vậy đồng thời quân đại chủ y có thể làm được động tác liền là quỳ gối nâng lên đầu gối ý đồ đạp một cái không gian mượn nhờ phản xung chi lực đánh bắn đi cô âm vách núi một bên lệ tịch nhi mắt phải chảy xuống huyết lệ thần sắc thập phần vẻ oải nàng phát hiện quân đại chủ y mong muốn hướng tự thân phương hướng đột nhiên tới ý đồ lại biết được đối phương giờ khắc này ở thời gian chậm chạp chi lực ảnh hưởng dưới hành động tất nhiên không cách nào nếu như mong muốn mà song phương dài như vậy một đoạn khoảng thời gian đầy đủ mình thở dốc về sau lại một lần xuất thủ thần đọa hai tay vừa bấm ấn quyết lần này lệ tịch nhi không thể không dựa vào kết ấn đến cô động số lượng không nhiều linh nguyên mà khi nàng nhẹ giọng uống ra thần đọa hai chữ thời điểm mắt trái như vừa rồi bình thường bạo xoáy mà lên sương mù màu trắng trong nháy mắt bao phủ toàn thân toàn trường đám người linh niệm bên trong cái kia một đóa màu đen bỉ ngạn hoa đột nhiên biến sắc, trở thành thánh khiết trắng. Mà lần này, rơi vào trong nhụy hoa, là ung đại chù y. Oanh! Chỉ tới kịp hoàn thành nhất đầu gối động tác ung đại chù y, đầu óc giống như là nên đón một lần đòn nghiêm trọng. Thần ma đồng cái nhìn này, như bố lôi thần, đem hắn ý chí kém chút đánh cho tại chỗ sụp đổ. Với tư cách thể bộ thủ tọa, ung đại chù y nhục thân thập phần cường hãn, nhưng linh hồn, phương diện tinh thần, là hắn yếu hạn. Mà lần này lệ tịch nhi tận lực nhằm vào, một thức thần đọa, trực tiếp để hắn tại thời gian ngắn ngủi bên trong, đã mất đi hoàn thành tiếp xuống hành động lực lượng. Mà tại thời gian chậm chạp ảnh hưởng dưới, dù là lệ tịch nhi khống ở như yêu yêu cùng quân đại chủ y chỉ có thể duy trì một cái chớp mắt, cái này một cái chớp mắt, cũng phải bị vô hạn phóng đại. Làm tốt lắm. Từ tiểu thụ tiếng lòng kích động. Nhưng hắn đã tới không kịp đi lo lắng lệ tịch nhi hai mắt chảy máu về sau, liệu sẽ tiếp nhận cực kỳ nghiêm trọng di chứng. Hắn không thể thả qua lệ tịch nhi đánh ra tới này nhất tinh diệu khống chế, đồng dạng không cách nào bỏ lỡ dưới mắt bực này tuyệt hảo chiến cơ. Âm phủ lai khách, bách quỷ dạ hành, thậm chí thủ dạ cái này tam đại chân dung phân thân, tại còn lại chấp pháp quan tổ kết mà thành 72 đoạn long nguyên trận phong tỏa dưới, hoàn toàn mất đi liên hệ. Từ tiểu thủ vốn phân thân thiếu phương pháp, không cách nào bận tâm đến chân dung phân thân, nghĩ đến đã muốn bị phát hiện, vậy liền triệt để vạch mặt. Nhưng hiện nay, mất đi nhiều yêu yêu cái này một cản tay chi lực, hắn chiến lực đạt được giải phóng. Lấy dệt tinh thông siêu tuyệt tri thức nội tình, từ tiểu thụ như là hôm đó tại thiên tan thành trong phủ thành chủ chớp mắt tìm ra tam thập lục thiên phong vô trận thác ấn trận pháp nhiều chỗ sơ hở một dạng tùy tiện tìm ra 72 đoạn long nguyên trận điểm yếu hắn không chần chờ linh niệm trực tiếp xuyên thấu có liên lạc tam đại chân dung phân thân bái bai lần này từ tiểu thụ tâm tình triệt để buông lỏng chỉ cần linh niệm có thể câu thông tam đại chân dung phân thân thoát đi sao mà dễ dàng từ tiểu thụ thậm chí tại tư đồ dung nhân tốc độ như rùa tiến lên dưới ở đây tất cả chấp pháp quan đã nhận ra dị thường nhưng không biết dị thường từ đâu mà lên kinh nghi nhìn soi mói hời hợt dùng linh niệm vẽ lên ba cái thời không vòng xoáy sau đó giải trừ tam đại chân dung phân thân là liền là tại chỗ giải trừ chân dung phân thân nói đến mất quá một đống linh khí không kích hoạt lúc bọn chúng là tử linh khí kích hoạt lúc liền có thể lấy động tác thông qua chấn động không khí truyền bá thanh âm mà muốn triệt tiêu bọn hắn thì chỉ cần tùy ý phá hư trong đó dệt kết cấu là được như thế chân dung phân thân cũng liền tùy theo giải thể rất đơn giản thao tác, mang cho ở đây đông đảo chấp pháp quan, lại là thật sâu tuyệt vọng. Bọn hắn đã lấy hết toàn lực, liền 72 đoạn Long Nguyên trận đều mở ra, nhưng như cũ không cách nào cách trở hoàn toàn đối với trận pháp bên trong tự thân tổ chức thành viên cùng thủ giả quấy nhiễu. Vì sao a? À? Trận pháp đối hoàn toàn mà nói là không có dùng. Hắn là trận pháp đại sư. Vẫn là nói hắn dùng hắn năng lực, đem nơi đây thời không coi là lại một thế giới song song, lại dễ dàng đem thủ dạ ba người, từ đó hái cách. Cũng hoặc là từ đầu đến cuối, hai phe địch ta, liền chưa hề ở vào cùng một thời không song song phía trên. Thời gian chậm chạp chi lực không cách nào ngăn cản ở đây chấp pháp quan nội tâm kinh hải suy nghĩ sâu xa, bọn hắn đối với hoàng tuyền có thể làm được không nhìn trận pháp hành vi cảm thấy khủng hoảng, đối với hoàng tuyền bản thân quỷ dị năng lực vậy cảm thấy sợ hãi. Dạng này một cái không có chút nào khuyết điểm người, phù hợp liền như kiếm tiên, quân đại chù y đều có thể khống chế thần ma đồng người nắm giữ. Thiên hạ, nơi nào không thể đi đến, nơi nào không thể cắt ba cái thời không vòng xoáy xuất hiện phá hủy sở hữu người cứu vớt thủ giả dạ ý đồ kết thúc toàn trường chấp pháp quan hành động nhưng đối với từ tiểu thụ mà nói chân chính nang đề tới hắn tin tưởng vững chắc thần ma đồng tuyệt đối không khống chế được nhiêu yêu yêu quân đại chủ y thời gian quá dài khả năng đem ngắn mũi hóa thành vĩnh hằng thời gian chậm chạp chi lực lúc này bởi vì vì duy trì quá lâu hắn không kéo được soát kẹt tại linh nguyên khô cạn một cái kia điểm trước từ tiểu thụ sớm kết thúc lực lượng thời gian trong lòng hắn khủng hoảng nhưng hai mắt đạm mạc liếc nhìn qua toàn trường sở hữu người không chút hoang mang đem phía sau lưng nhẹ khẽ tựa vào không gian phía trên sau đó dùng một loại khống chế toàn trường trêu tức giọng điệu điềm nhiên mở miệng các vị còn muốn đánh a giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 963, nếu có đời sau đồ nhi nhất định sẽ thật cốt phục thì ngài cố làm ra vẻ hoàn tuyền cũng không thể bỏ đi nhiêu yêu yêu đám người chiến ý từ lệ tịch nhi lực có chống đỡ hết nổi không cách nào duy trì ma cực thần đọa về sau, nhiêu yêu yêu, quân đại chủ y lần lượt từ nhập ma trạng thái, tinh thần trong hoảng hốt khôi phục lại. Cái trước có được cường đại luyện tâm cơ sở, hồng trần kiếm tu tập lịch trình, làm cho nàng cho dù ngắn ngủi ma hóa, cũng có thể rất nhanh khôi phục thần trí. Cái sau thái hư nội tình dù sao còn tại đó, cho dù thần đọa tinh thần trùng kích mạnh hơn, trên lệch cảnh giới, cũng vô pháp đền bù ở trong đó to lớn khoảng cách, cho nên rất nhanh vậy khôi phục thần trí. Lên. Nhiều yêu yêu không nói nhảm, thanh tĩnh về sau, liền chỉnh lý tự thân cảm xúc thời gian đều không, lại lần nữa nắm chặt huyền thương thần kiếm, đột nhiên liền muốn nâng lên. Từ tiểu thụ nhớ kỹ cái này thức mở đầu. Không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp theo kiếm sẽ làm là cũng có thể khống ở mình hồi lâu hồng trần kiếm. Mà lúc này đây, hắn khí hải đã không có bao nhiêu linh nguyên, chèo chống hắn thi triển lại một thức thời gian chậm chạp. Ngay vào lúc này, dị biến nảy sinh. Quanh mình giữa thiên địa, bỗng nhiên có kim quan chợt tiếp. Vẹn vẹn chớp mắt thời gian, cái kia từ trong cái khe không gian tràn bắn mà ra màu vàng, tràn ngập toàn bộ cô âm vách núi. Nhiêu Yêu Yêu liền giật mình, vô ý thức dừng động tác lại, quay đầu nhìn về phía Tư Đồ Dung Nhân, người xuất thủ. Thiên cơ thế giới nội bộ thế giới thập phần vững chắc, như nếu không phải Tư Đồ Dung Nhân xuất thủ, Nhiêu Yêu Yêu khó có thể tưởng tượng, sẽ là cái gì có thể làm cho cái này phương thiên địa có biến hóa như thế. Nhưng cái kia bốn phía kim quang, không khỏi lại để cho Nhiêu Yêu Yêu có chút tim đập nhanh, cái này, tự hồ cũng không thuộc về thiên cơ thuộc lực lượng. Tương phản màu vàng bên trong sen lẫn khí tức, như yêu yêu có chút quen thuộc kiếm ý. Không có A. À. Tư đồ dung nhân vậy mộng. Thiên cơ thế giới nội bộ thế giới ngay tại chính mình trưởng khống bên trong, chính hắn đều không xuất thủ, thiên địa không gian, sao hội vỡ tan giật nhập cái này màu vàng kiếm ý đến. Nhiều yêu yêu trong lòng trầm xuống, đột nhiên nhìn về phía diêm vương hoàng tuyền. Gia hỏa này, vẫn là cái cổ kiếm tu. Nhưng hắn như thế liếc nhìn lại, rõ ràng cũng có thể nhìn thấy hoàng tuyền dưới mặt nạ trong cặp mắt kinh nghi. Không phải hắn xuất thủ nhiêu yêu yêu đọc hiểu hoàn toàn cảm xúc biến hóa một cái nghĩ đến cái gì ngoại bộ thế giới có người tại cưỡng ép xuất thủ thử nghiệm anh phá thiên cơ thế giới nội bộ thế giới đáng chết đằng sơn hải đang làm gì a à? một bên khác từ tiểu thụ đồng dạng lâm vào kinh ngạc viện thủ tới hắn phản ứng đầu tiên là cái kia đạo chỉ dẫn mình tới cô âm vách núi không hiểu ý chí có thể là bác tôn am ý chí người chỉ dẫn người khác hoặc là bản thân hắn xuất thủ mong muốn gấp rút tiếp viện mình nhưng một giây sau từ tiểu thụ liền nghĩ đến mình cô khổ đợi viện binh lâu như vậy, không có lý do vào thời khắc này, viện thủ đến mức như thế trùng hợp. Như vậy, là phe thứ ba. Cũng hoặc là, là mặt khác một chút không biết tên nguyên nhân, đưa đến nơi đây cuốn vào lại nhất trọng trong nguy cơ. Dù sao từ trước tới giờ không ôm ấp kết quả tốt nhất từ tiểu thụ, lập tức đem trở thành đến mà bất thiện. Tại địch ta không rõ tình huống dưới, hắn không thể gửi hy vọng ở không biết, mà nên vẫn là từ mình nắm giữ tấu. Định muốn rơi xuống đất, giấu tại phía sau, để xem lúc biến cũng không đợi từ tiểu thụ có bất kỳ động tác gì, cái kia kim quang tiêu tán qua đi, căn bản vốn không cho toàn trường sở hữu người phản ứng thời gian, bỗng nhiên sáng lên. Khanh! Du dương mà khuấy động tiếng kiếm reo vang lên. Kim quang đại tác ở giữa, không gian băng liệt, đạo tác hóa hình. Lít nha lít nhít kim kiếm bỏ thêm vào sở hữu người tầm mắt, xua đuổi trừ màu vàng bên ngoài bất luận cái gì tạp sắc. Cô âm vách núi bên trên đám người không rõ ràng cho lắm, còn muốn thăm dò một cái cái này kim kiếm nơi phát ra, một giây sau, liền cảm giác trên đầu nhiều khó mà khiên phụ trọng ép, cùng nhau lão đảo. Oanh! Nương theo một tiếng vang thật lớn, cái kia màu vàng hội tụ thành mũ miệng, trấn tại cô âm vách núi bên trên, đem trong vách núi vùng núi, đánh cho sụp đổ. Nếu nói cô âm vách núi bên ngoài 13 thái hư, bao quát bạch liêm, một lẫm đám người, có thế tại vạn kiếm thuật tuyệt đối đế chế trong nháy mắt đó nở rộ tuyệt đối trấn áp chi lực hạ chỉ lo thân mình, đó là bởi vì bọn hắn cách xa nhau rất xa, lại cố thanh nhị mục tiêu, cũng không phải là nhằm vào bọn hắn, mà vẹn vẹn chỉ là nhào hướng tự thân đằng sơn hải. Cái kia lúc này thiên cơ thế giới nội bộ thế giới bị tuyệt đối đế chế banh một cái mà nát, bên trong người bại lộ, thì không có chỗ nào mà không phải là cùng đằng sơn hải bình thường, đồng thời xuất hiện tại màu vàng mũ miệng uy áp ở trung tâm. Phúc Dẫn đầu gánh không được như thế trọng áp, thuộc về chấp pháp quan bên trong vương tọa đạo cảnh, trảm đạo cường giả. Những người này từng cái đang nhìn xem cái kia màu vàng mũ miệng thời điểm, thất khiếu chảy máu, ầm vang quỳ phục xuống đất, phản phất bị cự nhân đạp trúng bả vai, không cách nào chiêu khung ngô nhiêu yêu yêu quân đại chủ y các loại thái hư thì là rên lên một tiếng thân thể đột nhiên khẽ cong kém chút không có bị trấn đến lão đảo té ngã nhưng cũng may có thiên cơ thế giới nội bộ thế giới lớp bình phong này với tư cách giảm sóc bọn hắn không đến mức cùng đằng sơn hải như vậy thất thố trực tiếp phủ phục xuống đất về phần lệ tịch nhi diệp tiểu thiên thì có thể may mắn thoát khỏi tại khó tránh đi trung tâm phong bạo bởi vì hắn hai người chỗ đứng phương vị là cố thanh nhị sau lưng ở vào cô âm vách núi tích ngoài rìa địa phương dù là như thế cái kia tứ tán uy áp vẫn như cũ đánh vào sở hữu người tâm thần bên trên lệ tịch nhi vốn cũng không chi thân thể hơi hơi lay động một chút kém chút liền không có tại chỗ ngã xuống đáy vực cũng may dịp tiểu thiên xuất thủ trên đầu đẩy ra một vùng không gian bích chướng thuận tay viện chặt lệ tịch nhi lúc này mới tránh khỏi bất hạnh phát sinh nhưng mà cho dù mọi người tại đây tại vội vàng không kịp chuẩn bị dưới hoặc thất thố hoặc thổ huyết bọn hắn vậy đều không phải là thảm nhất cái kia thiên cơ thế giới nội bộ thế giới thụ màu vàng mũ miệng ảnh hưởng lớn nhất là từ tiểu thụ hóa thân hoàng tuyền. Cái kia màu vàng ngũ miệng trấn áp xuống thời điểm, hắn còn cao cao ngồi ngay ngắn hư không bên trên, một bộ bể nghệ khắp nơi tư thái. Nhưng một giây sau, cái này mang theo vô tận trấn áp chi lực màu vàng ngũ miệng rơi đập, hắn có thể nói liền không gian chỗ ngồi đều không có thế duy trì ở, tại chỗ liền bị đánh cho đặt mông tảng hướng xuống ngược lại cắm. Mà chỉ là tông sư tu vi, tại không kịp phản ứng tình huống dưới, từ tiểu thụ thậm chí liền phản kháng đều làm không được, chỉ có thể mặc cho mình không có hình tượng chút nào hướng phía dưới quẳng đi ta đi hắn mổ mổ. Chỉ kháng như thế một kích, từ tiểu thụ cảm giác tâm thần choáng váng, kém chút nhịp tim cũng làm trận đình chỉ. Dứt khoát hắn có lòng đề phòng phía trước, thế là dưới thân thể rơi quá trình bên trong, treo một hơi, cưỡng ép mở không cần bất luận cái gì thi pháp tiền đề biến mất thuật, triệt để từ tại chỗ trong hoàn cảnh tẩy tự thân tồn tại. Cái này, cũng mới miễn đi đường đường diêm vương lão đại, bị một cái không hiểu đồ chơi nện đến ngã lộn nhào giảm lớn hình tượng tiến hành. Màu vàng, kết thúc hết thảy xung đột. Cô âm vách núi bên trên, chỉ còn lại có xấu hổ tĩnh mịch, tại ô ô yêu phong bên trong từ từ tràn ngập. Kiếm ý. Màu vàng mũ miệng. Cái này không phải liền là, tuyệt đối đế chế. Nhiều yêu yêu từ trong nháy mắt đó lắc thần về sau, triệt để tỉnh táo lại, tâm tính kém chút không có băng. Nếu nói cái này tuyệt đối đế chế đối với ngoại nhân mà nói, khả năng không phải rất quen thuộc, đôi kia nàng cái này thất kiếm tiên tới nói, thật đúng là không nên quá quen. Trên đời này, có thể nắm giữ vạn kiếm thuật của kiếm tu, phượng mau lân giác có thể nắm giữ vạn kiến thuật cảnh giới thứ nhất tuyệt đối đế chế người càng thêm là có thể đếm được trên đầu ngón tay mà dứt bỏ cái kia chút không có khả năng tại vân lôn dãy núi lộ diện người nhiều yêu yêu suy nghĩ nhất chuyển trong đầu chỉ còn một cái duy nhất tuyển hạng có thể giải thích được hiện nay tình huống nhưng cũng là đồng thời nàng có vô số nghi hoặc nương theo tạo ra hắn không phải một mực đều tại nam vực sao hắn sao dám đột nhiên xuất thủ đánh nát thiên cơ thế giới nội bộ thế giới dứt khoát kiên quyết lựa chọn cùng thánh thần điện đường đối nghịch hắn điên rồi. Nhiêu yêu yêu giận không kềm được, tiếng lòng quanh quẩn ở giữa, trúc kiếm nhìn về phía cái kia bị màu vàng bao vây lấy thấy không rõ bóng dáng gió bảo tiêu điểm, cũng nhịn không được nửa nội tâm kinh nghi cùng phát điên, tiếng quát nói. Phong thính trần, ngươi cũng đã biết ngươi tại làm cái gì? A liệt. Vốn nghĩ dùng mình mới nhất lĩnh ngộ, cho bên ngoài cái kia một đợt thái hư người nhập cư trái phép đến một cái giáo huấn, sau đó một kích đánh trúng, lập tức trốn chạy cố thanh nhị, nhìn qua xung quanh cái kia bị mình đánh ra bên trên trăm người. Hắn trầm mặt. Phong thính trần thứ đồ gì? Đây không phải thất kiếm tiên một trong tên à, cái này tức sùi bọc mép cô nương, có ý tứ gì? T. Huyền thương thần kiếm. Nàng, nàng làm sao dung mạo thật là giống thất kiếm tiên một trong nhiêu kiếm tiên? Ít ít ít. Ít ít ít. Nơi này, nơi này ẩn giấu nhiều người như vậy. Không phải đâu, không phải đâu, tổng không đến mức những người này một mực giấu tại không gian toái lưu, cũng hoặc là là cái nào đó ta nhìn không thấy trong góc, một mực đang chờ cái gì. Sau đó, bị ta một kích cho hết anh đi ra rồi hả cố thanh nhị đột nhiên thân thể kịch liệt co quắp khuôn mặt giống như là diễn ra một đợt cực tốc biến mặt thao tác trong nháy mắt bị huyết sắc bao phủ hắn bỗng nhiên nghĩ đến nếu như cái này chút bên trên trăm người kỳ thật một mực đều tại liền là không lộ mặt không hiện thân vậy mình trước đây cái kia một đợt chí khí hào ngôn kích tình phát tiết không được triệt để cho người ta nhìn đi nghe đi nghĩ đến cái này cố thanh nhị đơn giản xấu hổ không chịu nổi hắn giống như là một cái chuột chuỗi một dạng bưng kính đầu phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu quá dị a à, tiếng thét này tại chỗ liền cho toàn trường sở hữu người hô mộng rõ ràng là cái thi bạo người vì sao a à cái này người trong tiếng kêu biểu hiện ra một loại cực điểm bỉ khuất không chịu nhục nổi chi tình như yêu yêu nghe được một tiếng này gọi vậy nhìn thấy dần dần biến mất màu vàng ở trong một cái kia thi bạo người chân dung thanh niên tiểu kiếm tu nàng vậy mộng không phải phong thính trần cái kia tuyệt đối đế chế từ đâu mà đến tổng không đến mức là cái này tiểu kiếm tu làm ra đi. Tựa như cố thanh nhị kinh ngạc với mình một kiếm đánh ra trên trăm cái người ẩn nút, như yêu yêu kinh ngạc tại thiên cơ thế giới ngoại bộ thế giới căn bản không có thi triển tuyệt đối đế chế hung phạm bình thường. Hiện trường bên trong, bị này quá dị huyền bí tình trạng cho kinh đến, không chỉ có những chuyện này. Bạch Liêm, một lẫm cứng ở tại chỗ, hoàn toàn không ngờ tới cô âm vách núi bên trên, tại một cái thế giới khác bên trong, còn giấu có nhiều như vậy người. Đằng Sơn Hải mang đến 13 thái hư nơm nớp lo sợ, bị cái kia vốn nên hùng vĩ rộng lớn, hiện lại riêng phần mình không chịu nổi ghé vào vách đá vùng núi bên trên chấp pháp quan nhóm hồ đến bọn hắn ở bên trong đã trải qua cái gì đại chiến làm sao đến mức này xa xa ẩn thân tại thiên đạo bên trong ngũ đại kim bài sang lệnh sát thủ đồng dạng còn kém không có hối hận đến đem đầu mình cắt đương trường dân tặng ra ngoài đây con mẹ nó tình huống như thế nào hiện trường nguyên lai like còn có nhiều như vậy người cái này từng cái đạo cảnh trảm đạo thái hư phàm là sớm một chút biết được những tin tức này dù là chỉ có một chút xíu bọn hắn năm cái cũng không đến mức tại nơi đây quan sát lâu như thế. Cái này không cung cấp tại đem tự thân đặt đỉnh lô bên cạnh, chờ lấy người khác phát hiện về sau, khiên tiến trong lò luyện chết tư sao. Cô âm vách núi, nguyên lai cũng không phải là thật không người. Tương phản, nó khắp núi ở sát vai nối gót, chật như nêm cối hội ẩn hình quỷ. Kinh hải, hoài nghi, ngượng, e ngại, hối hận, nghĩ mà sợ. Vân 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 vân, giờ phút này cô âm vách núi, diễn ra người thường mấy năm đều khó mà thấy các loại cảm xúc lộ ra, thần thái bộc lộ tại duy trì thời gian rất lâu yên lặng riêng phần mình bí mật quan sát về sau dẫn đầu đánh vỡ cô âm vách núi thượng cổ quái không khí vẫn là cố thanh nhị a à. hắn tiếng thét chói tai liền từ không có đình chỉ qua thét lên sắp tắt thở thời điểm hắn vô ý thức hội thẻ một cái tại không tự giác đổi xong khí về sau cố thanh nhị lại bắt đầu gào thét tự hồ muốn đem nội tâm xấu hổ không chịu nổi thông qua tiếng thét chói tai cho hoàn toàn bài tiết ra người Nhiều yêu yêu há to miệng lại không có thể đánh đoạn thanh niên kia kiếm tu tiếng thét chói tai, khóe miệng nàng có chút kéo kéo. Im miệng. Cung đại chủ y quả thực là chịu không được cái này có thể đâm trách người mà nghĩ hét lên. Hắn vậy đồng dạng không thể nào hiểu được, vì sao tại cái này đại chiến nhất khẩn yếu quan đầu, sẽ có như thế một cái như thế đặc thù tồn tại, tại cô âm vách núi bên trên, đối đám người lên tiếng hát vang. Cung đại chủ y quát lớn âm thanh rốt cục đánh gãy cố thanh nhị thét lên tấu. Hắn đột nhiên dừng lại, sau đó ánh mắt khôi phục tiêu điểm, lần nữa chính là nhìn thấy sở hữu người nhìn về phía mình ánh mắt. Giờ khắc này, cố thanh nhị cảm giác trước mắt đều bịt kín một tầng nhàn nhạt huyết sắc, khuôn mặt bỗng đến giống như là muốn nổ tung bình thường. Về phần cái kia đốt hồng lỗ tai, hắn tin tưởng nếu có người tới hái một lần, tại chỗ liền có thể cho lấy xuống. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Đều gạt ta, các ngươi đều đang gạt ta. Tại sao phải giấu đi, các ngươi tại sao phải giấu đi? Chơi rất vui à, nhiều như vậy người, liền vì chơi ta một cái các ngươi là biến thái à, biến thái đều không đủ lấy dùng để hình dung các ngươi. Cố Thanh Nhị từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, bưng bít lấy mình lỗ tai cùng con mắt, không tự giác làm lên trên dưới ngồi lên kỳ quái động tác hắn vậy không biết mình tại làm cái gì. Hắn mờ mịt mà không có ý thức ăn nói linh tinh lấy, bắp thịt cả người băng phải chết cấp, đầu ngón chân bởi vì dùng sức xuyên qua giày vải mũi giày, cắt gao móc tại vùng núi phía trên, đem dưới chân mặt đất chụp đến trạng nứt. Không, cái này cũng không trách các ngươi. Cố Thanh Nhị đột nhiên lời nói xoay chuyển, bản thân khiển trách lên đều là ta sai, đều là ta sai. Ta không nên khẩu xuất cùng ngôn, ta không nên dạng như vậy đối đại tiểu sư đệ, đại sư huynh bọn hắn, ta không trách trong lòng còn có ác niệm. Sư tôn quả nhiên không có nói sai, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, ta, ta, ta. Hắn bốn phía nhìn xung quanh, tự hồ đang tìm cái gì đồ vật. Đầy đất đều là vết nứt. Làm sao to như vậy một cái cô âm vách núi, hết lần này tới lần khác không hắn cố thanh nhị dung thân chỗ. Cầm xuống. Nhiều yêu yêu căn bản không có thời gian cùng một người điên đối thoại, nàng ra lệnh một tiếng, chấp pháp quan nhóm kinh nghi bất định chậm rãi tiến lên, tựa hồ tại chần chờ cầm xuống như thế một cái tuyển thủ, mình liệu sẽ bị bệnh điên cuốn thân? A, à. thấy phía trước có người hướng tự thân phương hướng đuổi gần, cố thanh nhị con ngươi trong nháy mắt co rụt lại, khôi phục tiêu cự, lại một tiếng kêu quá dị, các ngươi không được qua đây a! À. Một tiếng này ẩn chứa sắc bén kiếm ý tiếng gào thét, trong nháy mắt cắt vỡ tiếng lên lấy màn nhĩ, tiếng cốt âm thanh người lỗ tai đổ máu cố thanh nhị từ từ triệt thoái phía sau đột nhiên dưới chân một lão đảo hắn dẫm lên cô âm vách núi tiếp ngoài rìa ánh mắt dừng lại thanh niên kiếm khách nhìn đến phía sau lưng trong vách núi biển mây đồng thời ở nơi này hắn tự hồ cũng nhìn thấy sinh mệnh mình kết cục hắn đột nhiên nước mắt chảy ngang khóe môi run rẩy mũi đỏ rực run giọng khóc thúc thích nói thật xin lỗi sư tôn nếu có đời sau đồ nhi nhất định sẽ thật tốt phục thị ngài nói xong cái này thanh niên kiếm khách tại muôn người chú ý ở giữa thả người nhảy lên hóa thân thành một đầu thẳng cá tại cô âm vách núi ở giữa biển mây phía trên vẽ qua một đạo ưu nhã đường vòng cung. Hắn không có làm bất kỳ phòng vệ nào biện pháp, lấy đầu hướng xuống, thẳng tắp cắm vào đáy vực, không gặp lại tung tích. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 964, A. À. Đây không phải ta dịp sư thúc tổ. Cố thanh nhị, nhảy núi tự sát. Biến mất trạng thái dưới từ tiểu thụ kém chút không có bị hiện trường cái này buồn cười một màn cho ngoát mồm kinh ngạc. Hắn có thể nhìn ra được, vừa rồi cái kia thẩm thấu tiếng mình cùng như yêu yêu trong cuộc chiến màu vàng kiếm ý thật là cố thanh nhị chỗ thả nhưng gia hỏa này vì sao xuất hiện vì sao trở nên mạnh như thế lại cứu mình vì sao còn muốn tại cứu mình về sau xấu hổ giận dữ tự sát cái này chút từ tiểu thụ liền đều không rõ ràng bên ngoài sự tình hắn dù sao hoàn toàn không biết chỉ có thể từ vừa rồi cố thanh nhị vẽ mặt đọc lên điểm xả chết hương vị nhưng dưới mắt hắn không có quá nhiều thời gian đi phỏng đoán cố thanh nhị tại sao mà lên căng thẳng phản ứng lệ tịch nhi trạng thái quá kém. Lấy vương tọa đạo cảnh chi tư, cường khống nhiêu yêu yêu, quân đại chủ y về sau, hao phí nàng quá nhiều lực lượng. Từ tiểu thụ nhìn thanh trong cuộc chiến các đại loạn tượng về sau, trước tiên rơi xuống lệ tịch nhi bên người, thừa dịp mọi người còn không từ cố thanh nhị quá dị cử động bên trong kịp phản ứng, vất tay liền đem lệ tịch nhi thu vào nguyên phủ thế giới. Lệ tịch nhi là thông sinh một thể giải trừ phong ấn sau chí sinh ma thể, chỉ cần trở lại nguyên phủ thế giới, ngồi tại sinh mệnh linh ấn hạ đợi một hồi, chắc hẳn có thế khôi phục nhanh chóng sức chiến đấu thần ma đồng lực lượng từ tiểu thụ xem như mở con mắt. Phía trước có sói, sau có hổ tình huống dưới, hắn cảm thấy có lẽ đến lúc đó thật còn cần thả lệ tịch nhi đi ra, trợ mình một chút sức lực. Về phần tham thần. Cái này mèo trắng sớm tại từ tiểu thụ biến thành dị thời điểm, thuận tiện lấy cho vụn trộn cho lấy đi. Từ tiểu thụ không biết như yêu yêu có hay không phát hiện tham thần nhưng thật ra là một đầu chân chính quỷ thú, hắn cảm giác đối phương hẳn là phát hiện, nhưng căn bản vốn không để ý. Dù sao, Diêm Vương Hoàng Tuyền cùng quỷ thú cấu kết, quan ta thánh nô từ tiểu thụ chuyện gì? Viện trưởng, tìm cơ hội cần phải đi. Chỉ phơi bày ra một chút xíu bên miệng làn da từ tiểu thụ tại dẹp xong lệ tịch nhi về sau, đến cạnh dịp tiểu thiên bên cạnh, trầm thấp nói một câu. Hắn cũng không tính đem viện trưởng đại nhân vậy thu vào nguyên phủ, bởi vì cái này còn cần cái sau buông lỏng cảnh giác, toàn bộ tiếp nhận mình. Nhưng ở vừa rồi đại chiến bên trong, mình đối với hoàng tuyền một góc đóng vai thập phần thành công, viện trưởng đại nhân cho đến nay đối mình còn có chút cảnh giác, sao hội tùy tiện buông lỏng. Huống chi, từ tiểu thụ vậy tin tưởng lấy vương tọa đạo cảnh thêm không gian áo nghĩa viên mãn thực lực đã mất đi vừa rồi cùng loại với thuyết thư nhân cổ tịch không gian thế giới công xuyền giam cầm trời đất bao la viện trưởng đại nhân nơi nào không thể đi đến diệp tiểu thiên nghe tiếng thân thể một kéo căng sau đó có chút buông lỏng trong lòng vẫn còn kinh nghi bất định từ tiểu thụ hắn vẫn là từ tiểu thụ hắn thật biến thành hoàng tuyền lừa dối không có lẽ cái này vẫn như cũ chỉ là hoàng tuyền mưu kế hắn còn muốn bắt ta Diệp Tiểu Thiên đã sớm thăm dò đến vừa rồi cái kia lóe lên một cái rồi biến mất không gian thông đạo lực, Lệ Tịch Nhi cũng là bởi vì bị cái này không gian chi lực bao trùm, bóng người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn duy nhất may mắn là, cái này không biết là hoàn tuyền vẫn là từ tiểu thụ gia hỏa, không có đối với mình vậy thi triển loại này thu người thủ đoạn. So với đem thoát thân chiến cuộc hy vọng ký thác tại một cái có thể là hắn môn hạ ngoại viện đại đệ tử nhân vật tồn tại, Diệp Tiểu Thiên kỳ thật càng có khuynh hướng tự bảo vệ mình. Càng không nói đến, chân chính từ tiểu thụ hiện tại rốt cuộc sống hay chết, hắn là có hay không bị hoàng tuyền rất sớm đã cho thay thế, cái này, đều là một cái khó để xác định vấn đề. Bảo trọng Diệp tiểu thiên đối không biết ở phương nào từ tiểu thụ, hoàng tuyền thấp giọng nói một câu, quanh thân không gian chi lực nhân lên, liền muốn bỏ chạy. Muốn chạy Liền lúc này, nhiều yêu yêu ánh mắt lạnh lùng quét tới, một chút kiếm khí chảy ra, trực tiếp xé mở trong vách núi vùng núi, đánh gãy diệp tiểu thiên động tác, kém chút còn đem đánh phía đáy vực. Nàng mà nói, gây tẩm nhất đánh phá thiên cơ thế giới nội bộ thế giới người đã nhảy núi hành tung không rõ như vậy hiện trường cho dù lại hỗn loạn nhiều một chút thượng vàng hạ cám người nhập cư trái phép khí tức vậy trước hết trở lại vừa rồi trong chiến đấu bởi vì mấu chốt nhất hoàng tuyền sớm lúc trước loạn tượng bên trong ẩn trốn vô tung nhưng cái kia có được thần ma đồng cô gái tóc bạc vậy đi theo tiếp theo một cái chớp mắt biến mất ý vị này hoàng tuyền còn tại nơi đây mà tóc trắng đồng tử diệp tiểu thiên trước sớm liền là theo chân hoàng tuyền một đạo chỉ cần còn có thể bắt được hắn không thể nói trước thật có thể làm cho hoàn tuyền xuất hiện. Nhiều yêu yêu lường trước đến tận đây, không nói lời gì rút kiếm xong về dịp tiểu thiên. Cùng một thời gian, cô âm vách núi bên trên sở hữu người vậy phản ứng lại, hiện trường còn thừa lại một cái duy nhất bại lộ chân hình người nhập cư trái phép, chính là cái này tóc trắng đồng tử. Lúc này đám người đồng loạt chuyển mắt, mấy trăm đạo ánh mắt để mắt tới dịp tiểu thiên, đồng thời rất nhanh hành động, đi theo nhiêu yêu yêu bóng dáng, lao tới tiến đến. Đằng Sơn Hải dưới trướng 13 Thái Hư không có hành động bởi vì đây không phải nhận lời cho bọn hắn công lao, cưỡng ép xuất thủ, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn, người bị chạy, bọn hắn còn có thể gánh vác thiên vị chịu tội. Bạch Liêm, một lẫm đồng dạng thờ ơ, hai người ánh mắt dao động, còn đang tìm kiếm cái gì, tại không thu hoạch được gì phía dưới, đồng dạng không muốn nhúng tay thánh thần điện đường nội bộ sự vụ. Biến mất trạng thái dưới từ tiểu thụ liền lộ ra đến lo lắng. Hắn đã may mắn mình thu tay lại đến sớm, không có tham lam đến cũng cho viện trưởng đại nhân mở không gian thông đạo tiếng nguyên phủ bởi vì một khi viện trưởng chần chờ lấy nhiều yêu yêu mau lẹ phản ứng thật cho nàng bắt được không gian vết tích tất cả mọi thứ đều phải bại lộ nhưng ở đồng thời từ tiểu thụ vậy lo lắng viện trưởng đại nhân an nguy biến mất trạng thái dưới hắn đều có thể lấy hiện tại chạy mất nhưng hắn vốn là vì xuất thủ cứu vớt viện trưởng mà rơi vào này cục hiện tại chạy trốn giống như đầu chó nhà có tang vậy giống như cái kia cẩu thả ăn sổi ở thì cỏ đầu tường huống chi từ tiểu thụ từ trên nguyên tắc không cách nào làm ra bực này vứt bỏ đồng đội sự tình ngươi đi trước còn lại, giao cho ta a. À. Diệp Tiểu Thiên cũng có vẻ thập phần thản nhiên, đối không khí nhẹ giọng nói ra. Hắn không biết được từ tiểu thụ, hoàn tuyền phải chăng còn tại, nhưng đối phương đã phóng xuất ra thiện ý, cũng không có ép buộc hương vị, Diệp Tiểu Thiên cảm thấy người kia đại khái thẳng thắng là từ tiểu thụ. Nếu như thế, đường đường thiên tăng linh cung tiền viện trưởng, sao sẽ để cho một cái trước linh cung con cháu, vì bảo vệ mình nỗ lực hết thảy. Đối phương làm ra, đã đủ nhiều. Kết quả là, đối mặt mang theo thế vọt tới trên trăm hào thí luyện quang, Diệp Tiểu Thiên hư bước tiến lên trước, hai tay hướng phía trước nhẹ nhàng vừa để xuống, dưới chân không gian áo nghĩa trận đồ xoáy dương mà ra, trong nháy mắt bao gồm cả một cái cô âm vách núi. Chỉ xích thiên nhai. Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Tại cái này ngay miệng, lại rất có một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế. Một tiếng qua đi, khí hải linh nguyên bạo phát, xung quanh không gian giao hỗn tạp chồng chất. Rõ ràng vẻn vẹn hơn 10 trượng khoảng cách, như yêu yêu đám người xông đến thời điểm, lại giống như là bên trong khoảng cách vô số cái thứ nguyên không gian bọn hắn thấy được gần trong gan tất diệp tiểu thiên tòa này núi. Nhưng nhìn núi làm ngựa chết, trọn vẹn buông tập mười mấy hơi thở, người ở bên ngoài xem ra, thí luyện quan nhóm tựa như là tại chỗ chạy bình thường, hướng phía trước đẩy vào mới không đến vài tấc khoảng cách. Không gian áo nghĩa. Rơi tại phía sau 13 thái hư thấy cực kỳ hâm mộ. Quả nhiên, có thể bị thiên cơ thế giới nội bộ thế giới cuốn vào địch nhân, thực lực liền là cường hãn. Bên hông còn đang tìm kiếm khả năng tồn tại nơi đây từ tiểu thụ hành tung mục lẫm, Bạch Liêm sư đồ, vốn không quan tâm chiến đấu song phương, chỉ để ý mình mắt đánh dấu. Hiện nay, cũng bị cái kia tóc trắng đồng tử dưới chân xoáy dương mà mở không gian áo nghĩa trận đồ, hấp dẫn ánh mắt. Một lẫm ánh mắt về dời, rơi xuống cái kia một thức linh kỹ vây khốn trên trăm thí luyện quan, bao quát nhiêu yêu yêu, quân đại chủ y vương tọa đạo cảnh tu vi tóc trắng đồng tử thân bên trên. Một hơi, hai hơi. Hắn đột nhiên giữa lông mày làn da đi lên nhấc lên, mí mắt lại ngậm xuống. Như vậy mảnh nhỏ động tác che lấp bên trong, hắn mắt sắc lộ ra càng thâm thúy hơn, nhưng cùng lúc, vậy mượn cái này giấu ở mình kinh ngạc. Dịp. Tiểu. Thiên. Một lẫm im ắng nỉ non. Hắn vốn cho rằng nơi đây xuất hành, ngoại trừ làm việc ngoài dự liệu từ tiểu thụ, không có khả năng lại có những người khác hội làm chính mình kinh ngạc. Chưa từng nghĩ, từ tiểu thụ không thấy, hắn ngược lại nhìn thấy một cái thập phần để cho mình ngoài ý muốn ngày xưa cố nhân thánh cung tứ tử một trong, thuộc tính không gian dịp tiểu thiên. Một lẫm trong đầu trong nháy mắt nổi lên thanh xuân thời kỳ hình tượng. Lúc kia, thánh cung tứ tử như hình với bóng, mục lẫm với tư cách tẩn chiếu nhất mạch đại đệ tử tan thất diệp sư đệ tự nhiên mà vậy vậy quen biết diệp tiểu thiên mục lẫm cùng thánh cung tứ tử cũng không có bao nhiêu gặp nhau bởi vì hắn không quen nhìn sư huynh tan thất diệp tính tình tự nhiên đối với hắn đám bạn xấu không có bao nhiêu hảo cảm nhưng thánh cung có nhiệm vụ nhiều lần làm nhiệm vụ mục lẫm đã từng cùng diệp tiểu thiên sống vai chiến đấu qua có qua sinh tử chiến đấu giao tình tuy nói song phương còn không thể coi là bạn thân nhưng bằng hữu một từ cũng có thể bao quát hai người quan hệ chuẩn bị xuất thủ mục lẫm không có nửa điểm chần chờ trong lòng liền có quyết đoán đối bạch liêm truyền âm nói nói chuyện công phu hắn vậy có chu toàn kế hoạch diệp tiểu thiên không giống tan thất diệp như vậy trực tiếp lựa chọn phản bội chạy trốn thánh cung gia nhập thánh nô cho nên trên danh nghĩa hắn chỉ là rời đi thánh cung độc từ tu hành còn thuộc thánh cung người mục lẫm vậy nhớ mang máng ngày xưa diệp tiểu thiên hẳn là cũng không phạm qua cái gì sai lầm lớn cho nên khi dưới thánh cung người vô luận xảy ra vấn đề gì đều nên giao cho thánh cung mình xử trí, mà không phải để nhiêu yêu yêu bực này thánh thần điện đường thân phận người xuất thủ, cầm lấy đi hỏi tội. Bạch Liêm chỉ là khẽ giật mình, nhìn về phía cái kia không gian áo nghĩa trận đồ về sau, đồng dạng hiểu rõ cái gì, vậy đồng dạng nghĩ đến sư tôn một lẫm suy nghĩ trong lòng. Dịp. Sư thúc. Hắn trở nên đau đầu đồng thời, biết được lấy sư tôn một lẫm thân phận, không tốt trực tiếp từ nhiêu yêu yêu dưới kiếm cướp người. Nhưng hắn Bạch Liêm như thế một cái bất tài đồ đệ, bởi vì nhất thời kích động, nhận ra Diệp Tiểu Thiên chính là thánh cung tiền bối thân phận, cho nên lựa chọn xuất thủ, bực này lý do, nhiều yêu yêu lại là không tin, cũng không thể không cho hắn chút mặt mũi, lựa chọn tiếp nhận. Chỉ là, ta trách nhiệm liền lớn nha. Bạch Liêm thở dài một tiếng, không còn sau khi tự hỏi tục, lật trong bàn tay, nơi lòng bàn tay giấy lên tẩn chiếu Bạch Viêm. Liền lúc này, hai bọn họ đồng thời trông thấy, một thức chỉ xích thiên nhai tạm thời vây khốn nhiêu yêu yêu các loại thí luyện quan Diệp tiểu thiên, đột nhiên ngước mắt, Đối hai bọn họ nhỏ không thể thấy lắc đầu. Mục Lẫm, Bạch Liêm nhận ra Diệp Tiểu Thiên. Diệp Tiểu Thiên chưa từng không nhận ra đối phương đến. Với hắn mà nói, vừa mới phá vỡ thiên cơ thế giới nội bộ thế giới, cái kia không lông mày Mục Lẫm xuất hiện tại nơi đây, thật có thể nói là là quá đột ngột, quá làm cho người ta không thể không nhìn lâu bên trên một cái. Mà chính là bởi vì đối phương chính là chính tông thánh cung con cháu, mà mình lúc này gánh vác người nhập cư trái phép, Kim có hiềm nghi vì hoàn Tuyền đồng bọn mỗi người không chịu nổi danh hào cho nên Diệp Tiểu Thiên đoạn không hội vì mình, lựa chọn hy sinh tan lão sư đệ, cùng tan lão hậu bối tiền đồ, đến cứu vớt mình. Một lẫm có thể vứt bỏ đồ đệ Bạch Liêm một chút lợi ích để nó xuất thủ cứu người, cái này hắn thấy, cũng không cái gì. Diệp Tiểu Thiên không nghĩ như vậy. Bạch Liêm lúc này đã là thánh cung ngũ đại quyền hành một trong. Như thế một cái cao đến nỗi cùng thánh thần điện đường đạo điện chủ thân phận, liên lụy quá nhiều, rắc rối phức tạp, có đôi khi, cuộc sống có quá nhiều điều là không được như ý. Ta chỉ là vì tan lão mà ra tay, làm gì lại liên lụy những người khác. Diệp Tiểu Thiên nghĩ như vậy, chợt dùng ánh mắt cự tuyệt một lẫm cùng Bạch Liêm động tác. Lúc này, nhiều yêu yêu cùng ung Đại Chủ Y chống đỡ gian nan tiến lên, đã phá vỡ chỉ xích thiên nhai, song song bạo cướp mà tới. Chiến. Diệp Tiểu Thiên dừng động tác lại, có chút gian nan lựa chọn. Hắn bỗng nhiên không muốn chiến. Bởi vì hắn biết, cho dù mình chiến lực toàn bộ triển khai, biểu hiện ra thà làm ngọc vỡ không làm nói lành tư thái, nhiều nhất cùng nhiêu yêu yêu, ung đại chủ y các loại liều cái lưỡng bại câu thương nhưng cầu cái gì? Lại làm sao đến mức này? Ta chỉ là cái nho nhỏ người nhập cư trái phép, vì thánh nguyên tinh thạch mà đến, hiện tại thánh nguyên tinh thạch cũng không thấy, trên thân cũng chỉ có một A giới, ta muốn giấu, bọn hắn vậy tìm không thấy. Thật tính toán ra, ngoại trừ người nhập cư trái phép cái này ô một chút ra, ta vậy không có thật cùng hoàng tuyền cấu kết, cái này có thể cho nhiêu yêu yêu tùy tiện ra. Cho nên, sao không trực tiếp đầu hàng? Diệp Tiểu Thiên tự giác nội tâm thản nhiên, không có có cái gì tốt sợ, chỉ là một cái người nhập cư trái phép chỗ bẩn, đổi lại người khác tới, khả năng có lý do trảm chi, nhưng mình trên danh nghĩa còn có thánh cung ngày xưa đệ tử thân phận tại, nhiều yêu yêu tất nhiên là nắm không được. Về phần chạy, Diệp Tiểu Thiên là muốn chạy, nhưng hắn biết nhiều yêu yêu cùng Uông Đại Chú giờ phút này hoàn toàn để mắt tới mình. Chạy hắn có thể làm được, nhưng chạy xong về sau đâu. Cái này không thì tương đương với có tật giật mình sao. Vạn nhất thánh thần điện đường cho mình gắn diêm vương đồng đảng, thánh nô đồng bọn các loại tội danh, đây không phải là càng thêm được không bù mất. Diệp Tiểu Thiên lường trước đến tận đây, lúc này giơ lên hai tay, cười khổ một tiếng nói, ta ném. Hàng chữ còn không ra khỏi miệng, hắn mãnh liệt dừng lại. Bởi vì hắn thấy được đối diện như yêu, yêu yêu trong đôi mắt tuyệt tình. Đối phương hoàn toàn nhìn thấu hắn dự định, cũng tại hắn mở miệng trong nháy mắt đó, cao dương lên huyền thương thần kiếm. Hồng Trần Kiếm Khẽ kêu âm thanh hoàn toàn đem Diệp Tiểu Thiên đầu hàng ngữ điệu đè dưới, làm cho Diệp Tiểu Thiên minh bạch, đối diện không có ý định buông tha mình ta có thể tiếp nhận bình thường hồng y bạch y thẩm vấn quá trình nhưng nhiêu yêu yêu sẽ không cho ta cơ hội nàng biết ta có vấn đề thông qua hồng trần luyện tâm dầu gì nàng có thể hỏi ra hoàn tuyền không hỏi ra từ tiểu thụ sự tình đến cái này chút cũng không đáng kể bởi vì ta cũng không biết từ tiểu thụ đi nơi nào nhưng là ta tuyệt đối không thể tiếp hồng trần luyện tâm bởi vì ta còn có a giới ta còn có kiều thiên chi đang nghiên cứu thiên cơ khôi lỗi bí mật vạn nhất bị hỏi ra dịp tiểu thiên suy nghĩ tại trong chớp mắt xoay nhanh rõ ràng như yêu yêu dự định. Người thông minh lẫn nhau đều đoán được đối phương ý nghĩ, tại song song đối lập dưới lập trường, lại sao sẽ cho lẫn nhau cơ hội. Liều mạng. Diệp Tiểu Thiên cao dơ hai tay đột nhiên cầm thật chặt, hướng xuống một chùi y, dưới chân không gian áo nghĩa trận đồ tia sáng phun trào, xung quanh thiên địa không gian bỗng nhiên ken két nứt vang. Liền lúc này, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Kẹt tại Diệp Tiểu Thiên sắp cường tự như yêu yêu một cái hồng trần kiếm ngay miệng, thiên khung phía trên, bỗng nhiên bay lượng mà tới một cái vai kháng đại đỉnh quái lực thiếu nữ thiếu nữ thân mang thí luyện quan áo bào đen, cực kỳ giống trong lúc lơ đãng qua đường nơi đây, sau đó hướng xuống thoáng nhìn. a, à, đây không phải ta dịp. Sư thúc tổ. Nàng giống như mới khó khăn lắm nhìn thấy đối chiến song phương sắp đến binh khí giao qua, liền mãnh liệt dưới mặt đất rơi, lật tay dơ lên mình đại đỉnh, nằm ngang ở nhiêu yêu yêu cùng dịp tiểu thiên ở giữa. Nhiêu kiếm tiên dừng tay, đây là ta dịp tiền bối, hắn là thánh cung bên trong người. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 965, Trung cực lão lục diệp tiểu thiên, chỉ cần mình sống là được, đạo hữu sống chết không quan trọng. Hoa Minh Nhiêu yêu yêu mặt mày siết chặt, kịp thời thu lại kiếm. Chỉ thiếu một chút, nàng một thức này hồng trần kiếm liền muốn chào hỏi tại đầu óc này mờ tiểu cô nương trên thân. Như thế, đối diện muốn không cách nào từ hồng trần luyện tâm bên trong đi tới, cái kia nàng nhiêu yêu yêu cùng thánh cung tẩn chiếu nhất mạch cừu oán, liền kết lớn. Ngươi sao sẽ ở này? Lời nói mới vừa ra khỏi miệng, nhiêu yêu yêu mình liền có đáp án tại chút thời gian trước, vương thành thí luyện chưa mở ra thời điểm, nàng chống đỡ không được hoa minh quấn quyết chặt lấy, liền đặt cách đối phương trở thành một tên phổ thông thí luyện quan phụ trách vân lôn dãy núi vương thành thí luyện trong đó một khối khu vực. mà trải qua trước mấy lần trước khẩn cấp đưa tin, với tư cách thí luyện quan hoa minh hiển nhiên cũng có thể tiếp thu được mệnh lệnh. tiếp theo đi cô âm vách núi. cho dù như yêu yêu đã hạ cuối cùng mệnh lệnh chưa cho phép, nơi đây đã không cần cái khác thí luyện quan đã đến. nhưng hoa minh vốn không thuộc về thánh thần điện đường người có thánh cung sứ giả thân phận tại lại thêm nàng hiếu kỳ tính tình cho phép đến đây nhìn qua không thể bảo là không bình thường nhiều yêu yêu thậm chí cố ý quét hoa minh vành tai chỗ sau đó liền trông thấy nơi đó có treo phổ thông thí luyện quan tác chiến máy truyền tin nàng buông xuống điểm khả nghi hắn là dịp tiểu thiên chìm ngừng lại một lát nhiều yêu yêu mắt thấy kiên đại đỉnh thiếu nữ chỉ hướng phía sau nàng tóc trắng dáng lùng thanh niên hỏi giống như là mới khó khăn lắm nhận ra thân phận đối phương từ tiểu thụ hóa thân hoa minh quay người ánh mắt không có nửa điểm trì trệ thuận như yêu yêu ngón tay phương hướng, rơi xuống dịp tiểu thiên trên mặt. Hắn hơi ngẩn ra. Bởi vì viện trưởng đại nhân, giờ phút này đỉnh lấy là một trương thanh niên mặt, cũng không phải là dịp tiểu thiên bản thân khuôn mặt. Đừng nói hoa minh căn bản không có khả năng nhận biết như thế một trương lạ lẫm thanh niên mặt, liền là chân chính dịp tiểu thiên không có chút nào che lấp xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng hẳn là cũng biết không ra thân phận đối phương. Hoa minh niên kỹ dù sao quá nhỏ, mà dịp tiểu thiên sớm tại mấy chục năm trước liền rời đi thánh cung. Giữa song phương, trên lý luận giảng không nên chạm mặt qua nhưng vừa rồi tình huống nguy cấp từ tiểu thụ đã không lo được nhiều như vậy hắn tại bốn phía quan sát nhìn thấy hiện trường lại có tại thánh cung gửi thư bên trên thấy một lẫm mục sư thuốc mặt về sau linh cơ khẽ động nghĩ đến dùng kẻ bắt chước bắt chước hoa minh thân phận tẩn chiếu bạch viêm một mạch ở giữa từ tướng bắt chước cái kia thật đúng là không nên quá đơn giản có nữ trang kinh nghiệm từ tiểu thụ cơ hồ là hạ bút thành văn nhưng vẹn vẹn chỉ vì giúp diệp tiểu thiên phá vỡ cái kia một thức hồng trần kiếm công kích chưa từng suy nghĩ nhiều phía dưới bắt trước, hiện tại muốn cùng Nhiêu Yêu yêu đi ở trước mặt dằn co, vậy khẳng định liền có rất nhiều sơ hở. May mắn, đến tận đây cơ hồ vẫn chưa có người nào hoài nghi ta thân phận chân thật. Từ tiểu thủ duy nhất may mắn chính là điểm này. Biến thân làm Hoa Minh, cái này thậm chí không tại hắn kế hoạch bên trong, chỉ là tùy cơ ứng biến. Liền bản thân đều là trong khoảnh khắc đó mới làm ra Lâm thời quyết định, Nhiêu Yêu yêu các loại thí luyện quan, trên cơ bản không có khả năng tại lúc đầu có hoài nghi ý nghĩ. Không có suy nghĩ nhiều từ tiểu thụ ứng đối cùng loại nhiêu yêu yêu loại này lâm thời chất vấn các loại phức tạp tình huống đã không phải là lần một lần hai. Hắn bắt chiếc hoa minh ngôn hành cử chỉ, ăn nói phương thức, đặc biệt là đối phương cái kia bị tẩn chiếu bạch viêm cháy hỏng đầu óc, căn cứ không biết chính là không biết, không cần cưỡng cầu nguyên tắc, chất phát gật đầu, nhìn lại hướng nhiêu yêu yêu, hắn liền là dịp tiền bối nha, không có làm bất kỳ giải thích nào. Từ tiểu thụ đem mình hết thảy cổ quái hành động, toàn bộ đẩy lên trên thân người khác, hắn tin tưởng cái này người khác nhiêu yêu yêu một cái có thể nghĩ ra được là ai. Quả nhiên, nghe tiếng về sau nhiêu yêu yêu mí mắt một ngậm, đã có vẻ hoài nghi. Nhưng rất nhanh, nàng vuốt tay lệch ra, nhìn phía rơi vào cô âm vách núi phương xa quan sát Bạch Liêm, một lẫm, trong lòng thoải mái. Ta liền nói Hoa Minh sao lại đột nhiên tới, hóa ra hai người này thật đúng là tại sai sử. Đáng tiếc, nếu là lần này là Bạch Liêm xuất thủ ngăn ta, kém nhất có thể lượng một món nợ ân tình của hắn, là Hoa Minh lời nói, cái kia Bạch Liêm hoàn toàn có thể nói thành là tiểu bối ở giữa vô tri đùa giỡn nhiêu yêu yêu ám đạo đáng tiếc. Nàng xác thực đọc lên Diệp Tiểu Thiên mong muốn đầu hàng ý đồ, cũng nhìn thấy Bạch Liêm tại cái kia một cái chớp mắt mong muốn xuất thủ cứu người xúc động. Tại là dùng một thức ác hơn hồng trần kiếm, bước hai người này không thể không đi tới tuyệt cảnh. Chưa từng nghĩ, Bạch Liêm cờ thắng một chiêu, tại thời khắc mấu chốt gọi ra đồ đệ mình. Mà Hoa Minh xuất hiện, vậy đem hội lấy nhỏ nhất đại giới, thay Bạch Liêm chống đỡ bản thân hắn xuất thủ sau ứng lĩnh trách phạt. Tiểu bối vô tri. Lấy cớ này, thả vào lúc này, nhưng quá xảo diệu. Nhiêu yêu yêu lại lần nữa thầm than một tiếng, thu kiếm về nhìn phía Bạch Liêm, hừ lạnh nói, người quan minh chính đại không nói chuyện mờ ám, Bạch Liêm, ngươi có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì? Ta chính mình cũng không biết ta là có ý gì. Bạch Liêm cùng một lẫm thần sắc cơ hồ không có sai biệt, hai người ánh mắt liền còn không từ đột ngột xuất hiện hoa minh trên thân dịch chuyển khỏi qua. Ngươi gọi tới. Một lẫm thậm chí không chút biến sắc cho đồ đệ truyền âm. Trên lý luận giảng, hoa minh không có thông minh như vậy, biết thay ta xuất thủ, nàng nếu là tới bắt gặp ta, tất nhiên chào hỏi trước, điểm ấy ta thập phần khẳng định, cho nên nàng không phải hoa minh. Nhưng nàng, lại là hoa minh. Bạch Liêm cũng không quay đầu liền hoàn thành bản thân mâu thuẫn lời nói đáp lại. Sau đó hai người tiếp tục nhìn chầm chầm ánh mắt kia ngốc mang đến thập phần rất thật khiên đỉnh thiếu nữ, lâm vào thật lâu trầm mặt. Không bao lâu, một lẫm nhìn ra thiếu nữ kia dị thường. Đối phương cực kỳ thật. Giả đến cực kỳ thật. Nhưng tất cả mọi thứ, một lẫm một chút đều có thể nhìn đi ra nhưng thật ra là giả đơn độc cái kia đang đỉnh, không có làm bộ. Cái kia vô cùng lớn đỉnh ba chân, rơi trong mắt người ngoài, có thể là tẩn chiếu nhất mạch tiêu chí, dáng dấp cơ bản giống nhau, không cẩn thận phân biệt, hoàn toàn không nhận ra. Nhưng hiện trường sở hữu người đều coi nhẹ như thế một cái mảnh nhỏ hoa minh khiên đỉnh ba chân, chỉ có ba chân, cũng không phải là thông thường bốn chân. Mà tại một lẫm trong ấn tượng, liền hắn đỉnh đều là bốn chân. Tẩn chiếu nhất mạch một cái duy nhất có được đỉnh ba chân người, là hắn sư huynh tan thất diệp cầm là sư tôn long dung chi ban cho viễn cổ di văn đi thần khí long phượng trình tường mà dưới mắt hoa minh đỉnh ba chân một lẫm cẩn thận phân biệt nhận ra đây chính là long phượng trình tường diệp tiểu thiên hoa minh là không thể nào nhận biết hai người chưa từng gặp mặt hoa minh lại đột nhiên xuất hiện làm ta cùng bạch liêm đều muốn làm mà do thân phận hạn chế rất khó đi làm việc nàng minh bạch ta đang suy nghĩ cái gì nàng còn có sư huynh long phượng trình tường một lẫm giống là nghĩ đến cái gì bởi vì hắn trước đây hướng đông vực trên đường đi một mực có đồ đệ bạch liêm tại báo cáo tình huống vân lông dãy núi ra một cái giết dị hung thủ hư hư thực thực từ tiểu thụ từ tiểu thụ vốn là có lấy bắt trước người khác năng lực nếu như dị thật sự là hắn giết chết hắn hẳn là lấy được kẻ bắt trước, cũng đã nhận được thiên biến vạn hóa năng lực hoa minh cái này người có thể làm bộ nhưng long phượng trình tường không có khả năng là giả nàng là từ tiểu thụ biến thành một lẫm đạt được như thế một cái kết luận đồng thời suýt nửa giật mình thất thố nhưng hắn giả bộ vô sự phát sinh giữ im lặng quét đồ đệ bạch liêm một chút truyền âm nói phối hợp ngươi đồ đệ nàng hiện tại thập phần thông minh bạch liêm hơi có vẻ ngoài ý muốn vẫy một cái lông mày nhưng tương tự chưa từng để tâm tình mình lộ ra ngoài hắn chỉ có thể mơ hồ đạt được chính mình cái này đồ đệ có chút cổ quái kết luận nhưng tựa như hoa minh không có khả năng nhận biết diệp tiểu thiên bình thường hắn bạch liêm cũng chưa từng thấy tận mắt qua sư bá tan thất diệp bởi vì hắn nhập môn thời điểm sư bá tan thất diệp đã mưu phản thánh cung tự nhiên Bạch Liêm cũng liền không tiếp thu được từ tiểu thụ tận lực cho ra Long Phượng Trình Tường cái này chỉ có một lẫm một người có thể biết tiểu tin tức. Thánh cung sứ giả Bạch Liêm, gặp qua nhiều kiếm tiên. Bạch Liêm chưa từng trực tiếp đáp lại như yêu yêu lời nói, bởi vì hắn vừa rồi cùng sư tôn truyền âm, suy nghĩ thời gian có trên lệch chút ít dài, trực tiếp đáp lại khả năng sẽ khiến hoài nghi. Lập tức hắn vòng vo đề tài, lấy chính thức gặp mặt tất yếu cần nói, đem cái này mảnh nhỏ cho lấp liếm cho qua. Lễ liền miễn đi, thời gian chiến tranh khẩn yếu, nói thẳng nói ngươi ý nghĩ a. À? Nhiêu yêu yêu lười nhát cùng Bạch Liêm quá nhiều biện kéo, một bên gật đầu thăm hỏi, một bên âm thầm truyền âm cho Uông Đại chú y. Hoàng Tuyền tất nhiên còn chưa đi xa, người đã thấy tận mắt qua hắn, nhưng ra bên ngoài tìm kiếm, ngược dòng tìm hiểu nó thể chất khí tức, cần phải bắt được hành tung. Uông Đại chú y lĩnh mệnh, gật đầu trực tiếp ẩn lui nơi đây. Bạch Liêm cũng không thèm để ý Uông Đại chú y động tác, gặp Nhiêu yêu yêu ánh mắt vẫn như cũ nhìn mình chằm chằm, liền chậm rãi tiến lên, vì nhà mình đồ đệ giải thích nói. Tùy tiện xuất thủ, đúng là đồ nhi ta sai. Nhưng chắc hẳn Đồ Nhi ta là nhận ra ngày xưa ta từng cho nàng miêu tả qua, có quan hệ thánh cung tiền bối một chút tình huống, nàng nhận ra thuộc tính không gian, tóc trắng, thấp. Ân, các loại đặc thù, cảm thấy đây là nàng tiền bối, thế là xuất thủ ngăn trở nhiều kiếm tiên hành động. Bạch Liêm nói xong, mỉm cười đi vào Hoa Minh đằng trước, quét qua nhà mình Đồ Nhi mặt, nghiêm túc phân biệt một phen về sau, mới nói tiếp, "Ân, tiểu bối trò Đồ tiến hành, để nhiều kiếm tiên chê cười." Từ tiểu thụ từ Hoa Minh trong miệng nghe qua sư tôn Bạch Liêm bốn chữ này, có nhiều yêu yêu xưng hô, hắn vậy xác định cái này đứng tại không lông mày một lẫm bên người, chính là thánh cung tẩn chiếu nhất mạch làm đại diện sự tình người, thế là thập phần lễ phép thận trọng thi cái lễ, gặp qua sư tôn. Bạch Liêm hơi hơi gật đầu, ngăn tại đồ đệ đằng trước, nhận lấy nhiều yêu yêu tất cả địch ý. Nhiều yêu yêu cười nhạt, ta tại vân lông dãy núi có mình hành động, ngươi có biết vừa rồi hoa minh tiến hành, nương theo có cỡ nào phong hiểm, cùng sau đó chịu tội. Nói. Bạch Liêm vẫn như củ miễn cười đưa tình, tiểu bối không hiểu chuyện, nhiêu kiếm tiên làm gì so đo đâu hắn cười trở lại nhìn phía vách đá tóc trắng dáng lùn thanh niên hơi có vẻ chần chờ nói mà muốn thật sự là đồ nhi ta không có nhận lầm lời nói ngươi là ta thánh cung tiền bối cái kia nơi đây sự tình liền xác thực không nên giao cho nhiêu kiếm tiên qua tay thánh cung sự tình hẳn là giao cho thánh cung tự mình xử lý dịp tiểu thiên đọc hiểu bạch liêm ánh mắt vậy nghe được đối phương nói bóng gió nhưng hắn không có nhiều lời cái gì nhiêu yêu yêu nghe vậy dễu cợt ánh mắt đồng dạng rơi xuống người trong cuộc diệp tiểu thiên trên thân châm chọc nói, hắn gọi Chu Tham, không gọi Diệp Tiểu Thiên. Bạch Liêm khẽ giật mình, nhìn qua Diệp Tiểu Thiên, cùng hỏi, là thế này phải không? Diệp Tiểu Thiên căn bản cũng không từng hoài nghi qua Hoa Minh thật giả, tại hắn trong thế giới, Bạch Liêm có thế xuất thủ để Hoa Minh vì chính mình lập tức cái kia một cái hồng trần kiếm, đã là lớn lao trợ giúp. Hiện nay, lại sao hội đem thánh cung tẩn chiếu nhất mạch, kéo vào vũng bùng. Không sai, ta tên Chu Tham. Diệp Tiểu Thiên công khai nói ra. Lúc này hắn bỗng nhiên có chút rõ ràng, vì sao từ tiểu thụ có đôi khi cận kề cái chết cũng muốn ngồi xuyên thân phận giả, thật sự là tình thế bất đắc dĩ. Một lẫm ở trong lòng thở dài, biết được dịp tiểu thiên ý nghĩ về sau, hắn đã không cưỡng cầu nữa. Bạch liêm trắng trợn nháy mắt ra hiệu một phen, dịp tiểu thiên cũng chỉ là chầm chậm lắc đầu, cũng không nói nữa, hắn liền đồng dạng từ bỏ giải dụa. a à. thấy một màn này, nhiêu yêu yêu cười ra tiếng. Nàng bên ngoài cho đủ thánh cung sứ giả cực điểm mặt mũi, hỏi, như vậy, đã liền người trong cuộc mình đều thừa nhận đây là một cái hiểu lầm, các ngươi thánh cung sứ giả, có thể tạm lui một bước, để cho ta trước lại lập tức việc này. Từ tiểu thụ hóa thân Hoa Minh còn muốn lại giải dụ một cái, Bạch Liêm không nói lời gì đưa tay, giữ chặt hắn mong muốn sau này rút lui. Sắc bén, phản chấn, cường tráng các loại bị động kỹ, cũng không có cho vương tọa thân thế Bạch Liêm mang đến bao lớn tổn thương, chỉ là làm cho Bạch Liêm nắm chặt nhà mình đồ nhi cổ tay về sau, biểu lộ hơi có vẻ kinh ngạc. Sau đó, hắn bình tĩnh buông tay ra, quát lớn, còn không mau vì ngươi lỗ mãn tiến hành, hướng nhiêu kiếm tiên xin lỗi từ tiểu thụ nhìn bạch liêm một chút ánh mắt lại quét về phía nhiêu yêu yêu cuối cùng rơi xuống phía sau cùng dịp tiểu thiên trên thân cho đến đây tin tức cục cũng chỉ có một đạo nhận hoài nghi tin tức không hề nghi ngờ đây là bạch liêm cống hiến nhiêu yêu yêu các loại đều không phát giác thân phận của hắn dị thường hắn có chút không cam tâm nhưng gặp dịp tiểu thiên mình kiên trì tới phân thượng này hắn lại tiếp tục liền muốn bại lộ thế là xoay người từ tiểu thụ bắt chước hoa minh đối mặt nhiêu yêu yêu khả năng sẽ có cử động thập phần thành khẩn tạ lỗi thật xin lỗi là hoa minh lỗ mãn đưa mắt nhìn bất thình lình khách không mời mà đến hoa minh bị lôi đi như yêu yêu rút kiếm quay về để mắt tới diệp tiểu thiên nhưng như thế một cái trì hoãn công phu diệp tiểu thiên rốt cuộc không cần chính diện tiếp nhận hồng trần kiếm hồng trần luyện tâm lại dự định tốt không ngay mặt thừa nhận mình thân phận chân thật lại đạt được giảm sóc cơ hội hắn lại sao hội thật tùy ý Nhiêu yêu yêu cầm xuống mình gặp cái kia rút kiếm xem đến Nhiêu yêu yêu ánh mắt trở nên đoạn tuyệt diệp tiểu thiên đoạt tại mọi người phản ứng trước đó đột nhiên xuất thủ phá hắn một tiếng quát lớn hư không thiên đạo bên trong mãnh liệt bị không gian đại đạo rút ra năm đạo dấu kính lấy hốt hoảng bóng dáng chính là ngũ đại kim bài sang lệnh sát thủ không gian toái lưu bên trong một cái cũng bị không gian phong bạo đánh ra hai đạo không tới kịp làm phòng bị chật vật thân thế lôi thôi đại thúc cùng dạ kiêu biến cố này quả thực sợ ngay người nhiêu yêu yêu các loại chấp pháp quan cái kia năm đạo thường thường không có gì là bóng dáng tất cả mọi người không nhận ra được nhưng cái kia đặc thù tươi sáng lôi thôi đại thúc cùng dạ kiêu nhưng chân chính là quá ngoài dự đoán của mọi người bác tôn am không ngươi là hôm đó vương thành đánh đêm bắt chước bác tôn am gia hỏa nhiều yêu yêu nhìn qua bởi vì bị chọc ra đến chân hình đến mà hơi có vẻ ngốc trệ đại thúc mặt mũi tràn đầy kinh nghi lại chuyển mắt nhìn về phía dạ kiêu nhiều suy nghĩ sâu xa nàng sao vậy tại nơi đây một bên khác ta ít 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 năm đại sát thủ tính tình liền không có tốt như vậy trực tiếp tuôn ra thô tục bọn hắn đã lẫn mất thật xa chưa từng nghĩ cái này không gian áo nghĩa viên mãn người nhập cư trái phép, vì tự bảo vệ mình, vậy mà đem bọn hắn đánh đi ra. Chỉ cần mình sống là được, đạo hữu sống chết không quan trọng. Diệp Tiểu Thiên trong lòng trí khiển một phen, nhưng căn bản không có ý định cho sở hữu người cơ hội. Hiện nay, chỉ có hỗn loạn, mới là mình chạy trốn duy nhất cơ hội. Càng không na di. Hắn liên tục xuất thủ, dưới chân áo nghĩa trận đồ lại lần nữa xoáy dương. Cái kia vốn muốn cầu thoát đi nơi đây năm đại sát thủ cùng lôi thôi đại thúc, thậm chí còn không có lại lần nữa kịp phản ứng, lại bị vội vàng không kịp chuẩn bị không gian chi lực, một cái truyền tống đến cô âm vách núi bên trên. Chỉnh chỉnh tề tề sáu cái người, như thuẫn bài thủ xếp thành một hàng, ngăn tại Diệp Tiểu Thiên đằng trước, cực kỳ giống ấm áp cản tránh gió. Đồng dạng, bọn hắn cũng thay Diệp Tiểu Thiên, nhận lấy nhiều yêu yêu tuyệt tình nhìn chăm chú. Và lần này, mấy cá nhân tâm đầu đều đang mắng mẹ. Giấy trắng Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 966, Nước tốt một cái lão lục hóa thân thành hoa minh bị bạch liêm nhận trở về từ tiểu thụ tại chỗ liền bị viện trưởng đại nhân chiêu này cho tú đến tê cả da đầu liền hắn cũng còn chưa từng quá nhiều phản ứng diệp tiểu thiên đã tại làm xong đây hết thảy về sau sắc mặt bình tĩnh mà đối với trước người mấy người nhẹ nhàng gật đầu các vị trân trọng sau đó dưới chân hắn oanh một cái thân hình đột phá không gian bay vụt trên không chạy năm đại sát thủ cùng lôi thôi đại thúc căn bản cũng không muốn vì diệp tiểu thiên bực này dơ bẩn hèn hạ người tiếp chiến đồng thời hóa thành mấy đạo lưu quang, bay vụt hướng về phía phương hướng khác nhau. Nhiều yêu yêu trước đây từ thiên cơ thế giới nội bộ thế giới đi ra, liền cảm giác được nơi đây có dấu đặc thù khí tức, biết được nơi này còn có người nhập cư trái phép. Nhưng nàng là thật không nghĩ tới, Diệp Tiểu Thiên cái này một nổ, có thể nổ ra cái kia một mực bắt trước bát tôn am gia hỏa đến. Nàng không chút khách khí giơ tay lên. Toàn bộ cầm xuống. Lúc đầu thật tốt thiên cơ thế giới khốn cục, bị một cái không hiểu ra sao cả tiểu kiếm tu cho đánh vỡ, cái này đủ để cho người ta nổi nóng hiện nay Diệp Tiểu Thiên cái này một nổ, nổ nhiều xuất hiện như thế mấy cái thái hư, sao có thể để bọn hắn chạy mất. Nhiêu yêu yêu vừa dứt lời, quanh mình thí luyện quan biết được không kịp kết trận khốn người, lập tức mở giới vực, muốn đem trọn cái cô âm vách núi khu vực vòng người lồng đi vào. Giới vực, mở. 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 Trên trăm trọng các loại xuất hiện giới vực lại một lần nữa mở ra. Một màn này trước kia bị vây ở thiên cơ thế giới nội bộ thế giới từ tiểu thụ đám người lĩnh giáo qua. Nhưng là, bên ngoài năm đại sát thủ nhưng từ không bị thánh thần điện đường người như thế tranh đối qua, dọa đến càng thêm hốt hoảng thoát đi. Có thể đến được trăm giới vực không cần khép lại, Diệp Tiểu Thiên giống như là sớm dự phán đến thí luyện quan nhóm sẽ có động tác. Hắn bay vút lên chí cao không, thân hình đột nhiên dừng lại, biết được nếu để cho cái này mấy trăm tầng giới vực vây khốn, mình có thể chạy, nhưng cái kia chút bia đỡ đạn nhóm, vạn nhất bị ngăn cản, tiếp xuống tất cả thí luyện quan hỏa lực, đều hội tập trung ở mình trên người một người. Cho dù là chỉ cần mình sống là được, đạo hữu sống chết không quan trọng, diệp tiểu thiên cũng cảm thấy các đạo hữu ít nhất phải có thế có kéo dài thí luyện quan năng lực, mà làm đến cái này chút tiền đề. sáu đại bia đỡ đạn đều có thể phá vỡ giới vực, đều có thể hướng phương hướng khác nhau bay. như thế, bọn hắn liền có thể phân tán rơi thí luyện quan sáu phần bảy hỏa lực. vì điểm ấy, diệp tiểu thiên không ngại xuất thủ, giúp bia đỡ đạn nhóm phá một lần giới vực. nát. hắn tại không trung bấm niệm phát quyết, dưới chân không gian áo nghĩa trận đồ xoáy dương mà mở cái kia chưa sát nhập mấy trăm tầng đến từ thí luyện quan giới vực, giống như là bắt gặp giới vực bên trong trí cao chúa tể, ầm vang đổ sụp. Sau đó, cái này chút điêu tàn giữa không trung giới vực mảnh vỡ quay về ngưng kết, hóa thành một cái sáng tỏ, vạn vẹo, ánh sáng quái rực rỡ đến phản phất có vô số song song tầng mặt kính thế giới. Phương thế giới này bên trong, chiếc xạ vô số cái diệp tiểu thiên bóng dáng. Vạn giới chi chủ. Chừng trăm trọng giới vực, chỉ một thoáng bị diệp tiểu thiên lực lượng một người phá vỡ. Biến cố này, kinh đến không chỉ là bia đỡ đạn nhóm, còn có toàn thể thí luyện quan. Bọn hắn là từng muốn qua thuộc tính không gian tại giới vực cái này lĩnh vực hình kỹ năng bên trên có được tương đối cao chúa tể quyền, nhưng chưa từng nghĩ qua, vương tọa đạo cảnh nhưng không gian áo nghĩa viên mãn diệp tiểu thiên, đã có thể làm được tiện tay khám phá cho dù là thái hư chế tạo ra giới vực. Cái này nếu là hoàn tuyền xuất thủ, mọi người có thể lý giải. Nhưng một cái vương tọa đạo cảnh mạnh như thế, liền không thể không khiến người cảm khái hí hư. Rơi vào tích phía sau 13 thái hư thấy nghẹn họng nhìn trân trối, từng cái mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn qua cái kia giật mình qua đi, lập tức tứ tán thoát đi những người nhập cư trái phép, thấp giọng nghị luận. Ta trước kia chỉ biết là linh bộ thủ tọa Vũ Linh Tích, chính là thủy hệ áo nghĩa trưởng khống giả, chiến lực có thế địch thái hư, nhưng từ chưa ở trước mặt lĩnh giáo qua, từ vậy không cách nào tưởng tượng vương tọa đạo cảnh làm sao có thể ngăn cản thái hư chi lực. Hiện nay cái này không gian áo nghĩa trưởng khống giả, quả thực là ngoài dự liệu. Liền xong chiêu này vạn giới chi chủ, đến phá trăm trọng giới vực sau này ta cho dù cảnh giới bên trên có chút đột phá vậy quyết không hội trêu chọc nắm giữ thuộc tính áo nghĩa người hàng long thủ hồng đương nói xong mặt mũi tràn đầy đều viết kiên kỵ không sai thiên linh bà bà vậy sợ hãi tháng phục mở miệng áo nghĩa chi lực trước kia chỉ ngẫu nghe nói qua lão thân chưa hề tưởng tượng qua có thế tận mắt lĩnh giáo lại lần này lĩnh giáo đến vẫn là đặc thù nhất thuộc tính không gian áo nghĩa chi lực hoàng dương chân nhân rất là khẳng định gật đầu bần đạo vậy cảm thấy như vậy 13 thái hư còn chưa kịp làm đủ người đứng xem tư thái, đằng sơn hải đổ ập xuống mắng đi qua, đều cho bản tọa im miệng, hai người một tổ, tách ra đi lấy người, ai có thể cầm tới người nhập cư trái phép, nhớ một lần đại công. Ách! À. 13 thái hư vốn nghĩ không đếm xỉ đến, nghe tiếng đối mắt nhìn nhau vài lần, đồng loạt nhổ thân, buông tập những người nhập cư trái phép. Chỉ bất quá, cái này 13 vị thái hư cường giả, ngầm hiểu lẫn nhau tránh đi vương tọa đạo cảnh diệp tiểu thiên, cùng tay vẽn vẹn tám ngón tay khiên bao tải đại thúc đơn độc truy hướng về phía cái kia năm vị nhìn xem yếu một chút kim bài sang lệnh sát thủ. Đáng chết lão hồ ly. Đằng Sơn Hải thấp chửi một câu, nhưng cũng biết những người này dù là lại tham công, vậy sẽ không liều lĩnh đến đi cùng một cái linh bộ thủ tọa ngang nhau chiến lực người, cùng một cái hư hư thực thực để bắt kiếm tiên thân phận không rõ hạng người tác chiến. Còn sống không mỹ hảo. Làm gì vội vàng đi đầu thai. Mà cái này chút khổ hoạt, việc cực, đã phía dưới người không muốn làm, đằng Sơn Hải liền phải tự mình chống được hắn xông về dịp tiểu thiên bỏ chạy phương hướng về phần cái kia khiên bao tải đệ bắt kiếm tiên đằng sơn hải biết được nhiêu yêu yêu tự sẽ giải quyết đều chạy bị bạch liêm kéo đến bên người từ tiểu thụ nhìn qua cái kia ngay ngắn trật tự chia mấy cái đội ngũ phóng tới chạy trốn những người nhập cư trái phép phương hướng thí luyện quan nhất thời có chút ngơ ngác hắn rơi vào nơi đây chiến cuộc thập phần không hiểu ra sao cả thoát ly nơi đây chiến cuộc càng thêm là mơ mơ hồ hồ vốn nghĩ biến thân làm hoa minh chỉ vì phá giải một cái viện trưởng đại nhân tại hồng trần kiếm dưới khốn cảnh chưa từng nghĩ bởi vì thánh cung sứ giả cái thân phận này bởi vì hoa minh quá mức chân thực lại cùng hoàng tuyền tương phản quá lớn nhiều yêu yêu từ đầu đến cuối đều không có từ cùng trước đây diêm vương hoàng tuyền dằn co cái kia tư duy quán tính bên trong đảo ngược ý thức được thân phận của mình khả nghi mà có một lẫm lo vòng ngoài vây phối hợp mình lại trở thành thí luyện quan trải rộng ra trường này di thiên lưới lớn bên trong duy nhất cá lọc lưới binh giả quỷ đạo giả từ tiểu thủ lúc này mới ý thức tới kẻ bắt trước mạnh bao nhiêu, mình không ngừng rèn luyện ra được biểu diễn năng lực, trọng yếu bao nhiêu. Nhìn một cái, liền vác bao đây lôi thôi đại thúc, tại nhiêu yêu yêu dưới kiếm, đều phải tạm thời tránh mũi nhọn, lựa chọn lui bước. Phàm là hắn nắm giữ một chút quanh co thủ đoạn, không tất cả đều là kiếm chiêu kiếm kỹ, không thể nói trước giờ phút này đều đã trốn chi yêu yêu. Từ tiểu thụ hơi có chút tự đắc. Nhưng đột nhiên ở giữa, tin tức cột nhảy một cái, tung ra một đạo để hắn tê cả da đầu tin tức. Nhận đánh lén bị động giá trị, một. Vô ý thức ở giữa, từ tiểu thụ liền muốn nghiêng người tránh qua khả năng địch nhân xuất thủ, sau đó mở ra biến mất thuật. Nhưng cảm giác thượng đế thị giác bên trong, xung quanh không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Không nói khác, một lẫm, bạch liêm cái này hai đại tẩn chiếu nhất mạch cường giả, đồng dạng giống như là cái người ngoài cuộc, như mình trước đây trạng thái bình thường, còn đang quan sát thí luyện quan cùng những người nhập cư trái phép truy đuổi vở kịch. Sư Tôn Từ tiểu thụ tim đập rộn lên, trên trán đã có tinh miệng mồ hôi chảy ra, hắn cảm nhận được đại khủng bố trầm thấp lên tiếng nói thật sự là hùng vĩ nha bạch liêm còn ở một bên nhìn một bên cảm khái với tư cách người ngoài cuộc hắn vô cùng nhẹ nhõm tại phát giác được nhà mình đồ nhi hơi có dị thường về sau hắn cúi đầu trông lại chuyện gì từ tiểu thủ ngước mắt xem đi kinh dị nhìn qua gặp bạch liêm trên trán đồng dạng có tinh miệng mồ hôi chảy ra mà lúc này đây đối phương lại không có chút nào phát giác hoàn toàn không có ý thức được thân thể của mình đang phát sinh đặc thù biến hóa có biến bên hông một lẫm đột nhiên con ngươi co rụt lại toàn thân bốc cháy lên màu đen yên thần hỏa hỏa diễm đem hắn bên ngoài thân đồng dạng chảy ra mồ hôi rịn cho trong nháy mắt bốc hơi hắn mãnh liệt quay đầu đã thấy bạch liêm lúc này toàn thân đã ướt đẫm mà không biết mà bạch liêm chưa từng phát giác dị thường hoa minh không từ tiểu thụ so với chính mình còn muốn sớm phát giác ngươi biết là tình huống như thế nào một lẫm thốt ra cùng lúc giúp bạch liêm bốc hơi trên người hắn hàm lượng nước ở người phía sau đồng dạng kinh dị tự giác phía dưới lời nói xoay chuyển hoàn toàn mở miệng, rời đi trước nơi đây. Rời khỏi nơi này trước. Cùng một thời gian, từ tiểu thụ vậy nhanh chóng lên tiếng. Hắn cũng không hiểu biết phát sinh cái gì, nhưng hắn hiểu được, mình đi vào nơi đây, là bởi vì cái kia đặc thù chỉ dẫn chi lực. Mà từ đầu đến cuối, cô âm vách núi đều không có cái gì đặc thù biến số, để được bản thân có thể đào thoát như yêu yêu bố cục. Cố thanh nhị ngoài ý muốn đã đến, ngoài ý muốn xuất thủ, theo từ tiểu thụ, cũng giống là một cái trùng hợp. Hiện nay, từ tiểu thụ không tin trùng hợp, hắn cảm thấy, cái kia chỉ dẫn mình tới đến lực lượng, có lẽ, đã đang xuất thủ. Theo ta đi. Một lẫm biết được thời gian cấp bách, không dám hỏi nhiều. Hắn một tay nắm chặt bạch liêm cổ áo, một tay nắm lấy từ tiểu thụ bả vai. Cùng một thời gian, trên tay hắn chiếc nhẫn bay ra một cái màu vàng trận bàn. Trận bàn lộ ra chớp lóe. Nhưng mà một giây sau, tựa như là tinh diệu bánh răng khí giới bị lâu dài ẩm ướt cho ăn mòn, trận bàn đột nhiên có vết trĩ loan lỗ vết tích truyền tống, mất hiệu lực. Ẩm ướt mồ hôi, nước. Từ tiểu thụ nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, hắn lập tức nhìn về phía xung quanh. Quả nhiên, xung quanh giữa thiên địa, không gian độ ẩm giữa bất tri bất giác tăng vọt, đạt một cái thập phần ẩm ướt tình huống, liền vùng núi đều có rõ ràng vệt nước. Cảm giác phía dưới, hư không còn chìm nổi mê muội được hơi nước. Cái này giống như là từng cái mảnh mà hơi bọc nước nhỏ, hoàn toàn bỏ thêm vào cô âm vách núi bên trên bất kỳ địa phương nào. Không. Không ngừng cô âm vách núi. Từ tiểu thủ cảm giác tràn ra, một cái nhìn thấy liền trốn đi thật xa thí luyện quan cùng người nhập cư trái phép bên người, đều xuất hiện cô âm vách núi bên trên tình huống tương tự. Từng cái bị hơi nước bao phủ. Từng cái đều mồ hôi đầm đìa. Mà lúc này đây, chính chuyên chú vào chạy trốn cùng truy đuổi song phương, còn có rất ít người phát giác được dị dạng phát sinh. Vũ Linh Tích Từ tiểu thụ trong đầu toát ra cái này người. Không thể không nói, hắn bị thủy hệ năng lực ra tấn qua, trong lòng đã có bóng mờ. Nghĩ như vậy, một giây sau, từ tiểu thụ liền nhìn thấy bị thí luyện quan đuổi theo bên trong một cái nữ tử bởi vì tạm thời thoát khỏi không được chạy trốn phương hướng nhất chuyển thẳng tắp xông về cô âm vách núi ở giữa biển mây vị trí kim túc lúc này hận thấu cái kia đem mình xem như bia đỡ đạn thuộc tính không gian người lùng nhưng không thể nghi ngờ đối phương chiến thuật thành công mình bị ép trở thành cho người khác phân tán hỏa lực bia ngắm một trong nàng lúc đầu không muốn đến cô âm vách núi ở giữa biển mây phương hướng chạy ở đây người đều là vương tọa đạo cảnh trở lên trong cõi u minh đều có linh tính cảm giác có thể phát giác được cô âm vách núi cất giấu không biết kinh khủng. Cho nên, sở hữu người xuất thủ, hoặc không tự giác, hoặc tận lực đều tránh đi cô âm vách núi ở giữa biển mây. Nhưng lúc này, Kim Túc không đường có thể trốn. Nếu như nàng là tiên cơ ám sát người khác, một kích không thành phía dưới, nàng có đủ kiểu phương pháp thối lui. Mà giờ khắc này, truy sát mình trong đội ngũ, có hai cái thái hư, mấy vị trảm đạo, mấy chục vị vương tọa. Bực này đội ngũ, Kim Túc tự nhận ngày bình thường lại thế nào kinh thường, đều sẽ không đi trêu chọc tự nhiên cũng không đủ ứng đối kinh nghiệm. Nàng vậy nhìn ra được dẫn đầu người thân phận, chính là thiên linh bà bà. Không thể trốn đi đâu được, không bằng hướng cái hướng kia thử một lần, có lẽ có thể lấy không biết, đối kháng xa lưới tử cục. Kim Túc Hạ quyết tâm về sau, hoàn toàn chạy về phía trong vách núi biển mây. Nàng thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua, cái kia nhỏ kiếm tu bởi vì xấu hổ giận dữ mong muốn tự sát, một đầu đâm vào cô âm vách núi ngọ nguồn về sau, triệt để từ nàng thái hư linh niệm bên trong đã mất đi tung tích. Ta cũng có thể lấy mượn cái này thoát đi. Ý tưởng như vậy còn chưa hoàn toàn xuất hiện, Thái Hư tốc độ đã thúc đẩy lấy kim túc bay vùng vực cô âm vách núi khu vực, xâm nhập biển mây trên không. Oanh. Một đạo huyễn quang bỗng nhiên chớp tắt. Cùng Cố Thanh nhất, Cố Thanh nhị không mang theo linh nguyên, sẽ không thu nhận tấm pháp kết giới công kích nhập sườn núi phương thức khác biệt. Kim túc bôn tập quá trình bên trong, toàn thân linh nguyên bừng bừng phấn chấn, nàng hạ tràng, cùng mộ dung ảnh, thủ dạ bình thường, trực tiếp bị cái kia huyễn quang thôn vệ, nửa điểm chiêu không chi lực đều làm không được, trực tiếp thẳng rơi ngã. A. À. Tiếng kêu thảm thiết dọa sợ truy đuổi người. Thiên Linh bà bà kẹt tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, kịp thời thu lại chân, rơi xuống cô âm vách núi bên cạnh. Nàng xung lực, thậm chí khiến dưới chân núi đá bị giẫm nát, tuôn rơi lăn xuống đáy vực. Cái này. Thiên Linh bà bà mộng. Nàng bị cái kia huyễn quang dọa sợ. Cô âm vách núi ở giữa có kinh khủng, nàng mơ hồ cũng là có thể phát giác được một điểm. Nhưng chưa hề có người muốn qua, ở trong đó kinh khủng, có thể làm cho Thái Hư Liên chiêu không phản ứng thời gian đều không có liền hoàn toàn thông vệ cái này quá nguy hiểm cái này quá nguy hiểm cái này bắt người công lao cho dù ngập trời lão thân không cần cũng được thiên linh bà bà vô ý thức khẽ vươn tay lao trên trán một thanh mồ hôi sau đó hất lên muốn rời khỏi nơi đây cạch 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 nàng giống như là quăng một bầu nước đi ra ngay tiếp theo trên quần áo nhỏ xuống thủy dịch lúc này đều đã có thế tải vách đá vùng núi bên trên nước bắn thanh âm thiên linh bà bà ta lúc nào chảy nhiều như vậy mồ hôi Nàng hoàn toàn giật mình thần, kịp phản ứng về sau, trên dưới quan sát, cái này mới nhìn đến mình hoàn toàn bị hơi nước làm ướt toàn thân, lại cảm nhận được gánh vác quần áo trọng lượng, nhiều ngày thường không chỉ một lần. Đập đập. Dù là ngày bình thường sát thủ tâm tính lại là ổn trọng, giờ khắc này thiên linh bà bà cũng bị không biết kinh khủng, dọa đến răng có chút đánh đập. Nàng mãnh liệt xoay người, mà phía sau sát đại biến. Phía sau lưng, đồng dạng cùng mình bình thường rơi xuống đất mấy chục vị chấp pháp quan nhóm. Vô luận đạo cảnh, trảm đạo tất cả đều một mặt hoảng sợ nhìn lấy mình, tự hồ kinh ngạc với mình vì sao chảy nhiều như vậy mồ hôi. Mà bọn hắn cái này từng cái giống như là từ trong nước đánh vớt lên bộ dáng, lại hồn nhiên không quan sát. T. Thiên linh bà bà trong nháy mắt cả người nổi da gà dựng thẳng lên, có hàng khí từ gan bàn chân nhảy lên bên trên, trực thấu đỉnh đầu. Ít ít ít. Nàng giận mắng một tiếng. Cái quỷ gì nhiệm vụ, đều đi chết đi. Còn sống, sao cái gì đều trọng yếu. Đằng một cái liền muốn đứng dậy rời đi cái này phương khu vực, nhưng Thiên Linh bà bà vừa dùng lực, lại kinh dị phát hiện, chân mình hoàn toàn không động được. Ngươi ngươi ngươi, dưới, phía dưới. Phía trước mấy chục vị chấp phát quan, động tác không có sai biệt chỉ mình hai chân vị trí, mặt mũi tràn đầy kinh khủng nhắc nhở lấy. Thiên Linh bà bà cúi đầu. Mình hai chân, giống như là ngâm nước về sau bị cây rong cho quấn quanh bình thường, giờ phút này đang bị từ dưới đất nước động bên trong xuất hiện hai cái quỷ thủ cho gắt cao khảm ở. Cút cho ta a. À. Thiên Linh bà bà dọa đến hồn cũng bị mất toàn thân linh nguyên nổ tung. Nhưng mà khí hải linh nguyên khẽ động, nàng chỉ cảm thấy lực lượng toàn thân mất khống chế, máu trào lên đến giữa lưng. Sau đó, tại sở hữu người nhìn không thấy mặt sau, thiên linh bà bà trên lưng bỗng nhiên đưa ra một đầu huyết thủy tay, bóp lấy nàng phần gáy, đưa nàng hướng cô âm vách núi ngọn nguồn phương hướng, hung hăng kéo một cái. A, à, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 967, sức người tạo thiên tai, sóng lớn nuốt vân luôn cô âm vách núi ở giữa biển mây một trận huyễn sáng lóng lánh đại biểu cho thiên linh bà bà tại bị quỷ thủ kéo xuống đáy vực thời điểm có qua cuối cùng giải dụa nhưng cái kia một tiếng thê thảm gào thét đồng dạng tỏ rõ lấy nàng tại cấm pháp kết giới trong phong ấn hoàn toàn không có chiêu khung chi lực nơi đây có quỷ sở hữu người thấy trong lòng run rẩy cái này quá quỷ dị đường đường thái hư người nhập cư trái phép cũng bởi vì ý đồ bay qua trong vách núi biển mây tại chỗ bị thôn vệ cho dù là thiên linh bà bà tại truy đuổi một khắc cuối cùng ngưng lại bước chân vậy bởi vì áp sát quá gần mà bị không hiểu lực lượng cho cuốn vào đáy vực đây không phải có quỷ đây là cái gì cấm pháp kết giới còn có người ở chỗ này bố cục một lẫm bị thiên linh bà bà không hiểu ngã xuống sườn núi một màn cả kinh không nhẹ bởi vì liền hắn đều nhìn không thấu cái kia đáy vực đến cùng ẩn giấu đi cái gì lực lượng cấm pháp kết giới một lẫm biết được hắn sao bất luận kẻ nào đều muốn quen thuộc bởi vì thánh cung thánh huyền môn bên trong liền có cấm pháp kết giới tồn tại. Nhưng chính là bởi vì biết được nội tình, một lẫm hiểu thêm, cấm pháp kết giới phía dưới, không có khả năng có luyện linh sư có thể thi triển mình năng lực. Nhưng cái kia đem nơi đây thiên địa lộng triều thủy hệ lực lượng, cái kia thanh thiên linh bà bà kéo vào đáy vực huyết thủy tay, cũng không phải là chân chính quỷ vật, mà là nguyên tố chi lực A. Có lẽ cấm pháp kết giới liền là hắn bố trí, cho nên cũng chỉ có hắn, có thể làm đến tại cấm pháp kết giới bên trong, chỉ lo thân mình. Bạch Liêm vừa sợ vừa nghi suy đoán. Ngừng tạm, Hắn lại bản thân phản bác giống như nói thầm lên, nhưng ai có thể bố trí cấm pháp kết giới? Thứ này ngay cả ta cũng không biết, trên cái thế giới này, chỉ sợ chỉ có đạo khung. Bất kể như thế nào, rời khỏi nơi này trước. Từ tiểu thụ không chút khách khí ngắt lời nói. Hắn cũng không quản cái quỷ gì không quỷ. Hắn cảm thấy cô âm vách núi có lẽ bản thân liền là một cái đại vòng xoáy, bởi vì chính mình đã đến, trở thành một cái không hiểu liên hệ, trao đổi bên ngoài rất nhiều người, đem mọi người đều hội tụ ở này. Hiện tại cái này vòng xoáy muốn bắt đầu vận chuyển. Mà nó mới khó khăn lắm khẽ động, hai cái thái hư liền không có. Cái này ai chịu nổi? Mạnh hơn luyện linh sư, vào cấm pháp kết giới, cũng phải thành cái kia tay trói gà không chặt trẻ lớn A. À? Chạy không được. Một lẫm lắc đầu than thở, trực tiếp nhìn về phía phương xa, ngươi không thấy được, nơi đây có thể nhất chạy cái kia người, lúc này cũng đã ngừng lại sao? Thuận ánh mắt, từ tiểu thụ trong đi qua, nhìn thấy ngừng chân ở phương xa hư không bên trên dịp tiểu thiên. Đồng dạng, sau lưng hắn còn có một cái giống như là tại bản thân đối kháng cái gì quỷ dị lực lượng đằng sơn hải mong muốn truy đuổi lại cất bước liên tục khó khăn ánh mắt hướng khắp nơi quét qua vô luận là lôi thôi đại thúc như yêu yêu hoặc là truy đuổi nhất phương bên trong cái khác thái hư trảm đạo thí luyện quan không có chỗ nào mà không phải là như vậy động tác sở hữu người trạng thái cực kỳ giống thanh tĩnh phía dưới quỷ áp sàng muốn động ý đồ rõ rành rành không thể động đậy sự thật không cách nào chống cự bọn hắn tại làm cái gì bạch liêm ngơ ngẩn từ tiểu thụ như có điều suy nghĩ, thử nghiệm mong muốn hướng rời xa cô âm vách núi phương hướng bước ra một bước. Kết quả ý nghĩ này khẽ động, bước chân hắn mới khó khăn lắm nhất lên. Trong cơ thể máu, hàm lượng nước, trên quần áo thấm ướt trọng lượng, dịch dọc, không một không đang ngăn trở tự thân hành động. Hắn là dơ lên chân. Thế nhưng vẹn vẹn cực hạn tại có thể đem chân nâng lên, cũng đã không thể rơi xuống. Bởi vì cước này vừa rơi xuống, từ tiểu thụ có thể dự cảm đến, trong cơ thể mình máu, hàm lượng nước, đem lại bởi vì đưa lưng về phía phương hướng vận chuyển, mà đột phá mạch máu, cơ bắp dừng lại tại tại chỗ. Đến lúc đó, hướng phía trước bước ra một bước mình, tất nhiên chỉ có thể mang đi một bộ khô héo đến hào không một chút hàm lượng nước thay khô. Mà vốn nên duy trì sinh mệnh vận chuyển máu, hàm lượng nước các loại cơ thể người thành phần sẽ bị ép rút ra ra ngoài thân thể, dẫn đến người tại trong khoảng thời gian rất ngắn, tại chỗ tử vong. Thật là khủng khiếp năng lực. Từ tiểu thụ dọa sợ. Đây là cái quỷ gì năng lực? Hắn đã từng trong bát cung lĩnh giáo qua vũ linh tích thủy hệ áo nghĩa năng lực có qua thập phần nặng nề tâm lý bóng mờ nhưng khi đó tang lão còn có thể nói ra nhiều loại phương pháp phá giải để hắn biết được thủy hệ áo nghĩa kỳ thật cũng không phải khó giải cũng không phải là vô địch vũ linh tích bản thân tại lúc ấy cũng bị tang lão hoàn toàn luyện chết đến tiếp sau phục sinh thì là không biết dựa vào thủ đoạn gì nhưng hiện nay tình huống không giống nhau dạng loại này kinh khủng đến hoàn toàn siêu thoát toàn trường sở hữu người đối thủy hệ lực lượng cứng nhắc trong ấn tượng không nên có siêu tuyệt lực khống chế không chỉ có khống ở mình vậy khống ở một lẫm Nhiêu yêu yêu, lôi thôi đại thúc đám người. Sư tổ, ngươi nhưng có biện pháp. Từ tiểu thụ nghĩ đến một lẫm là tan lão sư đệ, lập tức hỏi. Có lẽ, dưới loại tình huống này, một lẫm có thể đứng ra đến, nói với chính mình hắn có thể giống như tan lão, ngăn cơn sóng dữ. Nhưng mà, một lẫm duy nhất còn có thể làm được động tác, chỉ là lường đồ tôn một chút sau khẽ lắc đầu, đồng thời hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói, hắn không phải vũ linh tích, vũ linh tích còn khống chế không nổi ta từ tiểu thụ hít một hơi thật sâu, lực chú ý bị di chuyển. Không phải Vũ Linh Tích. Còn sẽ là ai? Bạch Liêm tại thử nghiệm tự cứu, nhưng hắn vỡ vụn trên thân rất nhiều hộ thân linh khí, vẫn như cũ không cách nào động đậy, lập tức hơi có vẻ tuyệt vọng nói, loại này làm cho không người nào có thể chiêu khung lực lượng, để cho ta nghĩ đến một cái người. Ai? Từ tiểu thụ cố nén quay đầu xúc động, bởi vì cái này động tác, khả năng sẽ để cho hắn tại chỗ chết. Có thế không ở toàn trường tất cả thái hư, bao quát một lẫm, nhiều yêu yêu thủy hệ lực lượng, loại người này, tất nhiên rất ít, tất nhiên thế gian nghe tiếng. Chầm chậm nghĩ như vậy, lời nói một hỏi ra lời thời điểm, hắn nghĩ tới khác một đáp án, nhưng căn bản không tin. Một lẫm cũng nghĩ đến trong lòng hai người suy nghĩ, trầm giọng đối bạch liêm nói, người nói cái kia người, mấy chục năm trước, đã chết tại đệ bát kiếm tiên dưới kiếm. Nhưng hoàng mỹ như vậy thủy hệ lực lượng lực khống chế, ngoại trừ hắn, ai có thể làm được. Bạch Liêm bởi vì đối kháng tự thân quỷ dị thất bại mà sắc mặt trắng bệch, biểu lộ thập phần kinh khủng một lẫm trầm mặt, không phản bác được. Từ tiểu thụ căn bản không rảnh nghe cái này sư đồ hai người tại loại nguy cơ này quan khẩu phụ sướng. Hắn kỳ thật còn có cuối cùng ác chủ bài, đó chính là dùng biến bất thuật tại chỗ từ nơi đây xóa đi tồn tại vết tích. Chắc hẳn khi đó, cái này thủy hệ lực lượng vậy khống chế không nổi vốn không tồn tại người. Nhưng từ tiểu thụ không có làm như vậy. Một là cái này hội bại lộ thân phận của mình. Hai là hắn nhìn thấy bạch liêm còn không hề từ bỏ tránh thoát hy vọng, tại lần lượt thí nghiệm bên trong góp nhặt lấy cùng loại khốn cảnh hạ phá cục kinh nghiệm. Mà một lẫm. Cái này không lông mày đại hiệp toàn bộ hành trình không có phản kháng, tuy có kinh ngạc, nhưng tự hồ cũng không lo lắng cho mình sinh mệnh an toàn. Sư tổ, ngươi như thế lạnh nhạt, chắc hẳn nhất định có phá cục phương pháp. Từ tiểu thụ vội vã không nhịn nổi hỏi, trong lòng tự nhủ có đồ vật ngươi xuất ra a, à, chờ đợi thêm nữa, mọi người đều muốn lành lạnh. Một lẫm hơi có vẻ gian nan lại đem ánh mắt ném đi qua, lại có ý riêng nói, quỷ dị như vậy lực lượng tiềm ẩn tại vân lôn dãy núi bên trong tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến thí luyện giả an nguy ta muốn thấy phía sau mà người khởi xướng đến cùng là ai đến cùng đang mưu đồ chút cái gì từ tiểu thụ chấn kinh đây là cái gì lòng dạ đều bị khốn đến tận đây ngươi còn lòng mang thương sinh hắn trong lúc nhất thời có chút tự thẹn không bằng nhưng không cẩn thận dư quan thoáng nhìn bạch liêm cũng là một mặt trung động biểu lộ lập tức rõ ràng chút cái gì ngươi một lẫn ngày bình thường quả nhiên không phải như vậy a à? Đây là bởi vì khám phá ta là từ tiểu thụ, mong muốn tại ta người sư điệt này trước mặt, lưu lại một cái tâm hệ thương sinh tốt đẹp ấn tượng đầu tiên. Sư tổ, khỏi phải nói người khác, người bây giờ đều là nê Bồ Tát sang sông, tự thân khó bảo đảm." Từ tiểu thụ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Bạch Liêm bị Hoa Minh đột nhiên không biết lễ phép cho kinh đến, mong muốn quát lớn, nhưng một nhìn sư tôn biểu lộ, hắn lại hoàn toàn không còn khí buồn bực. Có gì đó quái lạ. Bạch Liêm còn nhớ rõ sư tôn mới vừa nói qua phối hợp ngươi đồ đệ, nàng hiện tại thập phần thông minh hắn cảm thấy nhà mình đồ đệ có lẽ vượt qua mình cùng sư tôn mục lẫm có cái gì đặc thù liên hệ thế là nhìn xuống quát lớn không có lên tiếng mục lẫm hiển nhiên là bị từ tiểu thụ một lời cho ế trụ mí mắt hơi quất hồi lâu không nói lời gì chờ giây lát gặp tiểu gia hỏa này vẫn là loại kia ham học hỏi ánh mắt mục lẫm cảm thấy không có cách nào mập mờ suy đoán chỉ có thể liếc mắt nhìn về phía nơi khác ứng tiếng nói mặt mũi cái này cái đồ vật nhưng thật ra là không trọng yếu nhất đánh bất quá liền muốn học được dao động người ta là với tư cách thánh cung sứ giả đang lo lắng thí luyện giả an toàn mong muốn tìm tòi cái kia người khởi xướng thân phận đến cho các ngươi ân đến thời khắc mấu chốt ta không các ngươi có thể gọi thẳng thánh danh từ tiểu thụ nghe tiếng ngơ ngẩn rất nhanh sắc mặt hắn đen lại liền cái này cạch 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 thời gian tại giây phút trôi qua dọc nước từ bị ướt đẫm lũ lưng trên váy dài nhỏ xuống ở tại vùng núi phía trên Nhiêu yêu yêu đã cảm nhận được không khí ẩm ướt, nàng quần áo hoàn toàn dán tại trên da thịt, mơ hồ trong suốt. Ngay cả cầm nắm huyền thương thần kiếm tay, lúc này đều có không biết là mồ hôi hay là bởi vì không khí ẩm ướt mà ngưng tụ thành dịch dọc, thuận chảy xuôi, về đến mũi kiếm, tích tích rơi xuống. Nước. Nhiêu yêu yêu gian nan đối kháng trong cơ thể quỷ dị, nàng trước tiên đồng dạng nghĩ đến vũ linh tích. Nhưng vũ linh tích sẽ không đối với mình người xuất thủ, lại đối phương xâm nhập thiên không thành về sau, còn chưa từng trở về, không biết phải chăng là gặp được cái khác phiền phức nhưng mà bỏ đi vũ linh tích trên cái thế giới này sao còn sẽ có như thế để cho người ta khó mà chiêu khung thủy hệ lực lượng vũ mặt đại ma vương không có khả năng hắn đã chết nhưng ngoại trừ vũ linh tích cùng vũ mặt cùng cái này đến từ thánh cung diệp tiểu thiên thật còn có ẩn thế không ra luyện linh sư nắm giữ áo nghĩa chi lực lại đứng tại thánh thần điện đường mặt đối lập như yêu yêu cảm giác được sự tình trở nên khó giải quyết nàng đã đưa mắt nhìn cô âm vách núi bên trên rất nhiều bởi vì không đối kháng được tự thân quỷ dị mà không thể không một bên kêu gào lấy cự tuyệt, một bên kìm lòng không được tất bước đi hướng cô âm vách núi ở giữa biển mây, sau đó thả người nhảy xuống thí luyện quan. Trong khoảng thời gian ngắn, trảm đạo, thái hư còn không chút có tổn thất. Nhưng vương tọa đạo cảnh thí luyện quan, ngoại trừ khoác kim ma ngọc tư đồ dung nhân còn tại nổ nát vụn hộ thân linh khí, cái khác không một không tại từng trận giữa tiếng kêu gào thê thảm, lựa chọn nhảy núi. Hình tượng này quá mức quỷ dị, quá mức kinh khủng, vậy lệnh như yêu yêu biết được, lại như vậy đối kháng tiếp, có lẽ mình không có việc gì, nhưng thánh thần điện đường lực lượng tuyệt đối phải hao tổn hơn phân nữa. Huyền thương. Nhiêu Yêu Yêu nhìn phía trong tay huyền thương thần kiếm, cho ta mượn lực lượng. Luôn luôn cao ngạo huyền thương thần kiếm tự hồ vậy cảm ứng được nơi đây thế cục nguy nan. Nó không có cự tuyệt, thông qua lòng bàn tay tiếp xúc, hướng Nhiêu Yêu Yêu trong cơ thể độ đưa bàn bạc khí vận chi lực, một cái tan rã cái sau thân thể quỷ dị. Ông. Tiếng kiếm reo lên. Tại thể nội quỷ dị bị tạm thời giải trừ trong nháy mắt, Nhiêu Yêu Yêu hai mắt tinh mang lóe lên một lần nữa thu hoạch được hành động lực. Nàng thân thể dương lên, quần áo bị cùng phong thổi khô, lại không lo được đối phó không thể động đậy những người nhập cư trái phép, khí hải linh nguyên phun trào, xung quanh thiên địa bỗng nhiên có tiếng gió lướt lên. Gió. Nhiêu yêu yêu nhắm hai mắt, đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Nàng từ đầy trời vô ngần thủy nguyên tố bên trong, tìm được thuộc về mình phong nguyên tố. Ô. Giờ khắc này, cô âm vách núi yêu phong đạt được chỉ dẫn, hướng vách đá đám người vị trí phương vị cùng bạo quét tới, ý đồ đem nơi đây ẩm ướt triều, quét qua mà không. Gió nổi lên thế, cuồng loạn không ngừng. Nhiêu yêu yêu một kiếm nghiêng cướp mà lên. Quanh một thanh âm vang lên, vách đá vùng núi phía trên, ẩm ướt cùng hơi nước bị cuồng phong thay thế, lạnh thấu xương gào thét đem khốn bao lại đám người quỷ dị, triệt để quét sạch sẽ. Ta, à, có thể động. Tất cả chấp pháp quan, người nhập cư trái phép vô ý thức cầm nắm đấm, đạt được thân thể có thể hành động tín hiệu. Định động. Nhưng một giây sau, loại kia quỷ dị lại xâm nhập mà đến sở hữu người động một hơi về sau, giống như là bị đè xuống tạm dừng khóa, toàn bộ quay về dừng lại. Cuồn cuộn. Cô âm vách núi yêu phong biến mất. Hay vào đó, là róc rách tiếng nước. Cái kia tiếng nước cực kỳ nhu, còn nhẹ, lại tại cuồng loạn gió mạnh bên trong, lộ ra như thế đột ngột. Vô dụng. Nhiêu yêu yêu rung lên nửa hơi. Nàng phong hệ lực lượng, chỉ có thể trợ giúp đám người đoạt được chớp mắt hành động, nhưng lại bị đối phương chỗ đoạt. Ý vị này, tại thuần túy luyện linh cảnh giới bên trên, đối phương đối thủy hệ khống chế chi lực, muốn xa xa vượt qua mình tại phong hệ nắm giữ. Áo nghĩa chi lực. Đây tuyệt đối là áo nghĩa chi lực. Phỏng đoán vĩnh viễn không có thực tiễn tới tinh chuẩn. Vẹn vẹn một kiếm này thăm dò, nhiều yêu yêu khóa chặt cái kia tìm ẩn không ra quỷ, cùng vũ linh tích một dạng, nắm giữ thủy hệ áo nghĩa chi lực. Cuồn cuộn. Tiếng nước từ từ rõ ràng. Lần này, nhiều yêu yêu nghe rõ ràng thanh âm từ đâu mà đến từ cô âm vách núi ngọn nguồn. Ù ù. Bất quá một lát, cái kia ôm nhu tiếng nước đột nhiên trở nên cuồng bạo. Tựa như là cùng ấm áp gió nhẹ trong nháy mắt nước biến thành vòi rồng, cái kia cuồng cuộn lôi minh thanh âm, biết màn nghĩ người. Sở hữu người nhịp tim theo lôi đình nước âm mà điên cuồng nện đụng lồng ngực, riêng phần mình gắt gao nhìn chầm chầm không có vật gì cô âm vách núi ở giữa biển mây. Phản phất nơi đó, liền muốn đầu cái gì đồ vật nhảy ra. Không bao lâu, hoa một thanh âm vang lên. Một đóa bọt nước đột phá biển mây, từ cô âm vách núi đập lên bờ, ánh vào sở hữu người tầm mắt. Sóng hoa. Cái này là chân thật bọt nước. Không phải tiếng nước. Cũng không phải mô phỏng đi ra dị tượng. Nó thật sự rõ ràng, từ đáy vực đột phá khoảng cách hạn chế, lên bờ. Nhiêu yêu yêu giật mình. Chấp pháp quan cũng choáng. Sở hữu người đều nhìn trợn tròn mắt. Diệp Tiểu Thiên kiệt lực để cho mình ngoái nhìn, lại đầy mặt kinh dị. Hắn nhớ rõ, mình rơi xuống cô âm vách núi thường có qua một lần dò xét, là mất đi một viên hòn đá nhỏ hạ sườn núi. Tìm tòi trước khi hành động, Diệp Tiểu Thiên không hỏi đến cuối cùng, nhưng hắn lại biết được cô âm vách núi hạ là vô tận thâm nguyên. Mà bây giờ, cái kia vô tận thâm nguyên phía trên, đột nhiên có bọc nước cuồn cuộn. Cái này bọc nước từ đâu mà đến? Tổng không đến mức là từ đáy vực mà đến, vượt qua khoảng cách hạn chế, xông lên mây xanh a. À. Rầm rầm rầm. Đám người giật mình thời khắc, cô âm vách núi ở giữa biển mây kế một đóa bọc nước về sau, lôi đình tiếng nước cuồn cuộn ở giữa, một đạo cơn sóng gió động trời lật tới nó hoàn toàn vi phạm với luyện linh giới linh nguyên có độ quy luật tự nhiên, tại không biết tên lực lượng thao túng dưới, phản phất là rút ra lấy không có tận cùng linh nguyên, từng tầng từng tầng lật lên trên quyển. Cho dù là từ đáy vực chỗ sâu, vượt qua toàn bộ cô âm vách núi độ cao, cái này sóng lớn cũng chưa từng có qua bất luận cái gì xu hướng suy tàn. Tại Nhiêu Yêu Yêu, Mục Lẫm, Đằng Sơn Hải, Lôi Thôi Đại Thúc các loại đương thời cường giả trí cao nhìn soi mói. Cái này biển động bình thường sóng lớn, rất nhanh xuyên phá trong vách núi tầng mây, vậy phá vỡ vân lôn dãy núi thiên khung, lấy cao hơn đám người trọn vẹn mấy vạn trượng cao khoảng cách, tại cửu thiên phía trên, đối cả một mảnh kéo dài mấy vạn dặm vân lôn dãy núi, giữa trời vỗ xuống. Ít ít ít. Từ tiểu thụ kinh hải ngước mắt, im ắng nhìn qua cái kia cơ hồ che khuất toàn bộ bầu trời sóng lớn, trong lòng chỉ còn lại có điên cuồng. Hắn lĩnh giáo qua thái hư, thậm chí cùng người liên thủ giết dị. Nhưng cho dù là vô cơ lão tổ bày ra qua tầng tầng đoàn kết ở một vùng không gian thiên cơ đạo tắc, cũng không có giờ phút này đối mặt bực này biển động lực lượng, tới hùng vĩ, tới để cho người ta tuyệt vọng tại bậc này tự nhiên chi lực trước mặt, chính là có chính thức thân thế, bất quá mênh mông ở giữa một sâu kiến, bất lực xoay chuyển trời đất thôi. Cái này sóng lớn, ở đâu là luyện linh sư có thể làm được? Cái này, là thiên tai. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 968, Ngự sóng người, biển cả chi chủ. Sóng lớn nuốt vân lôn, đủ thiên không một sắc. Hắc ám ép đến, giờ phút này, thân ở vân lôn dãy núi những người thí luyện, không một không nước mắt nhìn quanh cái kia từ cửu thiên phía trên cuốn tới sóng lớn. Sở hữu người cũng không biết được phát sinh cái gì. Nhưng cái này cơn sóng gió động trời, không khó làm cho lòng người sinh trên trời rơi xuống tai và bất ngờ, tử kỳ sắp tới cảm giác. Thứ năm long mạch phía trên. Từ tiểu kê hóa thân từ thiếu từ đến nghẹn, vốn dẫn đầu bộ hạ vừa đoạt được long chủ lá cờ, cờ xí từ tiêu cảnh khống chế. Mọi người đều đắm chìm trong cuồng hoang trong không khí, bởi vì khoảng cách cửu long chi chủ xưng hào, chỉ còn lại bốn ngọn núi chỉ cần thoáng phát lực, đại thế cùng một chỗ, ai có thể ngăn cản từ ban bước chân. Từ tiểu kê đồng dạng nhảy cẩn. Bởi vì đây là hắn rời đi thụ gia trói buộc về sau, từ mình dẫn đầu bộ hạ, đánh xuống tòa thứ hai đỉnh núi. Tuy nói toàn bộ quá trình bên trong, hắn đều không có xuất lực, chỉ là áp trận, nhưng loại này tự do khoái hoạt, là tại nguyên phủ thế giới bên trong, vĩnh viễn không hưởng thụ được. Cái này khiến cảm thấy thân hãm vũng bùng, tùy thời đều có họa sát thân từ tiểu kê, lại bài xích lên nguyên phủ thế giới, cảm thấy trở về thánh thần đại lục ôm, mới tính thật tốt đẹp. Thế nhưng, liền tại thắng lợi cùng hoang không lâu về sau, hắc ám nuốt sống hết thảy nhan sắc, bầu trời hạ xuống đậu châu bình thường lớn mưa. Mau nhìn. Cái này, đây là cái gì? Từ ban đám người phát giác dị thường, ngước mắt nhìn trời, ngay sau đó toàn thể sắc mặt trắng bệch. Cái này, đây là sóng biển. Không, cái này sóng cao như thế, phải là biển động mới có thể hình dung a. Thế nhưng, Vân Lôn dãy núi vì sao lại có biển động? Khoảng cách nơi đây gần nhất biển Vân Lôn dãy núi phụ cận, căn bản cũng không có biển a. Chuyện gì xảy ra? Từ Tiểu Kê đồng dạng giật mình nhìn lên bầu trời. Đối mặt loại này thiên địa dị tượng, nó phản ứng đầu tiên là có dị bảo xuất thế. Ngay sau đó mới phản ứng được, không có cái nào một lần dị bảo xuất thế, hội phạm vi lớn như thế giáng lâm thiên tai. Cái này sóng biển, cơ hồ quét sạch toàn bộ Vân Lôn dãy núi. Thụ gia, là ngươi. Tại kiếm chuyện sao? Từ Tiểu Kê nhìn đến thất thần. Hắn lại cảm thấy đến thế giới bên ngoài là nguy hiểm như thế. Vì sao tai nạn tiến đến trước đó, tổng không trước nói một tiếng. Nếu như có cái cái gì dự cảnh, nói hết lời, vậy có thể khiến người ta lập tức từ bỏ thí luyện thân phận, lựa chọn tránh né A. À. Từ tiểu kê mong muốn phản kháng, lại cảm giác được bất lực. Hắn cảm thấy liền thái hư tại bực này sống lớn dưới, sợ đều tự thân khó bảo đảm, mình căng hết cỡ vương tọa đạo cảnh, sao có thể ngăn cản được như thế thiên tai. Chạy A. À. Từ ban ban chúng ở giữa, bỗng nhiên nổ tung hốt hoảng tiếng kêu to nhưng đây chỉ là số ít rất nhanh bị trấn áp xuống dù sao có thể tới này thí luyện giả lớn đều không phải là người ngu biết được tại bực này sóng lớn phía dưới vân lôn dãy núi căn bản không một có thế dung thân nơi đây chi cục chỉ còn hai cái kiểu chết một là bị cái này sóng lớn chụp chết sinh tử giao cho thí luyện ngọc bội thử nhìn một chút có thể hay không truyền tống ra vân lôn dãy núi bảo vệ một mạng hai là tại chỗ bóc nát thí luyện ngọc bội như thế liền không cần tiếp nhận thủy triều quét sạch chi đắng nhưng bực này bản thân kết thúc thủ đoạn mang ý nghĩa thí luyện con đường, dừng ở đây. Từ Thiếu. Vừa cầm tới Long chủ xưng hô tiêu cảnh lục thần vô chủ, chỉ có thể ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía Từ Thiếu, thỉnh cầu cho ra một cái định đoạt. Từ ban sống hay chết, có lẽ liền chờ Từ Thiếu một cái mệnh lệnh. Từ Tiểu Kê mờ mịt quay đầu. Hắn chỗ đó kinh lịch qua chuyện thế này. Nhất thời tự nhiên vậy không quyết định chắc chắn được. Có thể nghĩ đến mình giờ phút này thân phận là thụ gia, nếu như thụ gia ở đây, hắn sẽ làm sao? từ tiểu kê cường tự ổn quyết tâm thần suy bụng ta ra bụng người phía dưới có cường đại trái tim sức thừa nhận hắn đè xuống hơi có vẻ run rẩy mặt mày cố gắng bình tĩnh nói chờ 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 cái gì không có người tiếp tục đặt câu hỏi tựa như mọi người tại thời khắc này đều đánh mất ngôn ngữ công năng từ tiểu kê vậy không biết mình đang đợi cái gì hắn cảm thấy có lẽ thụ gia phù hộ cái này sống lớn có thể tự hành tiêu nát nhưng vô luận như thế thụ gia lấy từ thiếu thân phận dốc sức làm đi ra thiên hạ mình là tuyệt đối không thể một lời giải tán chi. Như thế, nếu là đến tiếp sau vô sự, lại về sau thủ gia tìm tới, mình liền có việc. Chờ một cái không biết. Chờ một cái chuyển cơ. Từ tiểu kê tin tưởng, giờ phút này vân lôn dãy núi thí luyện giả, hẳn là đều giấu trong lòng đồng dạng hy vọng. Bởi vì nơi này là vân lôn dãy núi, là vương thành thí luyện địa điểm, trước đó lại phát sinh thánh nhân giao chiến, lẽ ra có bán thánh chú ý. Ông như thế ý nghĩ, từ tiểu kê trấn định tâm thần. Trong thoáng chốc, Hắn lại tự như thấy được cái kia quét sạch xuống sóng lớn đỉnh sóng bên trên, đứng im lặng hồi lâu có một đạo ẩn sức bóng dáng. Đây là một đạo mơ hồ đến thấy không rõ cụ thể dáng người bóng dáng, hắn toàn thân hòa hợp hơi nước, như là u linh bình thường, để cho người ta ngắm hoa trong màn sương. Duy nhất có nhận ra độ, là cái này bóng dáng trên mặt hé mở mặt thú. Giống như từ hoàng kim chế tạo mặt thú che khuất hắn biểu lộ, chỉ lưu lại nó khóe miệng bị hơi nước mơ hồ đến hoàn toàn thấy không rõ nhưng lại có thế rõ ràng tại đám người tâm thần ở giữa bị chủ quan đồ lại đi ra mỉa mai ý cười. Có người. Hắn, tại cười. Từ ban ban chúng ở giữa, có mắt nhọn người đồng dạng nhìn thấy sóng lớn đỉnh sóng bên trên mơ hồ bóng người, lúc này kinh hải lên tiếng, cái này sóng lớn, lại không phải thiên tai, mà là người vì thao túng. Từ tiểu kê lúc này xác minh không phải mình hoa mắt. Tại thời điểm này, hắn cảm giác từ mình nhìn thấy cái này ảnh xuất hình người xuất hiện tại nơi đầu sóng ngọn gió về sau, giữa thiên địa hết thảy, tự hồ đều trì hoãn cái kia sóng lớn từ cửu thiên vỗ xuống động tác trở nên chậm chạp không không phải ảo giác sóng lớn vỗ xuống tốc độ thật trở nên chậm từ tiểu kê con ngươi bỗng nhiên co rụt lại hắn không hiểu đọc lên cái kia đỉnh sóng đứng lặng người ý đồ như là mình bình thường các loại hắn đang đợi cái gì chợt thiên địa mặt khác có rất nhỏ tiếng xé gió đến sau đó thanh âm từ nhỏ biến thành lớn điểm đen xuyên tập mà tới hóa thành một thanh lượng lờ đen hồng tà tội chi khí suýt hỏa tiễn mũi tên này mũi tên xuyên phá thời gian, vượt qua khoảng cách, hung hăng bắn về phía đứng lặng tại sóng lớn đỉnh sóng người. Tà tội cung mũi tên. Từ ban ban chúng ở giữa, trước kia có thủ đoạn đặc thù khám phá vân cảnh thế giới phong tỏa, thấy thánh nhân đại chiến phong thái những người thí luyện, nhận ra một tiễn này. Thế nhưng là, lại là một tiễn. Cần biết trung vực Thánh Sơn tổng bộ ái thương sinh, hôm nay đã bắn qua một tiễn, trong khoảng thời gian ngắn, lại tới một tiễn. Vân lôn dãy núi, rốt cuộc tại vương thành thí luyện cũng trên đường còn phát sinh như thế nào nguy cơ a? À? Cần ái thương sinh một tiễn một tiễn lại một tiễn đến trợ giúp. Tới. Từ tiểu kê im ắng nỉ non, trong mắt giấy lên hy vọng. Cái này, thế nhưng là bán thánh. Bán thánh một tiễn, đủ để phá mất vân lôn thiên tai đi. Một giây sau, hắn mắt nhìn thấy cái kia đỉnh sóng người, tại tà tội cung mũi tên đã đến trước giờ, từ sóng lớn bên trong rút ra một cây kim vàng sáng chói đinh ba. Sau đó, hắn một kích đâm ra. Oanh. Mũi kích đối mặt tiễn mang sóng lớn trên bầu trời chưa đập xuống, liền bị bán thánh một tiễn oai đánh xuyên chấn vỡ, hóa thành mưa to, vẫy hướng nhân gian. Rầm rầm. Mưa to lâm ly, bất kỳ liền đến. Vân lôn dãy núi tất cả ngước mắt nhìn quanh thí luyện giả lại hồn nhiên không hay biết, bởi vì vì tất cả người cũng còn đắm chìm trong rung động ở trong. Cái kia vốn tại sóng lớn đỉnh sóng chấp kích người, vậy mà đón đỡ tà tội cung mũi tên một lần cường lực oanh kích, sau chỉ bị oanh lui nửa bước. Nửa bước. Chấp kích người hất lên trong tay kim vàng đinh ba, trên thân hơi nước bị tà tội cung mũi tên đánh tan không ít lộ ra bên trong áo bào đen cùng màu vàng mặt thú dưới mang theo râu ria có chút phát hỏa khóe môi cười hắn đúng là cười sở hữu người rõ ràng thấy được vừa rồi mình chủ quan ý thức đồ lại ra mỉa mai ý cười lại thật chứa tại cái kia chấp kích người trên khóe miệng bán thánh một kích bất quá tại tiếp xong một tiếng về sau cái kia ngự sóng người vung kích tiêu tán ẩn trốn tại nhân gian từ tiểu kê ngây dại nghe được cuối cùng này phiêu miếu một tiếng hắn đột nhiên ý thức được cái này chế tạo như thế thiên tai chấp kích người tu vi lại cũng không phải bán thánh mà hẳn là bán thánh phía dưới nếu không hắn sẽ không như thế lên tiếng trào phúng bán thánh một kích thế nhưng là hắn là thái hư thái hư có thể đón lấy bán thánh ái thương sinh một tiễn từ tiểu kê tiếng lòng sợ hãi thân thể đột nhiên giật mình cái thế giới này quá điên cuồng vẫn là nguyên phủ thế giới cùng mèo làm bạn tương đối thích hợp ta từ tiểu kê thụ gia ngươi ở đâu ngươi lại không đến, ta thật muốn bị từ ban ban chúng, cũng trở thành sự thật ban chủ A. Cô âm vách núi. Tất cả bị cơn sóng gió động trời bao phủ đám người, đồng dạng nhìn vào cái kia cách không cùng ái thương sinh giao thủ một lần chấp kích người. Cùng những người thí luyện khác biệt, cô âm vách núi ở giữa các vị, kiến thức liền khá cao. Ngự hải thần kích. Cùng kẻ bắt chước đồng liệt thập đại dị năng vũ khí một trong ngự hải thần kích. Thứ này, không phải tại vũ mặt bỏ mình về sau, mai danh ẩn tích sao, nó, lại quay về bị thủy hệ luyện linh sư đạt được. Nhiêu yêu yêu trong hoảng hốt hiểu rõ cái gì. Khó trách vừa rồi nàng và người này cách không liều mạng một cái, kết quả phong thuộc tính lại bị đối phương thủy thuộc tính hoàn toàn nghiền ép. Khó trách người này có thể lấy thái hư chi cảnh, chế tạo ra bực này gần như thiên tai cấp bậc biển động năng lực, còn mượn cái này vì căng, lực kháng bán thánh ái thương sinh một tiễn. Nguyên lai, like, đây là có ngự hải thần kích lực lượng gia trì. Nhiều yêu yêu nhớ mang máng cái này thất lạc hơn ngàn năm ngự hải thần kích lần đầu bị thánh thần điện đường đạt được, lại bị vũ mặt thủy hệ áo nghĩa chinh phục lấy đi về sau, sách giao lên tài liệu tương quan tin tức. Ngự hải thần kích, thủy hệ luyện linh sư chí cao thần vật, có được dời núi lấp biển năng lực. Chỉ là biển động, bất quá là năng lực một góc của băng sơn. Thủy hệ luyện linh sư nếu như đạt được ngự hải thần kích thừa nhận, có thể mượn cái này vì căng, lấy thái hư chi lực, lực kháng bán thánh. Cái này, liền là năm đó linh bộ thủ tọa vũ mặt được vinh dự lục bộ đứng đầu, được vinh dự vũ mặt đại ma vương nguyên nhân một trong. Nhưng như yêu yêu vậy nhớ kỹ, vũ mặt bỏ mình về sau, ngự hải thần kích vậy đi theo biến mất hắn đem hết thảy đều để lại cho con trai của hắn Vũ Linh Tích, cho dù là phục sinh cơ hội. Nhưng Ngự Hải Thần Kích chưa kịp trả lại cho Thánh Thần Điện Đường, liền mất tích. Bác Tôn Am đạt được. Cho nên cái này người, cũng là Thánh Nô bên trong người. Nhiều yêu yêu có đại khái phỏng đoán. Mà căn cứ vào vừa rồi người này cùng ái thương sinh một lần giao phong, nàng cũng đã nhận được cái này chấp kích người chiến lực tin tức, chưa đạt đến bán thánh, cùng là thái hư chi cảnh. Bằng vào ta chi năng, phối hợp huyền thương thần kiếm, nhưng đánh với hắn một trận. Nhiều yêu yêu may mắn đối diện cũng không phải là bán thánh, nếu không nàng liền sức đánh một trận cũng không thể làm đến. Hiện nay xem ra, nàng cùng cái kia chấp kích người duy nhất trên lệch, bất quá chỉ là đối diện đạt được ngự hải thần kích thừa nhận, mà mình, vẫn không có thể đạt được huyền thương thần kiếm tán thành thôi. ầm ầm Cùng nhiều yêu yêu bình thường, đám người suy nghĩ xuất hiện ở giữa, cái kia cửu thiên phía trên bị oanh nát sóng lớn, hóa thành mưa rào tầm tả tung xuống. Nhưng cô âm vách núi ngọn nguồn, nương theo anh Minh tiếng vang, lần nữa đã tung ra lại một sóng lớn lần này, sóng lớn không có ngập trời, chỉ cao qua cô âm vách núi quanh mình khu vực, đem tất cả ý đồ thoát đi nơi đây thí luyện quan, người nhập cư trái phép, từng cái khóa chặt. Giả tấn công mặt chính đối phương, khi chúng tập trung phòng thủ trước mặt thì vòng ra sau để tấn công. Biến thân làm hoa minh từ tiểu thụ, một cái xem thấu cái kia chấp kích nhân ý cầu. Lấy sắp quét sạch toàn bộ vân lôn dãy núi biển động chi lực làm dẫn, tác động lấy đại đạo chi nhãn chú ý cô âm vách núi thế cục ái thương sinh, không thể không ra tay bắn ra một tiễn. Liều rơi đối phương cường công về sau, lại từ một đạo chỉ có thể bao phủ cô âm vách núi sóng nhỏ, đạt tới đem nơi đây sở hữu người kéo vào đáy vực mắt. Thật mạnh tính toán. Từ tiểu thụ cảm giác kế này hơi có vẻ quen thuộc. Hắn nghĩ tới vương thành đánh đêm thời điểm, mình cũng là lấy toàn thành luyện linh sư sinh tử làm dẫn, làm cho thánh thần điện đường không thể không phân tán chiến lực, tiếp theo hoàn thành mình cứu vớt trên trời để nhất lâu đám người mắt. Hiện nay cái kia chấp kích người dương mưu, cùng hắn trước đây hành vi, có dị khúc đồng công chi diệu. Duy nhất hơi có khác nhau là cái này chấp kích người chiến lực, quá cao hắn cái gọi là sóng nhỏ tại khóa chặt đám người về sau vẫn như cũ không người có thể lấy tránh thoát không người có thể lấy phản kháng chỉ có thể mặc cho cái kia thủy triều quét sạch che mất sở hữu người trong tầm mắt hết thảy a à, tiếng kêu thảm thiết một mảnh tiếp một mảnh bị sóng lớn kéo vào đáy vực thí luyện quan vô số kể ngay cả người nhập cư trái phép bên trong thái hư đều chống đỡ không được đang ra sức chống lại đằng sơn hải vẹn vẹn cản chỉ chốc lát liền bị cái kia thủy triều bên trong xuất hiện quỷ mị bóng dáng, một thanh nắm chặt, ném về đáy vực. Ta từ sừng sững không động, liền có kiếm khí tung hoành lôi thôi đại thúc, tại kiếm khí chia cắt bên trong, vốn có thể tự bảo vệ mình, cái kia u linh vừa xuất hiện, một kích đem thân hình hắn không chút khách khí đánh bay, tiếp theo giao cho thủy triều thôn vệ. Diệp Tiểu Thiên lấy không gian chi lực bài xích thủy triều, gian nan tại chiêu khung, không ngờ rằng không gian áo nghĩa trận đồ xoáy dương lấy, xoáy dương lấy, một đạo thủy hệ áo nghĩa trận đồ lật ra, đem hắn lực lượng chấn vỡ, tiếp theo quỷ thủ ẩn hiện kéo chân hắn mắt cá chân một thanh diệp tiểu thiên trượt chân ngã xuống sườn núi long dung bạch liêm gọi thẳng thánh danh mới một nửa chi cứu ta ba chữ còn không ra khỏi miệng đột nhiên bị trong thân thể phản tràn máu sạch đến choáng đầu hoa mắt kịp phản ứng về sau thân hình đã theo thủy triều trôi qua hướng trong vách núi biển mây một lẫm thấy thế môi miệng khép kín chắp hai tay sau lưng để cho mình tại sư chất từ tiểu thụ trong mắt bày biện ra một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng sau đó tùy ý nước biển đem mình nuốt hết phản phất căn bản vốn không sợ ngã xuống sườn núi về sau khả năng đứng trước không biết phong hiểm. Từng cái đương thời cường giả trí cao, tại thủy triều chi lực dưới, hoặc bị khốn, bị gõ, bị bắt, không phải trường hợp cá biệt ngã hướng về phía cô âm vách núi ngọn nguồn. Nhiêu yêu yêu cầm trong tay huyền thương thần kiếm, khóe mắt liếc qua nhìn qua cái kia quỷ mị bóng dáng lần lượt động tác, đem sở hữu người ném về đáy vực. Nàng chắc chắn, tên kia không dám xuất hiện ở trước mặt mình, bởi vì chính mình có huyền thương thần kiếm. Nhưng lúc này, trước mắt mịt mờ thiên cơ phun trào, bên tai truyền đến thánh thần điện đường tổng điện điện chủ đạo khung thương thanh âm tiến vào cô âm vách núi ngọn nguồn tìm về ngự hải thần kích ra ra chấp kích người thân phận đoạt được thời cơ thời cơ cái gì thời cơ nhiêu yêu yêu liền giật mình phía trước hai nhiệm vụ nàng có thể lý giải đằng sau cái này thời cơ là cái gì thiên cơ không thể tiết lộ thanh âm đến tận đây phiêu miếu biến mất nhiêu yêu yêu mí mắt đột nhiên nhảy một cái cuối cùng từ bỏ chống cự tùy ý nước biển đem mình nuốt hết cũng bị mất hóa thân thành hoa minh từ tiểu thụ, thập phần kiệt lực ôm đang đỉnh kiên trì tới một khắc cuối cùng, không ngừng vẽ ra trên người có hộ thân linh khí bị thủy áp đè nát hình tượng. Thân hình hắn từng bước một hướng chảy trong vách núi biển mây. Cuối cùng, tại thấy cuối cùng không có khả năng tồn tại cường giả chú ý mình về sau, tiếng lòng khẽ động, trong đầu vang dội căn bản vốn không cần bất luận cái gì khúc nhạc dạo cùng ấn quyết mới có thể thi triển chạy trốn đại pháp. Biến bất thuật. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 969, ngươi nhìn, thập phần mê người ngon miệng. Hô. Kết thúc. Biến mất trạng thái dưới, từ tiểu thụ nhìn qua chỉ còn một mảnh hỗn độn cô âm vách núi, thật lâu không thể tự nói. Sóng lớn qua đi, trà trộn nơi này sở hữu người, bao quát nhiều yêu yêu, đôi thôi đại thúc các loại từ tiểu thụ cho rằng là lúc ấy cường giả tối đỉnh, toàn bộ ngã xuống sườn núi. Mà bị thủy triều quét sạch không chỉ có cô âm vách núi, còn có quanh mình hơn 10 dặm khu vực. Sơn lâm, hoang dã. Không một không bị sóng lớn thôn vệ, trở nên tàn phá suy bại. Với tư cách trung tâm phong bạo điểm cô âm vách núi, càng liền vách đá đều không thấy, trực tiếp bị đập trở thành vỡ nát, cũng lấy người, hóa thành đá vụn lưu, dòng bùng, cùng nhau tràn vào đáy vực. Thật tốt một tòa phong cảnh tú lệ cô âm vách núi, trong một đêm trở thành cô âm vách núi di chỉ. Quả thật là khủng bố. Từ tiểu thụ cảm khái ngàn vạn. Nếu không phải hắn có biến bất thuật, chỉ sợ thời khắc cuối cùng cũng phải thuận đại lưu, ngã vào cái kia sâu không thấy đáy cô âm vách núi ngọn nguồn mà phía dưới đêm sẽ có như thế nào phong hiểm, từ vẻn vẹn một góc của băng sơn cấm pháp kết giới, liền phải gặp đốm. Sẽ là ai chứ? Từ tiểu thụ đối cái kia mang theo hoàng kim thú mặt người thân phận cảm thấy hiếu kỳ. Nhưng hắn nhịn xuống mình hiếu kỳ, biết được cho dù phỏng đoán ra cái này đám người thân phận, đối với mình cũng không có quá lớn ít lợi. Dù sao, đối phương tạo khởi sự đến, cái kia thật đúng là địch ta không điểm, toàn bộ mai táng. Cần phải đi. Suy nghĩ chuyện chỗ này, cũng nhanh mau trở về về vương thành thí luyện từ tiểu thụ, bỗng nhiên dư quan thoáng nhìn, thoáng nhìn nguyên cô âm vách núi hiện tàn bại vùng núi nào đó một chỗ, có một vũng nước đang nhẹ nhàng nhúc nhích. Nó tại lộc cộc lộc cộc mà bốc lên lấy bọt nước nhỏ. Không hơi một lát, từ trong đó chậm rãi leo ra một đạo thân mang áo bào màu đen bóng dáng. Cái này từ vũng nước nhỏ bên trong đứng lên đến bóng dáng, đã không còn hơi nước lồng chụp, nhưng trên mặt hoàng kim mặt thú, khóe môi như có như không ý cười, hoàn toàn chiêu kỳ thân phận đối phương. Là hắn. Hắn còn chưa đi. Từ tiểu thụ trong lòng cuồng loạn, ý thức được mình không thể nhìn nhiều, nếu không chỉ sợ sẽ bị đối phương phát giác. Nhưng đột nhiên lại nghĩ đến, mình biến mất trạng thái dưới, liền chân chính hoàn tuyền đều không phát giác, gia hỏa này có thể cảm giác được. Không được, ta không thể tìm đường chết, hắn nhưng là mai tán mười mấy vị thái hư, đem nhiêu yêu yêu, bao tải đại thúc, một lẫm sư thúc các loại đều cho đánh phía cô âm vách núi ngọn nguồn người. Từ tiểu thụ nghĩ đến không nghĩ, liền ách giết mình lòng hiếu kỳ, một bước nâng lên, liền muốn thuần di rời đi. Liền lúc này, cái kia từ vũng nước nhỏ bên trong đứng lên đến người áo đen khẽ cười một tiếng, ngắm nhìn bốn phía hư không, nói ra, đến đều tới, gì không lưu lại nói chuyện đâu. Từ tiểu thụ biến mất trạng thái dưới, một cước sửng sốt không thể bước ra đi. Hắn bỗng nhiên sinh lòng đúng vậy a, à, đi vào tới, đã liền hắn đều không nhìn thấy ta, ta gì không lưu lại đến quan sát, trông thấy hắn đến cùng mong muốn làm cái gì ý nghĩ. Tin tức cột nhảy một cái. Nhận mê hoặc, bị động giá trị, một. Mê hoặc. Từ tiểu thụ mãnh liệt thanh tĩnh, ý thức được cái này hoàng kim mặt thú người, có lẽ thực lực không ngừng thái hư. Dù sao, hắn liền biến mất trạng thái dưới mình đều có thể ảnh hưởng đạt được, cái này có lẽ chính là cái kia chỉ dẫn chi lực người khởi xướng. Người áo đen từ trong vũng nước đi ra, từng bước một thuận nguyên cô âm vách núi hiện bị thủy triều đập trở thành tàn phá núi cầu thang thức đá vụn đi lên trèo lên, cho đến đi rời trong vách núi biển mây, đi tới trước đây hẳn là có một mảnh sơn lâm, hiện lại trở thành từng cọc từng cọc gỗ vụn rễ cây loạn đâm nơi. Ngươi liền không hiếu kỳ, ngươi vì sao hội đến nơi đây sao? khóe miệng của hắn vẫn như cũ ngậm lấy như có như không cười, nhìn qua không có một ai quanh mình rách nát hoàn cảnh nói ra. Đúng vậy a, à, vì cái gì đây? Từ tiểu thụ trong lòng tự nhiên sinh ra như thế ý nghĩ, một giây sau toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Chạy! Nhất định phải mau chóng rời đi nơi này. Gia hỏa này, biết ta dùng biến mất thuật, là duy nhất từ cái kia thủy triều phía dưới, thoát ly khống chế người. Liền là thứ này. Từ tiểu thụ còn chưa từng động, người áo đen móc ra một khối vẫy màu đen, nhẹ nhàng dơ lên, ma đế hắc long thánh đế vẫy rồng từ tiểu thụ trong mắt không bị khống chế liền nhìn tới một giây sau lúc đầu không biết nhìn về phía phương nào nói chuyện người áo đen trực tiếp chuyển mắt đem ánh mắt đối mặt nào đó một chỗ không có một ai hư không nguyên lai like người tại cái này t bị đối phương trực tiếp để mắt tới từ tiểu thụ hít vào khí lạnh mơ hồ rõ ràng gia hỏa này có lẽ không thể khóa chặt mình nhưng thông qua thánh đế vẫy rồng liền có thể lấy cảm ứng được mình vị trí phương vị hắn không chút do dự dùng một bước trèo lên thiên bước ra trực tiếp thuần di rời đi trước kia phương vị, đồng thời kiệt lực dịch chuyển khỏi mình ánh mắt, không gián đoạn căng dặn mình. Vĩnh viễn không thể lại nhìn cái kia phiến thánh đế vẫy rồng. Ai? Người áo đen đột nhiên thở dài một tiếng, ta chỉ là muốn nói cho ngươi hết thảy nguyên do, ngươi lại như thế kháng cự. Ta vốn đem lòng hướng trăng sáng, làm sao trăng sáng chiếu cống rảnh. Đây chính là sai giao cảm giác sao? Ngươi vẫn rất tao lời nói hết bài này đến bài khác. Từ tiểu thụ bị chọc giận quá mà cười lên, căn bản không dám nói tiếp, thử nghiệm tiếp tục thi triển một bước trèo lên thiên, mong muốn thoát đi nơi đây. Một lần, hai lần. Bất quá ba lần nếm thử, hắn liền cảm giác mình giống như là đụng vách bình thường, cũng không còn cách nào thuần di đẩy ra phía ngoài tiếng một tất khoảng cách, phản phất chạy tới tận cùng thế giới. Từ tiểu thụ trong lòng hơi hồi hộp một chút. Loại cảm giác này, hết sức quen thuộc. Trục xuất. Từng tại bạch cuộc thời điểm gặp phải thuyết thư nhân thời khắc, cái sau liền dùng loại này thủ đoạn, lấy từng bước co lại tiểu không gian, thử nghiệm khóa chặt biến mất trạng thái dưới mình thế nhưng là thuyết thư nhân là bởi vì sớm đề phòng cảnh giác phía dưới mới có tính nhắm vào thủ đoạn cái này hoàng kim mặc thú người áo đen sao hội quen thuộc như thế biến mất thuật mình trước đây cùng hắn thậm chí không tiếp xúc qua thuyết thư nhân lẽ ra vậy sẽ không báo cho gia hỏa này biến mất thuật nhằm vào phương pháp hắn lại sao sẽ như thế hạ bút thành văn vừa lên đến liền là trục xuất chi lực không cần thử người áo đen khẽ cười nói ngươi mỗi từng thử một lần ta liền có thể lấy khóa chặt thân ngươi chỗ vị trí càng chính xác một điểm, ngươi hẳn là rất quen thuộc loại lực lượng này. Không sai, liền là trục xuất. Từ tiểu thụ trong lòng một cái chìm vào đáy cốc. Đối phương đối với mình hiểu rõ, lại có được các loại tính nhắm vào thủ đoạn, mình lại đối với địch nhân hoàn toàn không biết. Loại tin tình báo này kém, làm cho từ tiểu thụ thập phần khủng hoảng, bởi vì hắn hoàn toàn không biết tiếp xuống mình muốn đối mặt cái gì, hoặc là, như thế nào xuất thủ, đi nhầm vào loại cao thủ này. Người áo đen ôm văn nhã nhặn, mỉm cười giải thích đem nào đó một vùng không gian theo thiên đạo bên trong vứt bỏ, đây là một cái nho nhỏ lực lượng vận dụng kỹ xảo, không cần thuộc tính không gian liền có thể làm được. Ta cũng không có ác ý, nếu như ngươi muốn học, có thể lộ diện, ta dạy cho ngươi. Ta tin ngươi cái quỷ. Từ tiểu thụ không dám vọng thêm nếm thử thuần di. Bởi vì hắn kinh lịch qua thuyết thư nhân thủ đoạn, biết được trước mặt người không có nói sai, thật cho hắn tìm tới mình thân ở đại khái vị trí, có lẽ liền là mình tử kỳ. Hắn không nên thấy rõ biến mất thuộc tình báo triệt để như vậy, ở trong đó, tất có nguyên do. Từ tiểu thụ cố gắng tìm tìm đối phương sơ hở. Bởi vì hắn biến bất thuật, thánh thần đại lục bên trên biết căn bản, còn có tính nhắm vào thủ đoạn người, không nhiều. Từ một điểm này bên trên đẩy, có lẽ rất nhanh liền có thể đẩy ra đối phương lai lịch. Ít nhất là địch hay bạn. Người áo đen nghiễm nhiên không có cho người ta suy nghĩ thời gian thói quen, trực tiếp nói ra, ngươi vẫn là không xác định ta thiện hay ác. Yên tâm, ta đều lấy gương mặt thật xem ngươi, hẳn là người tốt. Trống không một âm không có chờ về đến tin tức, người áo đen mất cười một tiếng, người quả nhiên cảnh giác. Chợt, hắn từ trong ngực vừa sờ, lấy ra một khối lệnh bài màu đen, khoảng chừng xoay chuyển. Lệnh bài chính diện có khắc một cái nước chữ, mặt trái có khắc một bộ họa. Đó là một cái trần như nhộng quyển chuyển nữ tử, ông đầu gối cúi đầu, tư thái xót thương, nàng tứ chi có nặng nề xiên xích, xiên xích kéo dài mà ra, cho đến biến mất tại lệnh bài biên giới, tự hồ cùng thiên địa đụng vào nhau. Từ tiểu thụ con ngươi đột ngột co lại. Mặc dù hắn không ngừng khuyên bảo mình, không thể lại đi nhìn đối phương chỗ cầm chi vật. Nhưng tự hồ cái kia chỉ dẫn chi lực một mực đều tại, đối diện một động tác, hắn liền hội không tự chủ được nhìn lại. Mà cái kia một viên lệnh bài. Từ tiểu thụ một chút, liền có cảm giác quen thuộc. Trên tay hắn đến từ bác tôn am chữ bác lệnh, chính diện một cái bác chữ, mặt trái chính là như vậy một bức họa. Thánh nô lệnh bài. Từ tiểu thụ có chỗ nghi hoặc, thầm nghĩ cái này sẽ không phải là gian kế A. Dù sao, hắn kỳ thật chưa hề gặp qua ngoại trừ chữ bác lệnh bên ngoài, thánh nô thành viên khả năng vậy có được cái khác lệnh bài. Người áo đen tay nắm lệnh bài, bởi vì từ tiểu thụ một chút, mà lại lần nữa khóa chặt đối phương phương vị. Hắn nhìn lại, đồng thời ngậm cười nói, với tư cách thánh nô thành viên, ngươi lẽ ra nhận biết thánh nô chính tòa lệnh, cũng hẳn là gặp qua lệnh bên trên dạng này một bộ hòa, hiện tại, ngươi còn đối thân phận ta, có hoài nghi. Hắn là thánh nô chính tòa một trong. Từ tiểu thụ ngây dại. Gia hỏa này, lại là người một nhà. Không đúng, không đúng. Thánh nô chính tòa, ngay cả chính ta cũng không biết được đến cùng là cụ thể cái nào chính cái người, gia hỏa này hoàn toàn có khả năng xuất ra một viên giả lệnh lừa gạt ta, ta không thể hiện thân." Từ tiểu thủ quyết tâm bình thường kiên quyết. Người áo đen thở dài nói: "Nguyên lai ngươi không phải cảnh giác, ngươi là đa nghi." Nói như vậy, trục xuất chi lực, là thuyết thư nhân nói cho ta biết như thế nào nhằm vào ngươi tên tiểu bối này phương pháp, ta nguyên lai tưởng rằng sẽ không dùng bên trên. Mà ta muốn gặp ngươi, là muốn xác minh ngươi là có hay không như sầm kiều phu nói." Toàn thân mang gai, Hai cái rõ ràng ám hiệu, làm cho từ tiểu thụ buông xuống chính thành chính cảnh giác. Nhưng hắn vẫn như cũ không dám trắng vạn nhất. Có chuyện gì, mọi người tách biến mất thuộc giao lưu liền tốt, vì sao muốn ta hiện thân? Người tất có quỷ. Người áo đen gặp vẫn không có hồi âm, sắc mặt có chút nhịn không được rồi, thanh âm trầm xuống, nói, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, ngươi còn không ra, ta liền đem cái này phương trục xuất nơi, đồng loạt ném về cô âm vách núi ngọn nguồn. Xoát một tiếng. Hư không đột nhiên hiện ra một đạo áo trắng bóng dáng khuôn mặt tiều tụy, mắt quần thâm cực nặng, khuôn mặt vuông vức, không có nửa điểm được xưng tụng là anh tuấn địa phương. Đối với từ tiểu thụ hiện thân, người áo đen lắc đầu cười nhạt, người quả nhiên rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Đối với cái sau hiện thân sau triển lộ ra tôn dung, người áo đen sững sờ phía dưới, tại chỗ bị tức cười, ta nên nói ngươi vẫn như lão cẩu, vẫn là xảo trá thành cáo. Đều lúc này, còn không lấy gương mặt thật gặp người. Hắn trực tiếp móc ra một trương lệnh truy nã, chỉ vào phía trên chân dung nói, đối gương mặt này, cho ta biến trở lại từ tiểu thủ xuất mồ hôi tráng hắn là thật sợ đối phương thanh mình cho ném cô âm vách núi ngọn nguồn a nơi đó tất nhiên là một cái gió bão vòng xoáy điểm trung tâm tất cả cường giả đều chen tại khối kia một cái đi nghĩ không ra sự tình cũng phải xảy ra chuyện mà căn cứ vào trước mặt người thủ đoạn cường ngạnh hắn chung quy là không thể không lựa chọn thỏa hiệp dù sao đối phương đã chính thành chính là người một nhà còn lại cái kia không đến một tầng lo lắng lúc này lường trước đến quả thật có chút buồn lo vô cớ tay một vòng từ tiểu thụ hóa thành nguyên hình, lấy gương mặt thật gặp người, đồng thời biết vân lời, thập phần cung kính cúc thi lễ, nói, xin ra mắt tiền bối, không biết tiền bối gọi ta đi ra, cần làm chuyện gì. Ngươi chân nhân ngược lại dáng dấp còn một chút dạng chó hình người. Liền là tính tình này, xác thực thích ăn đòn. Người áo đen cất bước tiến lên, đánh giá một phen về sau, nghiêm túc nói, ba chuyện. Xin hỏi nói sự tình trước đó, có thể hay không hỏi thăm tiền bối danh hào. Tiểu tử lòng có kính ngưỡng, đối tiền bối lúc trước lật mưa che mưa năng lực kính nể giống như tam giang chi thủy thao thao bất tuyệt từ tiểu thụ sắc mặt thành thẫn. a à. người áo đen cười nhạt hoàn toàn không vì mông ngựa mà thay đổi ngươi cảm thấy ta hẳn là là ai từ tiểu thụ trong đầu hiện lên đối phương tại thủy triều bên trong ném người nền người cử động nghĩ đến đối phương có như quỷ mị một dạng xuất quỷ nhập thần thái độ thầm nghĩ ngươi căn bản không phải người ngươi là quỷ tiền bối chi năng lực áp kiếm tiên không đâu địch nổi tại tiểu tử trong lòng ngài hẳn là mới là cái kia thánh nô thủ tọa, đáng tiếc thánh nô thủ tọa bị người chiếm ở, thánh nô người đứng thứ hai lại là sư phụ ta. Cho nên ta cảm thấy, lấy tiền bối chi năng, tại thánh nô chính tòa bên trong xếp hạng thứ ba, thực sự nhân tài không được trọng dụng. Từ tiểu thụ một mặt đáng tiếc nói. Nếu nói thiên hạ có vỗ mông ngựa không thông người, chỉ có vuốt mông ngựa người chỗ dùng lực độ, hoàn toàn không đủ. Lập tức, người áo đen liền bị từ tiểu thụ như vậy giỏng dạc cầu vòng cái rắm, vỗ đến hoàn toàn mắt trợn tròn. Hắn trọn vẹn dừng thật lâu, mới thở dài nói, ngươi cái miệng này, có lẽ mới phải gọi làm thuyết thư nhân. Đáng tiếc, ta cũng không phải là thánh nô thứ ba, mà xếp hạng thứ năm, danh hiệu quỷ nước. Thứ năm, quỷ nước. Từ tiểu thụ lúc này kinh ngạc. Cường đại như vậy người, chỉ có thể xếp hạng thứ năm. Cái kia thánh nô người đứng thứ ba, thì là ai? Với lại, ngươi là thứ năm lời nói, sầm kiều phu vì sao có thể xếp hạng thứ tư? Hẳn là cái kia lão tiều phu, còn có ta không biết được năng lực. Từ tiểu thụ một trận sợ hãi tháng phục, lại cảm thấy quỷ nước cái này danh hiệu thập phần phù hợp đối phương quỷ dị năng lực hắn nịnh nọt mà cúi đầu phụ họa một tiếng nói ngài hẳn là thay cái tôn hiệu gọi là quỷ vương quỷ nước vừa rồi một khung đánh cho lắc thần số lần đều không có giờ phút này đối mặt từ tiểu thụ hoa ngôn xảo ngữ muốn tới được nhiều hắn khóe môi hơi quất cảm khái nói ngươi da mặt đúng là dày cảm ơn tiền bối tán dương từ tiểu thụ khiêm tốn tiếp nhận quỷ nước suýt nữa không kéo được hoàn toàn tiến vào chủ đề ba chuyện hắn dẫn đầu lắc lắc trên tay lệnh truy nã kiện thứ nhất, ngươi tử kỳ sắp tới, tiếp xuống thấp thiên hạ sát thủ, cũng sẽ tìm đến ngươi, mà những sát thủ này tu vi, đại bộ phận đều là trảm đạo, thái hư, lại lấy khả năng thứ hai là chủ yếu. Từ tiểu thủ sắc mặt lúc này cứng đờ, không còn dám làm loạn, thẳng tắp nhìn phía cái kia trương hắc kim lệnh truy nã. Lúc này, hắn mới chú ý tới dưới bức họa tự giới thiệu, cùng số tiền thưởng. 10.000 linh khuyết, thánh võ một phần, thánh khí một thanh, thánh huyết 10 giọt, hư không lệnh năm mai, phong thánh tinh nguyên ba phần, sinh vật chi thành tẩy thánh ao nhập ao cơ hội một lần. Kết một cái, từ tiểu thụ hóa đá tại chỗ. Đằng sau cái kia chút nhìn xem liền rất cao thượng đồ vật là cái gì, hắn không rõ ràng, nhưng là ta người đầu, giá trị 10.000 ức linh tinh. Từ tiểu thụ nghẹn họng nhìn trân trối ngẩn lên mắt. Quỷ nước thu hồi hắc kim lệnh truy nã, mỉa mai một cười, sắc mặt có đùa cực. Quả nhiên vô tri, chỉ có thể nhìn thấy không đáng giá tiền nhất đồ vật. Nói như vậy, đem ngươi đầu người đưa lên, còn lại vật ngoài thân không nói, ta liền có thể thu được ba lần phong thánh cơ hội, mà tẩy thánh ao, thì có thể gia tăng phong thánh xác suất, trọn vẹn một thành. Hắn vuốt cầm, ánh mắt trở nên trêu tức, điệu cười nói, ngươi không cảm thấy, ngươi bây giờ nhìn lại, thập phần mê người ngon miệng sao. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 970, đi xuống cho ta. Ta cực kỳ mê người. Từ tiểu thụ nửa ngày không ngậm miệng được. Cái này quá điên cuồng, mình liền một giới nho nhỏ tông sư, sao giá trị lớn như vậy một cái giá. Tiền bối, hẳn là không đến mức vì thế ra tay giết ta đi. Ta đoán Phong Thánh Tinh Nguyên vậy mời không động ngài loại này vì cách người xuất thủ. Từ tiểu thụ quả thực có chút sợ hãi. Quỷ nước nửa mỉm cười nửa trêu tức mà nhìn chầm chầm vào trước mặt thanh niên trọn vẹn mười mấy hơi thở, mới nói, ta tự nhiên sẽ không vì này giết ngươi, dù sao ta là một người tốt, nhưng ngươi phải biết, lệnh treo giải thưởng thứ này, ý nghĩa lớn nhất, liền là phản gián. Từ tiểu thụ như có điều suy nghĩ. Quỷ nước nói tiếp, theo không biết tên thống kê toàn bộ đại lục ước chừng bảy thành cấp bậc cao treo giải thưởng phạm thường thường không phải chết tại sát thủ trong tay mà là chết tại thân bằng hảo hữu trong tay ngươi cực kỳ thông minh hẳn là hiểu ta ý tứ đây là nơi nào thống kê đi ra số liệu a từ tiểu thủ vô ý thức rất muốn đỉnh như thế đầy miệng nhưng nghe được quỷ nước trong lời nói gõ chi ý hắn không có trò đùa hỏi tiền bối ý tứ ta hẳn là đề phòng điểm mình người cẩn thận chạy được vạn năm thuyền quỷ nước a cười một tiếng dạo bước nói ta có thuộc về mình phong thánh con đường nhưng có ít người vây ở thái hư cảnh giới này quá lâu quá lâu có đôi khi tâm ma cho phép bí quá hóa liều không thể không phòng nên phòng ai từ tiểu thụ đột nhiên cảm giác đến khắp nơi đều là sát cơ trương này lệnh treo giải thưởng lực uy hiếp quá mạnh hắn cảm thấy thuyết thư nhân sầm kiều phu các loại cũng có thể bí quá hóa liều nên phòng ai chính ngươi rõ ràng quỷ nước không có chính diện đáp lại lời nói xoay chuyển nói dù sao nên căn dặn ta căn dặn cho ngươi Ba nén hương đã mấy chục năm không có ra loại này lớn treo giải thưởng, hoặc là nói lớn treo giải thưởng có, nhưng treo giải thưởng đối tượng hoặc là thuyết thư nhân, hoặc là bác tôn am. Cái trước xuất quỷ nhập thần, thủ đoạn bảo mệnh tầng tầng lớp lớp, cái sau vẹn vẹn một cái để bác kiếm tiên danh hào, liền có thể uy hiếp thế nhân không dám ra tay. Ngươi khác biệt. Quỷ nước dừng bước lại, giống như là đe dọa bình thường. Trầm xuống thanh âm nói, ngươi là nhất gần sát hiện thực tội phạm truy nã, thực lực lại yếu, tiền thưởng lại cao, nhưng Phàm là cái sát thủ cũng biết đây là một cái cơ hội cầm bát tôn am bọn hắn không được bắt ngươi không cũng chỉ cần chờ đợi một cái cơ hội từ tiểu thụ thở ra một hơi thật sâu cái này nghe được giống như là đe dọa nhưng tinh tế tưởng tượng hoàn toàn không phải đây chính là thực tế nhất thuyết pháp a mình quả nhiên là sống quá mức bị nâng đến nơi đầu sóng ngọn gió chỗ mà lấy trước mắt tu vi mong muốn ngăn trở bốn phương tám hướng địch ý chỉ có thể nói khó càng thêm khó lại có chút sai lầm đầy bàn đều thua ai hạ lệnh truy nã Tác phẩm lớn này, người bình thường nhưng không bỏ ra nổi đến. Từ tiểu thụ phản ứng mau lẹ, biết đã mình không cách nào giải quyết cái này chút không biết phiền phức, còn không bằng trực tiếp tìm tới cho mình chế tạo phiền phức căn nguyên. Chỉ cần giải quyết rơi một cái kia kẻ cầm đầu, bọn sát thủ biết được lấy không được tiền thưởng, tự nhiên không sẽ ra tay đối phó thánh nô từ tiểu thụ. Dù sao thánh nô từ tiểu thụ, tiền tố cái này một cái thánh nô, vẫn là thập phần có lực uy hiếp. Dạ Kiêu. Quỷ nước tự hồ phương pháp cực lớn, cấp ra một cái thập phần khẳng định đáp án hắn chỉ vào cô âm vách núi ngọn nguồn, nói ra, liền ở phía dưới, có cấm pháp kết giới can thiệp, có lẽ đây là ngươi giải quyết phiền phức tốt nhất cơ hội. Từ tiểu thụ nghe được ngây người, nhìn hướng phía dưới. Vách núi này cũng không tốt nhảy a, à, anh em. Ngươi là quỷ nước, ta thế nhưng là cái sống sờ sờ người, cái này đi xuống, không được cho cái kia một đám các đại lão phân thay rơi. Cho dù biết được có cấm pháp kết giới tại, rèn thể cùng kiếm đạo, có thể là tự thân lớn nhất cậy vào. Nhưng phía dưới những người kia, cái nào đơn giản? kiếm đạo mạnh hơn mình cường bất quá nhiều yêu yêu rèn thể mạnh hơn mình cường bất quá thể bộ thủ tọa ôn đại chùi y cùng chiến bộ thủ tọa đằng sơn hải thương thần giáp. lần trước mình có thể mượn nhờ thánh huyết cùng thánh tượng hao đi đằng sơn hải một cây tiêu thần thương vào cấm pháp kết giới không có thánh huyết nói theo một ý nghĩa nào đó cái này cô âm vách núi ngọn nguồn đối với mình ảnh hưởng so với cái kia các đại lão càng lớn từ tiểu thủ quả quyết vứt bỏ quỷ nước đề nghị này chuyển mắt hỏi xin hỏi xin tiền bối xuất thủ một lần lời nói phải bỏ ra loại nào đại giới Quỷ nước nhất thời ngơ ngẩn. Hắn ngược lại là hoàn toàn không nghĩ tới, từ tiểu thụ hội mong muốn mời chính mình ra tay. Nhưng nói trở lại, đây quả thật là vẫn có thể xem là đối tiểu tử này mà nói một cái tốt nhất lựa chọn. Dù sao, chính mình mới lộ ra qua cấm pháp kết giới bên trong, có thể tùy ý xuất thủ năng lực. Chỉ bất quá, mời ta đại giới, ngươi chỉ sợ không đủ sức. Quỷ nước lắc đầu. Tiền bối không nói, làm sao biết ta không đủ sức. Từ tiểu thụ nói lời này thời điểm, lực lượng nhưng đủ tay không bộ bạch lan sự tình hắn không phải một lần làm. Dầu gì, mình dùng một cá nhân tình gọi bác tôn am xuất thủ, để bác tôn am giúp quỷ nước, lại mượn quỷ nước tay, chém dạ kiêu. Như thế, mình chỉ cần trả bác tôn am lại một cá nhân tình. Về phần vì sao A nói lại. Lần trước vì cứu linh khuyết giao dịch hội bên trên trên trời đệ nhất lâu người, từ tiểu thụ đã mắc nợ. Người chính là như vậy, không nợ thời điểm tự cao tự đại, cảm giác đến tự mình một cá nhân tình tặc quý. Nhưng mắc nợ một lần về sau, phát hiện coi như mình thiếu đại lão nhân tình, lấy tự thân trước mắt năng lực, vậy trả không lên, vậy liền nợ nhiều không ép thân. Huống chi, từ tiểu thủ phát hiện chính mình bị bắt tôn am trong bóng tối lợi dụng số lần nhưng nhiều lắm. Người lão tặc này quá gian trá, đã mình trước mắt còn không phản kháng được, vậy sẽ phải học được nhiều hơn lợi dụng ngược lại, có qua có lại mà đây là. Quỷ nước nghe vậy, lại là trực tiếp cười ra tiếng. Ngươi mời không động ta. Ta tại Thánh Nô chỉ là treo một cái tên, không bao giờ làm sự tình, đây là hơn 30 năm đến, ta lần thứ nhất vì bác tôn am xuất thủ vì mời ta hắn bỏ ra rất lớn đại giới đây là ngươi giai đoạn hiện nay vĩnh viễn không cho được đồ vật nhưng ta cực kỳ mong đợi ngươi trưởng thành một khắc này cố gắng khi đó ngươi có thể cho đến ta ta muốn từ tiểu thụ nhịn không được hiếu kỳ hỏi hắn cho ngươi đại giới là cái gì một đáp án quỷ nước trả lời ra ngoài ý định đáp án từ tiểu thụ nghĩ đến bạch cuộc bên trong mình tại hư không đảo vết nước trước cùng bác tôn am chạm mặt thời điểm trên cái thế giới này tự hồ rất nhiều cường giả đều đang tìm kiếm đáp án lại vĩnh viễn không chiếm được đáp án mà cái này đáp án bác tôn am lại luôn có thể đưa ra là bởi vì hắn so ta có thế lắc lư sao từ tiểu thụ trầm ngâm quỷ nước cười cười giống như là đoán được trước mặt thanh niên tâm tư nói ra ngươi hẳn là biết được đến ta cấp độ này quyền danh lực cái gì cũng có ta cái gì cũng không thiếu cho dù là phong thánh đối với viên mãn thủy hệ áo nghĩa mà nói vậy bất quá là trong một ý nghĩ cho nên ta mong muốn đồ vật hoàn toàn đã vượt ra thế tục hết thảy đối với dạ kiêu hắn đột nhiên thanh âm ngừng lại chợt bật cười nói ta tại hắc bạch hai đạo đều có phương pháp không nói bác tôn am thánh thần điện đường thiếu ta nhân tình đồng dạng quá nhiều chỉ cần một dạ kiêu ta liền có thể lấy tiêu tốn rất ít đại giới để hắn trả đưa ta trước kia chưa từng hoàn lại ba cái nhân tình mà vì ngươi ta muốn giết dạ kiêu liền tương đương tự tuyệt phương pháp dù sao thánh thần điện đường phương diện thiếu ta nhân tình nhưng xa không chỉ dạ kêu một cái. Nói đến đây, quỷ nước giang tay ra, nhìn chầm chầm từ tiểu thụ viên này trên cổ đầu người, dễ dễ nói, cho nên, bán đi ngươi, đều không đáng đến cái này giá muôn phần một trong, ta lại có lý do gì, vì ngươi xuất thủ. Từ tiểu thụ nghe được mắt trợn tròn. Đây rốt cuộc là cái người nào a? À? Hắc bạch hai đạo ăn sạch. Cái này nghe, có thể so sánh bác tôn am hắc bạch song mạch chi chủ, còn muốn tới kình bạo. Dạng này người, bác tôn am một cái đáp án, cũng có thể mời được đến. Ngô, có lẽ, chỉ có cái này chút hoàn toàn thoát ly hiện thực vật phẩm phải có giá trị trừu tượng đáp án, mới có thể gánh vác nổi để quỷ nước xuất thủ đại giới đi. Từ tiểu thụ nghĩ như vậy. Quỷ nước cự tuyệt từ tiểu thụ xuất thủ thỉnh cầu, đi thẳng tới cô âm vách núi di chỉ biên giới, nhìn qua mênh mông biển mây, nói, chuyện thứ hai. Tiền bối thỉnh giảng. Từ tiểu thụ cùng đi theo đến phía sau hắn, trong nội tâm vậy từ bỏ để quỷ nước ra tay, đây quả thật là quá đắt. Quỷ nước trông về phía xa lấy mênh mông sườn núi cảnh, mở miệng nói ra. Chuyện thứ hai, nhưng thật ra là một lời giải thích. Bác Tôn Am để ta cho ngươi biết, lần này đúng là hắn đang xuất thủ, mượn thân phận của ngươi, đem các phương đều gọi tụ tập đến tận đây. Vì hắn kế sách, ngươi tiếp nhận cái này tu vi cảnh giới chỗ không đáp lời thụ áp lực. Đơn giản điểm giản, hắn lợi dụng ngươi, hắn vậy cực kỳ thẳng thắn, hắn nói hắn rất xin lỗi. Từ tiểu thụ một cái sợ ngây người. Liền cái này. Liền cái này cái này cái này. Ngươi cũng đã biết ta kém một chút liền chết tại cô âm vách núi bên trên nếu không phải cái khó ló cái khôn, đem thủ dạ một cước đá xuống đáy vực, lúc này mới có thể thành công tại nhiêu yêu yêu dưới mí mắt lừa dối quá quan. Nếu không, chết sớm. Kết quả làm nhiều như vậy, thật sự là bác tôn am cẩu tặc kia trong bóng tối gây sự. Ngươi ý tứ, ta sẽ đến đây, là hắn tại an bài. Từ tiểu thụ vừa tức vừa giận. Ân. Quỷ nước cực đầu, ha ha cười nói, nghiêm ngặt trên ý nghĩa giảng, là hắn để cho ta dùng thánh đế ý niệm, chỉ dẫn lấy ngươi tới đây, không chỉ là ngươi, dịp tiểu thiên, cố thanh nhị, đều là như vậy tới. Hắn lung lay thánh đế vẫy rồng. Từ tiểu thụ nhất thời không nói, tiếng lòng lại vào núi hồng biển động bình thường khoái động. Qua, ngươi tốt thẳng thắng A. À? Ngươi bộ dáng này, muốn ta ứng đối ra sao ngươi thẳng thắng là tốt đâu. Trực tiếp xuất thủ diệt ngươi. Thật xin lỗi, ta thực lực bây giờ, không cho phép A. À? Cho nên, từ tiểu thụ nhịn xuống chính mình ra tay xúc động, không ngừng khuyên bảo mình, xúc động là ma quỷ, quân tử báo thù, 10 năm không muộn quỷ nước khóe môi lại nhiều buồn cười chi ý mở miệng nói bác tôn am nói hắn rất xin lỗi đồng thời để ta cho ngươi biết lần trước ngươi lợi dụng hắn xuất thủ cứu cục sự tình thanh toán xong từ đó ngươi không còn thiếu hắn cái gì từ tiểu thụ liền cái này liền cái này cái này cái này tốt ngươi cái lão tặc bác tôn am ngươi cái này tính toán đánh cho thật sự là đinh đương rung động a liền cái bồi thường tiền đều không có ngay cả một câu xin lỗi lời nói cũng còn muốn từ người khác trong miệng nói ra cái này cũng quá không có thành ý hô hút hô hút từ tiểu thụ bị tức giận đến sắc mặt lúc trắng lúc xanh không ngừng làm lấy hít sâu bình tĩnh mình quỷ nước ngoái nhìn biết rõ còn cố hỏi nói ngươi tại làm cái gì từ tiểu thụ lại bị nghẹn lại thầm nghĩ ngươi cái quỷ nước vậy một bụng ý nghĩ xấu hắn dừng lại động tác ha ha cười lạnh nói ta đang hô hấp nha ngươi không thấy sao quỷ nước khẽ giật mình cái này công khai trả lời để hắn nhất thời đã mất đi ứng đối năng lực lúc này từ tiểu thụ bỗng nhiên chuyển qua mắt đến khẳng theo dõi hắn trên mặt mặt nạ hoàng kim, cho đến chầm chầm đến quỷ nước có chút không hiểu ra sao cả, mong muốn mở miệng nói điểm cái gì thời điểm. Từ tiểu thụ nói chuyện. Hắn giống như là đột nhiên rõ ràng vì sao A ngươi xem không hiểu ta đang hô hấp cái này bình thường cử động, đưa tay chỉ hướng quỷ nước mặt nạ hoàng kim dưới mắt vành mắt vị trí, thập phần bình tĩnh nói, ngươi có chất nhầy ở mắt. Quỷ nước. Hắn trong lúc nhất thời con mắt trừng lớn, có chút không dám tin tưởng, trước mặt tiểu bối này, dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Nhận hoài nghi, bị động giá trị, 1. Nhận nhìn hầm hầm, bị động giá trị, 1. Nhận khóa chặt, bị động giá trị, 1. Tin tức cột một cái nhảy ra ba đạo tin tức, có thể nghĩ quỷ nước trong lòng đến cỡ nào rung động. Từ tiểu thụ giống như là bị đối phương ánh mắt dọa sợ bình thường, liên tục triệt thoái phía sau, không ở rụt đầu, hèn mọn nói, xin lỗi tiền bối, ta cái này người thẳng tới thẳng lui đã quen, nói ra một sự thật, nếu như vừa rồi nói như vậy có cái gì đắc tội địa phương. Như vậy không quan trọng tư thái, thành công bỏ đi quỷ nước lửa giận trong lòng. Ngay tại quỷ nước quyết định đại nhân không nhớ tiểu nhân qua thời điểm, từ tiểu thụ dừng bước, ngồi thẳng lên, một mặt bình tĩnh nói, ta rất xin lỗi. Cách một cái, quỷ nước giống như là đột nhiên bị nhỏ giọt cho khô hàm lượng nước, hóa đá tại chỗ. Trong lòng hắn xúc động phẫn nộ chi ý bỗng chốc bị trêu chọc mà lên, biết được từ tiểu thụ là đang trả thù mình vừa rồi nói chuyện hành động cùng bác Tôn Am an bài. Nhưng bị một tên tiểu bối như thế trào phúng, quỷ nước trên mặt có chút không nhịn được. Ngón tay hắn nhẹ nhàng khẽ động. Liền lúc này, quỷ nước thấy được từ tiểu thụ giống như móc ra hộ thân phù bình thường, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một khối chữ bác lệnh, lắc đầu một cái nhìn về phía nơi khác, tay lại nắm lấy lệnh bài hơi run nhẹ lấy. Quỷ nước. Hắn trong lúc nhất thời phát vì cười. Bác Tôn Am lúc nào đem hắn lệnh bài cho ngươi. Quỷ nước nhìn xuống xuất thủ xúc động, trong lòng kỳ thật lại bị cái này một tấm lệnh bài cho cả kinh không nhẹ, đây chính là một cái hết sức rõ ràng người thừa kế tín hiệu. Thật lâu trước đó. Từ tiểu thụ nhìn qua không khí, xịt thở dài hai tiếng a à. quỷ nước bị đối diện như vậy tư thái khí đến nhưng rốt cục buông xuống lửa giận biết được cái này thanh niên bị mình cùng bác tôn am bày một đạo xác thực trong lòng có khí dám ngay mặt phát tiết ra ngoài đã coi là cực kỳ có dũng khí tội lỗi đáng chém nó dũng đáng khen thôi không tính toán với hắn chuyện thứ ba quỷ nước bỏ qua một bên nơi đây sự tình không muốn bàn lại tiền bối thỉnh giảng từ tiểu thụ thu hồi lệnh bài thầm nghĩ tiểu tử ta không giết được ngươi còn khí không chết ngươi. Bác Tôn Am nói ngươi trưởng thành quả thực quá chậm, có một trận cơ duyên muốn đưa cho ngươi, nhưng nương theo có một chút xíu phong hiểm, muốn hỏi một chút ngươi ý tứ. Quỷ nước bình tĩnh nói. Cơ duyên. Một chút điểm phong hiểm. Từ tiểu thụ chần chờ, cái này ai cũng lại là cái gì gian kế. huống hồ ta tốc độ phát triển nhanh như vậy, còn chậm. Cái này bao nhiêu tháng A, ta đều tông sư, phối hợp thiên thời địa lợi, chiến lực đều thẳng bức trảm đạo, lệnh truy nã vậy đều lên đến cấp cao nhất hắc kim treo giải thưởng, cái này còn chậm ngươi thật đem thiên hạ người đều là ngươi bác tôn am a à. ta không cần từ tiểu thụ quả quyết vô cùng lắc đầu cự tuyệt quỷ nước mặt không biểu tình bật cười một tiếng bình tĩnh nói hắn nói hắn cũng biết ngươi hội cự tuyệt ngươi căn bản vốn không thượng sáo a à. từ tiểu thụ chưa hề gặp qua như thế vô liêm sĩ người liền thượng sáo hai chữ cũng có thể lấy như thế thẳng thắn nói ra hắn trong lúc nhất thời bị quỷ nước lời nói khí ở thầm nghĩ quả nhiên đều là gian kế nhìn lúc này quỷ nước đột nhiên chỉ vào trong vách núi biển mây, mặt mày kinh nghi nói, chính là cái này đồ vật. Cái gì đồ vật? Từ tiểu thụ vô ý thức chuyển mắt nhìn lại, đã thấy trong vách núi biển mây ngoại trừ thay đổi không lường, cái gì đều không có. Liền cái này hội, tin tức cột nhảy một cái. Nhận đánh lén, bị động giá trị, một. Cùng một thời gian, quỷ nước trên thân khí thế thốt nhiên bạo phát, lấy thế xét đánh lôi đình rút ra đùi phải, hung hăng hướng từ tiểu thụ phần lưng rút đi. Tiểu tử thúi, ta cũng là ngươi có thế tối phúng vốn định ôn nhu một điểm đối ngươi hiện tại không có cơ hội đi xuống cho ta giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý